Rạp chiếu phim Hải Châu xây vào thập niên 70, không gian giữa hai hàng ghế rất hẹp, Tạ Vãn Tình cởi áo khoác ngoài ra, Trương Khắc đưa tay dẫn Hường cho cô đi ra lối đi nhỏ. Đây vốn là động tác rất tự nhiên, nhưng làm trong lòng Tạ Vãn Tình có chút êm dịu, bốn ngón tay đặt nhẹ lên tay y, cẩn thận lách qua trước người y. Thấy mẹ đi chỉ đồng muốn theo, Trương Khắc nắm lấy tay cô bé ôm vào lòng không cho đi, sợ cô bé tới chỗ Tích Dung Tích Vũ là không chịu tách ra. Chỉ đồng trợn mắt phung nắm đấm đánh Trương Khắc, y ngồi im không nhúc nhích, chỉ đồng phụng phịu ngồi trong lòng Trương Khắc tiếp tục xem điện ảnh. Tạ Vãn Tình mau chóng trở về, tới lối đi nhỏ đưa đồ ăn văn cho chỉ đồng, Trương Khắc đặt chỉ đồng về chỗ, không nghĩ ra đổi chỗ với Tạ Vãn Tình ngồi vào bên trong, vẫn nắm bàn tay mềm mại như không xương của Tạ Vãn Tình, đưa cô đi vào trong. Tạ Vãn Tình không cẩn thận dẫm vào một vật cứng, giật mình, vốn cô không người, chân trẹo đi, cả người liền ngã vào lòng Trương Khắc ngồi lên đùi y. Tạ Vãn Tình khí chất cao nhã, ung dung cao quý, mang vẻ đẹp rất cổ điển, thân thể nảy nở nhưng tha thướt, nếu không phải cô ngồi lên đùi, không thể nào cảm thụ được cặp mông đầy đặn căng tròn, đầy tính đàn hồi dụ hoặc kinh người, nếu chẳng phải cặp mông đó còn cách chỗ yếu hại một khoảng nhỏ thì Trương Khắc đã bêu mặt rồi. Trương Khắc có một tích tắc tay đặt lên đùi Tạ Vãn Tình, cô mặc quần jean, cảm giác ấm áp của cơ thể truyền vào lòng bàn tay, thấy Tạ Vãn Tình mất đi phản ứng ngồi ngay trên đùi mình, Trương Khắc đỡ lấy eo cô, hỏi cô có bị trẹo chân hay không. À hình như hơi đau. Tạ Vãn Tình tỉnh lại, khom lưng xuống sờ mắt cá chân, chiếc mông lớn đẩy về phía sau, càng áp sát vào đùi và bụng Trương Khắc, cô cần một lời nói dối để che giấu nội tâm run rẩy. Giây phút đó cô mới phát hiện mình khao khát được nam nhân này ôm vào lòng thế nào. Trương Khắc bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát, cũng khom người xuống sờ chân Tạ Vãn Tình, tay vẫn đay lên eo cô, lồng ngực áp sát vào lưng cô, mà gửi mùi hương cơ thể mê người, ôm giai nhân yêu kiều, cảm giác đó thế nào, chỉ mình Trương Khắc mới biết. Một phụ nữ sở hữu đường cong hoàn mỹ, cặp mông nở nang mềm mại tận cùng, eo thon nhỏ cùng bầu ngực cao vút. Ôn nhu chỉ thoáng chốc, chừng 5 hoặc 6 giây. Tạ Vãn Tình mới đứng dậy, quay trở về chỗ ngồi của mình, chỉ cảm thấy cơ thể nóng dữ dội. Chị có đau không? Trương Khắc cách chỉ đồng hỏi Tạ Vãn Tình. Hơi chút, không đau lắm. Có bị sưng không? Hình như không. Mẹ làm sao thế? Chỉ đồng quan tâm hỏi. Không có gì, thiếu chút nữa bị ngã. Tạ Vãn Tình nói thật nhưng lại giống như đang an ủi chỉ đồng. Phim đã chiếu hết, Trương Khắc nắm tay chỉ đồng cùng Tạ Vãn Tình ngồi yên ở chỗ. Đợi Phó Tuấn ở phía trước hai tay bế hai cô con gái, cùng Lý Minh Du và giúp việc theo dòng người đi ra. Lý Minh Du thấy bọn họ vẫn ngồi không nhúc nhích, hỏi. Mọi người sao thế? Chắc bị trẹo chân rồi. Tạ Vãn Tình đáp, người ngồi bên trong đều đã đi ra theo lối còn lại. Chị có đau không, hay tới bệnh viện xem qua xem? Không có gì, về trường đá một chút là ổn rồi. Tạ Vãn Tình đâm lao phải theo lao, tiếp tục nói dối. Nếu không cô không còn mặt mũi nào đối diện với Trương Khắc. Mọi người dẫn chỉ đồng cùng đi ăn KFC, tôi đưa chị Vãn Tình về, ăn xong nhớ mang phần về cho chúng tôi đấy. Trương Khắc giao chỉ đồng cho Lý Minh Du. Lý Minh Du bế lấy chỉ đồng lo lắng hỏi. Thực sự không nghiêm trọng chứ? Không sao, mọi người đi trước đi. Tạ Vãn Tình chỉ mong bọn họ đi thật nhanh, cô xấu hổ với lời nói dối của mình, không sao từ chối được Trương Khắc muốn đưa mình về. Dưới loại tâm tình này, sự quan tâm của Lý Minh Du khiến cô có chút bực mình, may mà dòng người phía sau đang đẩy bọn họ, Phó Tuấn, Lý Minh Du cuối cùng cùng rời đi. Trong phòng chiếu ánh đèn nhu hòa, Trương Khắc khom người xoa mắt cá chân Tạ Vãn Tình. Bên này à? Ừ. Trương Khắc gấp ghế ở giữa lên, nâng chân phải Tạ Vãn Tình đặt lên đùi mình, cách lớp tất nhẹ nhàng xoa bóp. Chị có đi được không? Tạ Vãn Tình đột nhiên cảm thấy nói dối không phải là tệ. Nhưng không dám quá buông thả để Trương Khắc bóp chân ỉnh ở đây, thẹn thùng rụt chân lại. Chúng ta đi thôi, phim tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Chương 270, cảnh giới nam nữ. Phó Tuấn, Lý Minh Du vẫn chưa yên tâm, ở lại bãi đỗ xe đợi bọn họ, thấy Tạ Vãn Tình vịn vai Trương Khắc tập tễnh đi ra, lại hỏi han một lúc nữa mới đi. Tạ Vãn Tình để Trương Khắc đỡ vào trong xe, trán sắp toát mồ hôi ra rồi, nội tâm hổ thẹn vì lời nói dối của mình, nhưng vẫn phải tiếp tục. Trở về biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, đầu bếp và một người giúp việc khác đang xem TV ở phòng khách, giúp Trương Khắc dìu Tạ Vãn Tình lên lầu, để cô nằm xuống giường rồi đi xuống nhà. Trương Khắc chuẩn bị túi trường đá, giúp Tạ Vãn Tình cởi một cái tất ra, lộ ra chân ngọc trắng mảnh khảnh, mắt cả mượt mà,
gần như không nhìn thấy xương, cười hỏi. Liệu có thối không nhỉ, hay là chị đi rửa chân trước? Nói lung tung, chân chị làm sao mà thối được? Tạ Vãn Tình trừng mắt nhìn y, nhưng chỉ được tích tắc lại quay đầu né tránh, có chút ngượng ngùng, thời khắc đó cô vừa có vẻ kiều diễm thành thục, lại có nét e thẹn của thiếu nữ, làm Trương Khắc si mê, nhớ lại mùa hè năm ngoái lần đầu gặp cô, lúc ấy cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, nụ cười thiên thần hạnh phúc. Tạ Vãn Tình thấy Trương Khắc thoáng ngây ra, cười khúc khích. Hay là em ngửi xem. Nhưng bị Trương Khắc tóm lấy chân, làm người cô khẽ run lên, yên tĩnh lại, nhìn túi chườm đá trong tay Trương Khắc, hỏi. Liệu có lạnh quá không? Trương Khắc đặt túi đá xuống, đưa bàn tay bị nước đá làm lạnh chạm vào lòng bàn chân Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình bị lạnh rút chân lại, cười khẽ. Lạnh lắm, thôi đi, cứ nghỉ ngơi một chút, để nó khỏi tự nhiên, ngày mai không cần đi đâu, cùng lắm ngày kia nghỉ thêm một ngày nữa. Hay là em xoa bóp giúp chị? Trương Khắc lại nắm lấy chân Tạ Vãn Tình. Chị nằm xuống đi. Tạ Vãn Tình thuận thế nằm xuống, hai tay chống người, cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng ôm sát người, đem đường cong mạn diệu là lướt hoàn toàn lộ ra, bầu ngực nóng bỏng rung rinh theo nhịp thở hơi gấp gáp của cô, Trương Khắc như bị hút mất hồn, y chưa bao giờ được nhìn ngắm cơ thể Tạ Vãn Tình ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt của Trương Khắc làm Tạ Vãn Tình có chút xấu hổ xoay người nằm úp xuống giường, còn cẩn thận lấy áo khoác ngoài che đi cặp mông vỉnh cao, nghe thấy Trương Khắc chép miệng tiếc nuối, nhưng không có dũng khí quay lại trách y. Cảm giác Trương Khắc rất cẩn thận chạm vào chân mình, nhẹ nhàng ma sát, vừa tê vừa ngứa, chưa bao giờ được cảm thụ điều gì giống như thế, thật khó dùng ngôn ngữ diễn tả, lúc này Tạ Vãn Tình tự lừa mình lừa người, không sao đâu mà, mình bị trẹo chân, phải để cậu ấy xoa một chút. Nhưng dục vọng là thứ cạm bẫy càng dẫy dụa càng siết chặt, Tạ Vãn Tình cảm thấy có chút mê man, bất giác cô mong mỏi bàn tay kia của Trương Khắc tiếp tục sờ lên trên, giữa hai trên lại bắt đầu ươn ướt, chỉ là dục vọng cuối cùng chưa đủ để dập tắt lòng hổ thẹn, hơi co chân lại, không để bản thân tiếp tục sa đọa nữa. Sao thế, chị không đau nữa à? Không phải, chị sợ ngứa. Tạ Vãn Tình quay người lại cô quyết định mình phải thật dứt khoát. Thế còn đau không? Trương Khắc không chịu buông chân cô ra. Có hơi đau, có điều tốt hơn nhiều rồi. Tạ Vãn Tình vừa chạm ánh mắt nóng bỏng đầy tính xâm lược của Trương Khắc, chút quyết tâm vừa tích góp được tan biến không chút vết tích, cô rất muốn mặc cho Trương Khắc tiếp tục xoa bóp, nhưng làm thế đâu xoa dịu được cái gì, nó chỉ khiến cô không khống chế được càng mong muốn thêm nhiều hơn. Phải làm sao bây giờ? Tạ Vãn Tình giằng xé giữa lý trí và dục vọng. Trương Khắc nhìn Tạ Vãn Tình, gò má ửng hồng. Cánh môi gợi cảm như khép như mờ, cô giống như một quả nho chín mọng, tưởng chừng chỉ cắn nhẹ một cái miệng đầy thứ nước ngọt lịp, song quả nho chín sắc màu mê người này, có phải là đã sớm quên đi cảm giác người ta hút mặt cắn lấy. Nhưng y chưa quên cảm giác được thưởng thức trái quả chín mọng, huyết mạch y đang bành trướng dữ dội, tung ra đòn sát thủ. Có cần xoa bóp cả chân phải không? Ở rạp chiếu phim, hình như chị bị trẹo chân phải. Á! Tạ Vãn Tĩnh lặng người. Chẳng lẽ ở rạp mình để Trương Khắc xoa chân phải? Đúng rồi, lúc đó cậu ấy ngồi bên phải mình, Tạ Vãn Tình đưa tay che mặt, không còn dũng khí nhìn Trương Khắc nữa. Chị Vãn Tình. Trương Khắc buông chân ngọc của Tạ Vãn Tình xuống, ngồi nhích lên phía trước. Tạ Vãn Tình quay đầu đi, tay vẫn che mặt, nước mắt tràn qua khẽ tay, cũng không phải cô cảm thấy xấu hổ nhục nhã vì bị Trương Khắc trêu đùa, mà một cảm giác bị ai tự thương cảm làm cô không kìm được nước mắt. Em từng xem qua một tác phẩm, nói giữa nam nhân và nữ nhân có ba cảnh giới. Trương Khắc kéo Tạ Vãn Tình dựa vào lòng mình, cảm giác cơ thể cô run rẩy dữ dội nghe tới đó thì dừng lại, biết cô đã chú ý tới lời mình nhẹ nhàng nói tiếp. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương câu này nói lên cảnh giới đầu tiên, hòa tu tẩu, ỷ môn hồi thủ, khước bà thanh mai khứu câu tống từ này nói lên cảnh giới thứ hai, chiêu chi tức lai, huy chi tức khứ nói tới cảnh giới thứ ba. Theo em thấy đó chỉ là cách nói về cảnh giới tán gái của công tử phong lưu, bất kể là nam nhân đối với nữ nhân gọi cái là tới, hay là nữ nhân với nam nhân phẩy tay là đi, dây dưa ân oán, đều không có tôn trọng và tín nhiệm nhau. Dụ hoặc của ỷ môn hồi thủ cũng không động lòng bằng thi thoảng bắt gặp một ánh mắt. Sở vị y nhân là một linh hồn khác của nam nhân, nàng lúc gần ngây gang tất, khi xa tận chân trời nhưng đích xác tồn tại trong sinh mệnh của hắn. Tạ Vãn Tình ngơ ngẩn nhìn Trương Khắc. Đôi mắt đen thâm thúy của y lúc này phát ánh sáng mê hoặc, lúc này cô thoát khỏi thân phận thế tục khiến người ta hổ thẹn, an tĩnh dựa vào lòng ngực Trương Khắc, nhưng không hiểu lắm về lời của y.
ba cảnh giới đó là thê tử, tình nhân và tri kỷ. Trương Khắc nắn nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Tạ Vãn Tình, khẽ hít mùi hương nhẹ nhẹ trên tóc cô, tổng kết lại. Triệu chi tức lai, huy chi tức khứ hiển nhiên là chỉ quan hệ phu thê, dụ hoặc của hòa tu tẩu, ỷ môn hồi đạo, khước bà thanh mai khứu tất nhiên chỉ tồn tại giữa quan hệ tình nhân, chỉ có tri kỷ khác giới chân chính mới tồn tại sự bình đạm sở vị y nhân. Tại Thủy Nhất Phương. Á! Tạ Vãn Tình khẽ kêu lên, Trương Khắc phối hợp với mình diễn kịch không phải để trêu ghẹo, cũng không phải cố ý khiêu khích mình, mà muốn bóc trần dục vọng dụ hoặc tồn tại giữa hai người. Nếu đã bóc trần ra rồi, quan hệ giữa hai người sau này phải ra sao? Chẳng lẽ chỉ còn con đường tình nhân để đi sao? Tình dục nóng cháy trong lòng Tạ Vãn Tình lặng lẽ nguội tắt, dương cặp mắt người sáng như ánh sao nhìn Trương Khắc, tiểu nam nhân này vĩnh viễn không để người ta nhìn thấu. Ngồi dậy, mặc dù xấu hổ, nhưng tâm trí thành thục khiến cô nói ra suy nghĩ chân thực của mình. Chị luôn theo dõi em, luôn nhìn em, nhưng làm chi kỷ liệu chị có quá giả không? Không đâu. Trương Khắc nắm lấy bàn tay mịn màng của Tạ Vãn Tình, khẽ vuốt tóc xóa trên trán cô, dịu giọng. Vừa là hồng nhan lại là chi kỷ, chị Vãn Tình là một giai nhất tuyệt thế. Làm sao em nhìn thấu triệt được như thế? Tạ Vãn Tình không né tránh, cứ để y vuốt tóc mình ra sau. Lòng dần lắng dịu xuống. Em nghĩ kiếp trước em nhất định là một công tử phong lưu trêu hoa ghẹo cỏ khắp nơi, cho nên có chút ngộ tính. Trương Khắc nói bừa đối phó, người mùi hương dịu nhẹ ngất ngây phả ra từ người cô, siết chặt tấm thân đầy đặn trong lòng, đầu lại cúi xuống tìm đến môi cô, Tạ Vãn Tình nghiêng đầu tránh, thành ra bị y hôn lên cổ, da thịt thơm tho của cô làm Trương Khắc hơi mê loạn tiếp tục hôn lên cổ lần tới dái tai của Tạ Vãn Tình. Liệu làm thế có được không? Tạ Vãn Tình đưa tay ra chặn môi Trương Khắc lại. Chẳng phải nói chỉ làm chi kỷ thôi sao? Huyền 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 huyền. Cuộc đời là một cuộc kiếm tìm, thứ chúng ta tìm kiếm chính là một vẻ đẹp hoàn mỹ. Cũng như chàng trai trong bài thơ này, không ngừng tìm kiếm người trong mộng. Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương, người con gái ta nhớ nhung ở bên dòng nước thực ra là chẳng biết đang ở đâu. Tương tư, tức là không thể có được, biết là vậy nhưng sao ai cũng khổ vì tương tư. Vì tương tư cũng chính là quá trình đi tìm vẻ đẹp hoàn mỹ. Kết quả là quan trọng, nhưng quá trình quan trọng hơn. Cho dù vẻ đẹp ấy bất định như kiêm da, lau sậy, dễ tan như hạt sương thì cũng có sao. Chỉ cần chúng ta biết kiếm tìm, chúng ta đã vượt qua thế tục. Thôi đạp bàn đu. Đứng nở lười vuốt tay thon nhỏ. Sương đầm hoa võ. Áo thấm mồ hôi giỏ. Thấy có người vào. Thoa tuột giày để hở. Trừng mắc cỡ. Chạy về quay cổ. Lại ngửi thanh mai ngó. Vẫy tay một cái là tới, phẩy tay là đi. Chương 271, Hồng Nhan Chi Kỷ. Có gì không được? Trương Khắc chỉ vào cuốn Thời Đại Hoàng Kim, do Vương Tiểu Ba viết đặt ở đầu giường. Em rất tin tưởng vào quan hệ cách mạng thuần khiết giữa Vương Nhị và Trần Thanh Dương. Vương Tiểu Ba viết đoạn truyện tình nam nữ bình đạm nhất, nhưng làm người ta hoài niệm nhất trong tất cả các tiểu thuyết xưa nay. Tình cảm đó chẳng phải là tình cảm khắc sâu sống chết không chia lìa, cũng chẳng phải tình cảm sâu nặng nắm tay nhau tới khi đầu bạc răng long. Giống sự chi kỷ thấu hiểu nhau trong khốn cảnh, hoài niệm có chút mang mác bi thương, nhưng không tới mình đau đớn dày vò, đúng là quan hệ nam nữ tuyệt diệu nhất thế gian. Có lẽ bị lời ma quỷ của Trương Khắc thuyết phục, Tạ Vãn Tình buông tay xuống, cánh môi hồng kiều diễm hé ra nghênh đón, không hề có tình dục bùng nổ, cảm giác thoải mái dễ chịu, thả lỏng người hưởng thụ nụ hôn nồng nàn của Trương Khắc. Nhưng đó là cô, Trương Khắc chỉ cảm thấy thân thể phía dưới cũng đã nóng bỏng, liền càng trở nên hưng phấn. Nhẹ nhẹ đầy cô nằm xuống, hai tay giữ chặt khuôn mặt kiều diễm, say mê cuốn chặt chiếc lưới nhỏ, mút lấy mật ngọt thơm mát như con ong khát mật, tay dần dần thả xuống dưới. Đừng! Tạ Vãn Tình giữ lấy bàn tay muốn chui vào áo cô, lắc đầu. Ngộ tính của chị không tốt như em, hiện giờ nếu làm chuyện đó, sợ không rõ quan hệ của chúng ta nữa. Em không được khiêu khích chị. Tạ Vãn Tình thản nhiên nói ra cảm thụ trong lòng. Vì đó là giới hạn giữa tri kỷ và tình nhân. Chưa chịu đựng tới bước cuối cùng, không được vượt qua. Tạ Vãn Tình trước đó khổ sở áp ức tình cảm với Trương Khắc, vì không thể đối diện với hiện thực xã hội vô tình, cũng không thể vượt qua xiềng xích đạo đức trói buộc thâm tâm,
lúc này cô cảm thấy hết sức thoải mái, chẳng phải vì suy tính làm chuyện kia với Trương Khắc quá xấu hổ, mà trong lòng không nắm chắc mình thực sự muốn làm chuyện đó với Trương Khắc hay không. Hay chỉ là tìm chỗ dựa khỏa lấp tâm linh trống vắng. Trương Khắc tất nhiên không lý nào cưỡng ép cô, đành đau khổ nói. Chắc phải vì tình hữu nghị cách mạng mới làm chuyện kia. Tạ Vãn Tình không nhịn được phì cười, lúc này cô có thể thản nhiên chăm chú nhìn Trương Khắc. Có lúc muốn, nhưng hiện giờ không muốn, hoặc có lẽ em làm tiểu tình nhân của chị cũng là lựa chọn không tệ. Nhưng chị không muốn tranh với hai nha đầu Hứa Tư và Đường Thanh đâu, cảm giác như thế thật vô liêm sỉ, có lẽ kiếp trước em đúng là một chàng công tử phong lưu chưa biết chừng. Lòng người kỳ diệu như thế đó, có lẽ chỉ cần một lời ba hoa có thể cởi bỏ khúc mắc. Thấy Tạ Vãn Tình vui vẻ nói giỡn, Trương Khắc chỉ biết thở dài. Em đúng là mua dây buộc mình mà. Kéo cơ thể thành thục mê người của Tạ Vãn Tình vào lòng, gác cằm lên mái tóc ái óng mượt của cô, ngửi mùi thơm trên tóc. Cái này làm sao đây? Tạ Vãn Tình dùng mũi bàn chân chỉ túi đá, hai người nói chuyện lâu như vậy, đá trong túi đã tan khá nhiều. Oa, chân chị khỏi rồi à? Trương Khắc làm bộ mặt rất khoa trương. Đi nhiều như vậy bắp chân nhất định mỏi lắm rồi, em xoa cho chị nhé. Cút đi. Tạ Vãn Tình lườm Trương Khắc, đưa chân ra muốn đá y, tích tắc đó phong tình tuyệt diễm thiên hạ. Trương Khắc thầm nghĩ, có được tri kỷ như thế là một vận may lớn nhường nào, một số lời không thể nói với Đường Thanh, Hứa Tư, có thể giao lưu với Tạ Vãn Tình không chút chướng ngại nào, kéo Tạ Vãn Tình rời giường, đứng trên thảm trước cửa sổ. Ban công hình elip nối trực tiếp với phòng ngủ chính do góc độ thiết kế hình thành một phòng tối hút ánh sáng, cho dù dùng kính bình thường, cũng không cần lo bên ngoài có người nhìn thấy, trừ phi bên trong phòng có nguồn sáng thật mạnh. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình đứng ở ban công, khẽ tựa vào nhau, ngắm nhìn tịch dương mùa đông, ánh kim hồng làm áng mây ở bầu trời phía tây nhuộm một màu sắc tuyệt đẹp, thi thoảng trao nhau nụ hôn, nhưng không nóng bỏng như những đôi tình nhân, mà hết sức ôn nhu dễ chịu. Phó Tuấn, Lý Minh Du không bao lâu dẫn ba nhà đầu về, thì ra bọn họ đều lo cho cái chân của Tạ Vãn Tình, nên mua thức ăn về biệt thự cùng ăn. Mẹ à, chân mẹ còn đau không? Chỉ Đồng cũng biết quan tâm tới mọi người rồi. Mẹ khỏe rồi. Tạ Vãn Tình giẫm giẫm chân, không còn tâm sự khó xử nữa, tất cả trở nên tự nhiên, chỉ có điều Trương Khắc lúc hôn cô bị dính son, mặc dù đã lau đi, nhưng vẫn đỏ hơn bình thường rất nhiều. Tạ Vãn Tình nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ cơm tối của gia đình bình thường, hỏi. Đại hội hẳn là đã kết thúc, không biết đám Chu Du sẽ trốn vào đâu ăn mừng đây. Đám Chu Du tất nhiên là phải ăn mừng một phen, không chỉ lập lại được mạng lưới tiêu thụ vững mạnh, kéo thêm nhiều nhà tiêu thụ có thực lực vào, quan trọng hơn có được 180 triệu tiền đảm bảo. Trương Khắc vắng mặt, mọi người đều hiểu được, nhưng không có ý, không thể đem hết phấn khích kích động trong lòng thể hiện ra, nên mọi người đều cảm thấy khó chịu, quyết lôi Trương Khắc ra ăn mừng riêng, để phát tiết cho thỏa. Đám Trương Khắc ăn tối xong liền rời đi, Tạ Vãn Tình ngồi ở ban công ôm Chỉ Đồng trong lòng, cẩn thận suy ngẫm lại chuyện xảy ra trước hoàng hôn. Phó Tuấn lái xe đưa vợ con về nhà. Thời gian mặc dù còn sớm nhưng Trương Khắc không ở lại, y phải đi tìm Hứa Hồng Bá. Việc cải tạo Sa Điền tiến triển nhanh hơn tưởng tượng, đất đai phía tây Sa Điền được phân chia gần xong, đang giải tỏa quy mô lớn, mặc dù cách thời gian xây dựng thực sự còn rất lâu, nhưng đã có người bắt đầu có ý với Đông Sa Điền rồi. Một tháng trước tập đoàn Cẩm Thành dùng hình thức bán trước đem tòa nhà 30 tầng ở phố Thị bán với giá 2.000 vạn, thêm vào địa ốc Cẩm Thành được chính phủ cho vay ở Tân Gia Pha. Làm tài chính bọn chúng càng thêm sung túc. Đáng lẽ số tiền này chỉ có thể được dùng xây dựng tòa nhà ở phố thị, nhưng Cẩm Thành đánh giá cao thương nghiệp địa ốc 2-3 năm chơi, lợi dụng số tiền này ra sức vơ vét đất, bọn chúng gần như chiếm 30% đất đai Tây Sa Điền. 20 vạn mét vuông đất thương mại, đối với công ty địa ốc mười mấy năm sau thì căn bản không là cái gì, nhưng vào năm 95 chỉ với một công ty khai phát địa ốc mang tính địa phương, thì đã là con số kinh người rồi. Giai đoạn sau Cẩm Thanh mua đất không phải quá rẻ, có nhiều người nhắm vào vùng này, bọn chúng không dám hạ giá quá trắng trợn, cho dù còn một phần đất đai chưa trả tiền, nhưng địa ốc Cẩm Thành đã phải bỏ ra gần 100 triệu tiền mặt. Thu nhập doanh nghiệp một năm của toàn bộ tập đoàn Cẩm Thành chưa tới 1 tỷ, chỉ riêng địa ốc Cẩm Thanh chi ra 100 triệu là khá cố gắng. Tiến độ tòa nhà Phủ Thiên cũng không chậm, giữa năm sau có thể đi vào sử dụng, nếu tiêu thụ thuận lợi có thể bù đắp vào lỗ hổng tài chính. Nói không chừng có thể giúp chúng vượt qua khó khăn. Rất nhiều kẻ quá vội vàng, nếu tập trung vào đó, toàn nhà Phủ Thiên nếu hoàn thành kịp thời, tiêu thụ hẳn rất nhẹ nhàng,
nhưng không chỉ Cẩm Thành còn các doanh nghiệp địa ốc khác đều lấy kiến trúc còn chưa hoàn thành ra bán trước, làm thế phân tán độ chú ý của thị trường, Hải Châu không thể ngay một lúc dung nạp được nhiều thương nghiệp địa ốc như vậy. Có lẽ nhiều người nhìn thấy nguy cơ, nhưng bọn họ xưa nay cho rằng đầu tư là phải có nguy hiểm, ngay cả công ty địa ốc của Thiệu Chí Cương cũng mua lấy một mảnh đất giữa bãi Đông Ngũ Lý Kê và Lầu Chuông, chẳng biết vì có 1.500 vạn để lấy mảnh đất đó hắn làm sa đọa bao nhiêu nhân viên ngân hàng. Do kế hoạch xây dựng biệt thự ở bãi Đông Ngũ Lý Khê đã triệt tiêu, định xây dựng một quảng trường nghỉ ngơi lớn cho người dân, tin tức truyền ra, giá đất xung quanh bãi Đông Ngũ Lý Khê tăng mạnh, có người trả Thiệu Chí Cương thêm 500 vạn lấy mảnh đất đó mà hắn chưa đồng ý. Tới tận đây mà còn, thua chú Trương. Chương 272, bảo vệ thành cổ Sa Điền. Chỉ riêng việc chuyển nhượng đất đã làm thành phố có được 200 triệu, tức thì hóa giải tình trạng tài chính giật gấu vá vai. Nếu chẳng phải giải tỏa quy mô lớn gây mâu thuẫn xã hội gay gắt chỉ e mùa xuân năm sau, thành phố sẽ sốt ruột khởi động kế hoạch cải tạo Đông Sa Điền. Trương Khắc lái xe qua công trường tòa nhà Phủ Thiên, thấy công trình đã được một nửa. Con đường đi qua nó từ hai làn đường đã mở rộng lên thành 6 làn, cho nên mới làm tòa nhà cao tầng này bản được với giá tốt như thế, nhưng ngõ vẫn chật hẹp như cũ, Trương Khắc lái xe vào chỉ sợ đằng trước có xe đi ngược chiều, không cẩn thận một chút là hai xe có sát vào nhau. Trương Khắc đỗ xe bên ngoài viện cờ, thấy viện tử nhà Trần Kỳ đã được chỉnh trang lại, xem ra quán rượu có khởi sắc lớn. Đi vào đạo quán, phảng phất tức thì huyên náo bên ngoài như bị hai cây hạnh cổ thụ trong sân hút hết sạch, không gian trở nên tĩnh lặng, lọt vào tai chỉ còn tiếng quân cơ đặt lên mặt bàn. Phong trào cờ vây trong nước chưa tan đi, bình thường đạo quán phải tới 10 giờ mới có phòng cờ trống. Hứa Hồng Bá coi viện cờ thành nửa ngôi nhà, 9 giờ tối tới viện cờ tìm ông ta, 10 lần gặp 9. Không cần gọi điện thoại báo trước, có điều lần này đã hẹn trước rồi. Trương Khắc đi vào Tây Sương phòng, thấy Trần Phi Dung đang làm bài ở nhĩ phòng, nơi này đúng là yên tĩnh hơn nhà cô nhiều. Trần Phi Dung mặc chiếc áo len lam bảo thạch, đầu nghiêng sang một bên, răng cắn bút, cau mày nghĩ gì đó, Trương Khắc không quấy rầy cô, đi thẳng tới tìm Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá đang đánh cờ với người ta, tay cầm quân cờ, nhìn thấy Trương Khắc, nói. Lâu lắm rồi không thấy cậu tới. Nói với ông già gầy gò chừng 60 ở phía đối diện. Ván này ông thua rồi. Rồi bỏ quân cờ vào hộp. Người kia nói. Một bữa cơm mới đổi được một ván cờ, ván này mới tới trung bàn, mặc dù không có hy vọng thắng, nhưng hay dở gì phải để bữa cơm của tôi đáng giá mới được. Trương Khắc thấy Hứa Hồng Bá lại đánh cờ lừa cơm người ta, cười nói. Cháu cũng không có chuyện gì gấp, xem mọi người đánh cờ trước. Người xem cờ bên cạnh từng thấy Trương Khắc đấu với Hứa Hồng Bá, mang ghế tới cho y ngồi, những người xem cờ khác đều đứng. Tiểu lão đệ cũng thích chơi cờ hả? Ông già kia quay đầu sang hỏi Trương Khắc. Lát nữa chơi với tôi một ván nhé. Sức cờ thối của ông, người ta có nhường năm quân cũng chưa chắc thắng được. Hứa Hồng Bá giễu cợt người kia, giới thiệu cho Trương Khắc. Tiết Quốc Hoa, trưởng phòng nghiên cứu bảo vệ kiến trúc cổ, giờ phòng đó chỉ có 4-5 người. Cả ngày chẳng có việc gì chuyên tâm nghiên cứu kỳ phổ, trình độ còn thế này. Trương Khắc không biết Hải Châu còn có cái đơn vị gọi là nghiên cứu bảo vệ kiến trúc cổ, xem ra hôm nay Hứa Hồng Bá tìm mình là để nói chuyện này. Tiết Quốc Hoa cười xòa, trong lòng ông ta thắc mắc vì sao Hứa Hồng Bá lại đem thân phận của mình giới thiệu cho chàng trai trẻ này, lấy thuốc lá ra đưa cho Trương Khắc. Vậy lát nữa đánh với lão ca một ván cờ chỉ dẫn, mai mời tiểu lão để uống rượu. Chuyện nào ra chuyện nấy. Một bữa cơm đổi hai ván cờ, đâu có chuyện lợi thế. Lão Hứa, Hải Châu có cái đơn vị nào nước trong hơn chỗ chúng tôi, có gì để mò thì ngày nào mời ông uống rượu cũng được. Hứa Hồng Bá phất tay bảo người xung quanh. Cờ của Tiết Quốc Qua có gì hay mà xem, hơn nữa lát nữa uống rượu ông ta cũng chẳng mang mọi người đi theo đâu, tự đánh cờ đi. Uy vọng của Hứa Hồng Bá rất cao, lời vừa dứt người xem cờ liền tản hết đi, để lại không gian cho ba bọn họ nói chuyện. Hứa Hồng Bá hừ một tiếng. Ông cho rằng người ta không biết phòng các ông lén nhận việc ngoài thành phố làm sao. Còn cái đội xây dựng chuyên sửa công trình văn vật con rể ông tổ chức, thợ bên trong đó chẳng phải ông nhét vào à. Phòng kiến cổ biên chế 12 người, vì sao suốt ngày chỉ thấy 4-5 người dưỡng lão bên trong đó. Rồi cướp lấy thuốc lá trong tay Cố Kiến Hoa. Lương tháng 200 đồng đủ cho ông hút mấy bao kim phù dung này. Kinh phí thành phố cấp quá ít, không đủ nuôi sống gia đình. Không cho phép chúng tôi kiếm kế mưu sinh sao? Tiết Quốc Hoa phản bác. Ông bảo tôi làm những việc kia, người trong phòng ý kiến rất nhiều,
vậy mà tìm ông đánh ván cờ còn chèn ép người ta bữa cơm, chưa thấy loại người nào như ông. Hứa Hồng Bá cười nhạt. Cả Sa Điền sắp bị giải tỏa rồi, cái phòng của ông còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa. Quay sang bảo Trương khác. Kiến trúc Minh Thanh Đông Sa Điền tới cả ngàn, lượng công tác quá nhiều, mới hoàn thành 1/3, công việc đều do đám lão Tiết làm giúp, có giá trị tu sửa ước chừng 1/3, còn lại có thể phá đi xây lại với phong cách cũ. Tiêu Quốc Hoa ngạc nhiên nhìn Trương khác. Đây là vị tài chủ trước giờ không chịu lộ diện đấy à? Cậu ấy có phải là tài chủ hay không tôi không biết. Hứa Hồng Bá cười. Công việc đúng là do cậu ta ủy thác, ông luôn than vãn kinh phí tôi cấp cho ông quá ít, đòi bồi thường cũng được, đòi tăng thêm cũng được, ông có thể trực tiếp đòi cậu ta. Trương khác gật đầu với Tiết Quốc Hoa. Thời gian qua làm Tiết lão vất vả rồi, trước đó tài chính công ty rất khẩn trương nên kinh phí hữu hạn, sau này sẽ dư giả hơn. Than vãn kinh phí ít chỉ là lời nói đùa với Hứa Hồng Bá thôi, tổng điều tra quần thể kiến trúc Sa Điền vốn phải do chính phủ chi trả, Tiết Quốc Hoa mấy năm qua luôn tranh thủ kinh phí, thành phố chỗ nào cũng thiếu tiền, hận không thể dỡ hết Sa Điền đi bán đất, nào chịu cấp kinh phí cho chuyện này. Trương khác thông qua Hứa Hồng Bá tổng cộng cấp 30 vạn kinh phí, tuy hơi ít một chút, nhưng có thể khởi động công tác rồi. Tiết Quốc Hoa nhìn kỹ Trương khác khắp một lượt. Không vất vả, phòng cổ kiến chẳng bao giờ làm việc đàng hoàng. Công việc thời gian qua làm mọi người thấy phòng cổ kiến còn chút ý nghĩa tồn tại, chỉ luôn thắc mắc lúc này còn ai có tâm tư đi tổng điều tra nữa. Đông Sa Điền tổng cộng có chừng 1.200, 1.300 kiến trúc, hơn 3.000 hộ dân chung sống, rất nhiều trạch viện chia ra làm 3,4 hộ sống cùng. Tổng điều tra mà Tiết Quốc Hoa nói là xem xét hiện trạng công trình, vẽ ra chi tiết kết cấu, một năm có thể hoàn thành được 1/3 đã là giỏi lắm rồi. Công việc nhiều như thế chỉ dựa vào vài người phòng cổ kiến là không đủ, Trương khác còn cung cấp kinh phí Tiết Quốc Hoa mới sinh viên, giáo sư học viện kiến trúc Hải Châu tham dự. Trương khác nói dối. Chúng tôi là công ty Hong Kong, thấy kiến trúc Sa Điền nếu được bảo lưu chỉnh thể là rất tốt, nên mới ủy thác các vị. Tiết Quốc Hoa nghe vậy thì đứng dậy ngay hỏi. Lão Hứa, tấm bản đồ của ông vẫn để ở chỗ cũ chứ? Thấy Hứa Hồng Bá gật đầu, không nói một lời chạy đi luôn. Hứa Hồng Bá nói, Tiết lão vì bảo vệ quần thể kiến trúc cổ Sa Điền mà bỏ không biết bao tâm huyết, hiện mấy kiến trúc được bảo hộ cái nào cũng được Tiết lão phái người theo dõi sát sao. Phòng cổ kiến thuộc cục văn vật cũng tổ chức công ty giải tỏa, vậy mà ra tay với kiến trúc cổ không thương tiếc. Vì chuyện này chỉ mặt lãnh đạo cục văn vật mà chửi, may nhờ Tiết lão có uy vọng rất cao trong nghề, đám khốn kiếp ở cục văn vật luôn muốn đá ông ấy đi mà không thực hiện được. Trương khác thở dài chán ngán. Đám quan lão ra cục văn vật nếu còn chút lương tâm nghề nghiệp, thấy người ta giải tỏa Sa Điền, phải ngăn cản mới đúng. Muốn bảo tồn được Đông Sa Điền, trước tiên phải điều chỉnh đám quan lão ra đó mới được, bọn họ là cơ cấu duy nhất có thể quang minh chính đại ủng hộ việc bảo hộ. Đã trao đổi với thị trưởng Đường rồi chứ? Trương khác lắc đầu. Cháu bận chuyện khác suốt, nghe nói có người muốn đụng vào Đông Sa Điền mới nhớ bên này phải có chút công tác mang tính thực chất mới được. Chương 273, tranh thủ thời gian. Hứa Hồng Bá là người nhìn thấu thế sự, nhiều việc không cần người khác phải nói chỉ qua chút chi tiết nhỏ là có thể nhận thức được chỉnh thể. Đúng là phải làm chút công tác thực chất rồi. Trần Phi Dung theo sau Tiết Quốc Hoa, giúp ôm một đống bản đồ tới, cô thấy Trương khác ngồi trước bàn cờ có hơi bất ngờ, nhớ y lâu lắm rồi không tới chơi cờ với Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá nói, lấy hết ra làm gì, có xem hết được đâu. Chỉ chọn xem vài cái thôi. Tiết Quốc Hoa kệ cờ còn chưa cất vào bàn, trải một tấm bản đồ ra cho Trương khác xem, kích động nói. Cậu xem đi, công trình đẹp như thế, nếu giải tỏa hết thì đáng tiếc quá. Hứa Hồng Bá giới thiệu chi tiết hơn. Đó đều là nguyên mạo kiến trúc sau khi phục nguyên tưởng tượng, nếu muốn đem kết cấu bị học ở hiện thực phục hồi thế này tốn rất nhiều công, mỗi một kiến trúc rất tốn kém, huống hồ nhiều thế này. Tiết Quốc Hoa trợn mắt lên. Rốt cuộc ông nói với lập trường nào thế hả? Hứa Hồng Bá cười ha hả. Tôi chỉ nó cực thực sự cầu thì thôi. Trên bàn để đầy bản vẽ rồi, bản vẽ Trần Phi Dung ôm trong lòng không biết để đâu. Hứa Hồng Bá sai người mang mấy bàn cờ tới xếp cạnh nhau, Trần Phi Dung liền để xuống đó. Trần Phi Dung vốn tưởng Trương khác tới chơi cờ, không ngờ Tiết Quốc Hoa lại trải bản vẽ ra cho y xem, trong lòng hết sức kinh ngạc, tròn mắt ra nhìn y. Trương khác khẽ gật đầu mỉm cười với cô. Trần Phi Dung không biết phải đáp lại ra sao, cô không quen giao tiếp với Trương khác làm khuôn mặt trông càng lãnh đạm,
Trương Khắc tưởng cô vẫn hiểu lầm mình, nhận lấy bản vẽ trong tay Tiết Quốc Hoa xem chuyên chú. Trần Phi Dung thấy những người khác trong viện cờ đều tránh xa chỗ này, nên về chỗ ôn bài, chỉ là trong lòng cứ thắc mắc Hứa Hồng Bá vất vả thu thập được số bản vẽ đó, vì sao lại cho Trương Khắc xem. Trương Khắc vừa xem bản vẽ vừa hỏi. Những chuyện này cháu và ba cháu đều là người ngoài nghề, thầy Hứa và Tiết Lão có thể đi gặp bác Đường báo cáo công tác được không? Tiết Quốc Hoa không hiểu bác Đường mà Trương Khắc nói là ai, nhìn Hứa Hồng Bá dò hỏi. Hứa Hồng Bá giải thích. Đường Học Khiêm, ba cậu ta là Trương Chi Hành. Kệ Tiết Quốc Hoa chấn kinh, nói tiếp. Báo cáo công tác cũng được, nhưng Đường Học Khiêm hỏi bước tiếp theo bọn ta chuẩn bị làm gì thì phải trả lời ra sao? Đó là vấn đề của mọi người, sao muốn cháu trả lời? Hứa Hồng Bá cười hăng hắc. Chuyện này cậu đầu têu, đừng mong lúc này chơi trò khôn lỏi. Thành phố sớm thống nhất ý kiến giải tỏa toàn bộ Sa Điền rồi, Đường Học Khiêm muốn ngăn cơn sóng dữ cần chúng ta cho ông ấy cái cớ. Tâm tư bác Đường hiện giờ vẫn còn dao động, thầy phải kéo bác ấy vào trận tuyến của chúng ta trước đã. Trương Khắc suy nghĩ rồi hỏi. Tiết Lão, trong ngõ Đan Tỉnh có kiến trúc đáng tu bổ bảo hộ không? Có, sao lại không có? Cả ngõ Đan Tỉnh đầu đáng tu sửa nguyên mạo. Tiết Quốc Hoa sốt sắng bới bản vẽ. Cậu xem đi, lầu chính. Lầu gia quyến, hành lang bốn phía, kiến trúc diệp hội lão đường điển hình nhà Thanh. Còn có cái quán cờ này nữa, kiến trúc hội quán sớm nhất cuối thời nhà Thanh. Trương Khắc cầm bản vẽ nguyên mạo quán cờ. Tòa viện tử này muốn khôi phục nguyên mạo tốn bao nhiêu? Thế nào cũng phải tốn chừng 170 vạn. Tiết Quốc Hoa đáp có chút không chắc lắm, không phải là không chắc về giá tu sửa, mà là không chắc dụng ý của Trương Khắc. Trương Khắc nhìn sang Hứa Hồng Bá, không nói gì. Hứa Hồng Bá cũng hiểu tiền mới là điểm mấu chốt nhất để giải quyết vấn đề bảo hộ thành cổ Sa Điên. Công tác điều tra mới làm được 1/3, riêng khu vực này thôi đã cần gần 300 triệu tiền tu bổ. Nói thế tức là giữ lại cả Đông Sa Điền tốn 1 tỷ, mặc dù rất gian nan, nhưng phải làm, đợi giải tỏa hết rồi, có lấy 100 tỷ ra cũng không vãn hồi lại được. Trương Khắc trải bản vẽ quán cờ trước mặt Hứa Hồng Bá. Thầy Hứa không thể cứ mượn tạm đạo quán mãi được, chỗ này không tệ. Tu sửa xong để cho viện cờ dùng, mong phiền thầy Hứa tốn công thêm. Phải tranh thủ thời gian. Hứa Hồng Bá gật gù. Tiền Nhai vừa mới mở rộng, giữa ngõ Đan Tỉnh và Tiền Nhai là khu phân cách Đông Tây Sa Điền, tòa nhà cao nhất Hải Châu đặt nơi giao cắt giữa phố thị và Tiền Nhai, có người động lòng với Đông Sa Điền sẽ nhìn chúng vào ngõ Đan Tỉnh. Trương Khắc phải đặt ở đó một chướng ngại đầu tiên cho đám doanh nghiệp địa ốc đang hoa mắt vì tiền. Thành phố đã thống nhất giải tỏa cả Sa Điền. Cục nhà đất cấm chỉ người dân tự xây dựng lại trên đất giải tỏa, nhưng lại không cấm tu sửa cải tạo nhà cũ, không được sang tên tài sản. Người khác đầu cải tạo nhà cũ sẽ gặp phải đối xử dã man của đám công ty giải tỏa và doanh nghiệp địa ốc khiến mất trắng cả vốn. Nhưng Trương Khắc căn bản không lo điều này, cho dù thành phố cuối cùng quyết định giải tỏa vùng đất đó thì đám doanh nghiệp địa ốc cũng phải suy nghĩ tới chi phí giải tỏa một quán cờ thôi có còn lãi nữa không. Cho nên tranh thủ thời gian. Trước khi thành phố quyết định giải tỏa vùng đất đó, phải ném tiền vào. Trương Khắc tán đồng. Tiền cháu có thể bỏ ra bất kỳ lúc nào, bên thầy phải đảm bảo tốc độ đủ nhanh mới được. Trương Khắc định mua in một chiếc Porsche, thế này xem ra phải mua tạm cỗ xe tầm tầm thôi, ngoài xe còn phải đổi nhà, cùng với mua 200 mẫu đất trồng hoa hồng bên Tiểu Giang và Tượng Sơn Nam Lộc, đều không phải dùng quá nhiều tiền, song phải làm trong thời gian gần. Trương Khắc nói tiếp. Cẩm Hồ có hai khu bất động sản ở ngõ Đan Tỉnh, diện tích không lớn lắm, kết cấu cũng không phức tạp, thầy xem thử xem có thể cùng tu sửa không. Hai nơi này lúc đó Cẩm Hồ mua khi tài chính có hạn, cộng lại chỉ chừng 50, 60 mét vuông, kết cấu không phức tạp bằng nửa viện cờ, nhưng thích hợp cải tạo thành chỗ ở. Trước kia dụng ý là thu hút doanh nghiệp địa ốc như Cẩm Thành nhảy vào đây mua đất, đẩy giá Sa Điền lên, khi đó y rất mong Cẩm Thành xa lầy vào đây. Không ngờ Chu Phú Minh cấu kết với Triệu Cẩm Vinh, trực tiếp tiến hành công trình mở rộng Tiền Nhai, khiến hạng mục của Cẩm Thành ở đây thành công trình phối hợp với nó trở nên vô cùng được giá. Đương nhiên đó chỉ là tình hình trước mắt thôi, thị trường sẽ cho chúng một đòn tàn nhẫn. Lúc này ngăn doanh nghiệp địa ốc vươn tay vào Đông Sa Điền cũng là phòng ngừa cơn bão tài chính châu Á 97 không tạo thành đả kích quá lớn cho địa ốc Hải Châu. Diện tích quá dàn trải làm tiến độ càng chậm. Chỉ riêng vùng Tây Sa Điền đã dọn ra được 1.000 mẫu đất công nghiệp, muốn trong 2, 3 năm hoàn thành khai thác phát triển toàn bộ nó là không có khả năng lắm. Tiết Quốc Hoa là ông già thú vị,
mỗi một kiến trúc hơi lớn một chút ở Sa Điền đều rất quen thuộc, hỏi tới đâu chỉ rõ tới đó, nếu chẳng phải từng sống ở Sa Điền vài năm y đã chẳng tiếp chuyện được. Chuyện cụ thể do Hứa Hồng Bá an bài là được, Trương Khắc chỉ cần bỏ kinh phí ra. Ngồi ở viện cờ một lúc, Trương Khắc cáo từ ra về, khi ra khỏi đạo quán thấy Trần Phi Dung ôm đống sách đi phía trước, xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi, người chơi cờ đi gần hết, chỉ còn lại vài người mê cờ đối chiến trong phòng, học sinh năm thứ ba thật là khổ cực. Trần Phi Dung nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, quay đầu nhìn lại, đôi mắt như ánh sao lấp lánh trong bóng đêm. Trương Khắc chẳng muốn tự chuốc lấy bẽ mặt, chỉ khẽ gật đầu cười với cô rồi vào xe. Xe đi rất xa rồi mới từ kính chiếu hậu nhìn Trần Phi Dung vẫn đứng dưới ánh đèn, dáng cô tha thướt, giống như hoa sen vươn lên khỏi mặt nước, thanh lệ thoát tục, như tiên nữ hạ phàm, khiến lòng người vương vấn. Chương 274, phá và giữ. Thành phố tạm hoãn giải tỏa Đông Sa Điền, do giải tỏa Tây Sa Điền quy mô lớn gây ra một số mâu thuẫn xã hội, thiếu tính toán bảo hộ kiến trúc cổ, đường học khiêm thúc dục Hoành Viễn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà định cư. Vì tốc độ giải tỏa quá nhanh, gần nửa năm có hơn 1.500 hộ bị giải tỏa, an bài nhà định cư cho họ với tiến độ theo kế hoạch ban đầu của Hoành Viễn, phải 3 năm mới xong. Vụ án ân mưu bắt cóc cưỡng bức giáo viên ảnh hưởng rất sâu, nhất là ảnh hưởng tâm lý với Chu Phú Minh. Sau khi Vạn Dũng rời khỏi Hải Châu, mau chóng bị tố cáo bằng tên thật, Chu Phú Minh không thể ngăn cơ quan kiểm tra kỷ luật đi điều tra, nhưng kiến nghị không có chứng cứ quan trọng không cho điều tra. Chẳng phải ông ta áy náy gì với Vạn Dũng, mà lo khi mình đi rồi liệu có người nhảy ra bới móc không. Ngoài ra phương thức kiếm tiền của Cẩm Hồ làm Chu Phú Minh bị chút kích thích, thấy ăn hối lộ trực tiếp nguy hiểm quá cao, tiếp thụ kiến nghị của Tạ Hán Tĩnh, để con gái tới Huệ Sơn đầu tư công ty mậu dịch, đương nhiên ông ta sẽ lợi dụng ảnh hưởng của mình kiếm ưu đãi cho con. Từ nhập thu tới nay thái độ của Chu Phú Minh này sinh chuyển biến, nhất là cải tại thành cổ và an bài hộ giải tỏa, trước tiên giảm can thiệp trực tiếp vào sự vụ. Thứ hai chuyển sang ủng hộ các biện pháp hòa hoãn của đường học khiêm, trợ cấp cho Hoành Viễn, giúp vay vốn ngân hàng. Hoành Viễn ban đầu chỉ có 2.000 vạn, được đường học khiêm can thiệp, cục tài chính trích ra được 2.000 vạn, ngân hàng kiến thiết cũng cung cấp 3.000 vạn vay ưu đãi, tiến độ Hoành Viễn tăng lên không ít. Cho dù là như thế, nếu muốn bố trí xong 3.000 hộ giải tỏa cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trương Khắc không qua tra báo đơn giản với đường học khiêm công tác thanh tra của Hứa Hồng Bá với Sa Điền trong một năm qua, nếu thành phố giải tỏa Đông Sa Điền, mặc dù thu được số tiền không nhỏ, nhưng sẽ mất đi di sản lịch sử cực kỳ quan trọng. Khi giải tỏa Tây Sa Điền, đường học khiêm cũng có hành động bảo vệ một số công trình trọng điểm, nhưng cực ít những công trình kiến trúc lịch sử hoàn chỉnh mà thôi, khiến chúng trở nên cô đơn, lẻ loi. Đường học khiêm quyết định nghe báo cáo của đám Hứa Hồng Bá xong mới quyết định. Không tiếp kiến ở chính phủ mà chọn nửa tháng sau ở quán cờ đã chuyển sang sở hữu của công ty Việt Tú. Hứa Hồng Bá có uy vọng cực cao ở Sa Điền, ông ta vừa ra mặt làm công tác với 6 hộ gia đình ở trong quán cờ, đã mau chóng biến nó thành tài sản của Việt Tú, đồng thời an bài cho bọn họ vào khu định cư của Hoành Viễn, đợi 6 hộ chuyển đi, đơn giản xử lý qua, khôi phục vài phần nguyên mạo của quán cờ. Hơn một năm qua Trương Khắc thường xuyên nói này nói nọ ở bên tai đường học khiêm gây ảnh hưởng này nọ. Đường học khiêm từ lúc bước vào quán cờ liền nói rất ít, tâm tư ông ta vẫn đã lay động giữa phá và giữ, là thị trường, khi các thành viên thành ủy đều khuynh hướng phá, ông ta tất nhiên chỉ có thể công khai ủng hộ phá. Nghe Tiết Quốc Hoa và hai giáo sư học viện kiến trúc báo cáo, trong lòng ông ta hiểu được, giữ lại khu vực này là giữ lại di sản quý giá cho hậu nhân, chỉ riêng suy nghĩ từ góc độ kinh tế, nó cũng là nguồn tài nguyên du lịch tốt. Đường học khiêm chăm chú xem trạch viện bị tàn phá. Lại đối chiếu với bản vẽ phục nguyên của Tiết Quốc Hoa, hai bên chênh lệch quá lớn, không biết khôi phục nguyên mạo phải ném vào bao nhiêu tiền, đó chỉ là một công trình, hơn 1.000 trạch viện Đông Sa Điền sẽ phải ném vào đó bao nhiêu tiền đầu tư mới được. Đường học khiêm nói nhỏ với người đi cùng. Tài chính thành phố 2-3 năm nữa không có khả năng dư giả. Trương Khắc không tùy tiện phát biểu ý kiến trước mặt người khác, nghĩ thầm cho dù chỉ có 2-3 năm là quá đủ rồi, dù khi ấy tài chính thành phố vẫn không dư giả. Cơn bão tài chính châu Á ập tới, khai phát thương nghiệp địa ốc sẽ chậm lại. Đường học khiêm từ đầu tới cuối không phát biểu ý kiến rõ ràng, đám Tiết Quốc Hoa không khỏi ủ rũ thất vọng, Hứa Hồng Bá vẫn trấn tĩnh, việc phá hay giữ liên quan tới nhiều phương diện, đường học khiêm sao có thể tùy tiện tỏ thái độ trước mặt người ngoài. Đường học khiêm đi rồi, Trương Khắc an bài xe đưa Tiết Quốc Hoa và hai vị giáo sư đi, không lâu sau nhận được điện thoại của cha, nói bảo y buổi tối mời cơm ở khách sạn Tây Thành.
Trương Khắc kéo Hứa Hồng Bá đi luôn, Hứa Hồng Bá cười. Có mời tôi đâu nhỉ? Họ bắt cháu mời cơm không cho cháu mang người theo à? Trương Khắc bĩu môi, rồi bảo Phó Tuấn. Buổi tối anh về trước đi. Có một số trường hợp Phó Tuấn cũng không tiện có mặt. Trương Khắc tự lái xe tới nhà khách Tây Thành, trước đường đi nói. Thay đổi chính sách định trước phải mạo hiểm chính trị nhất định, chẳng may đề xuất ra bị phản đối mạnh phải bỏ nửa chứng sẽ có một số ảnh hưởng không tốt. Quan hệ giữa Chu Phú Minh và Đường Học Khiêm rất vi diệu, Chu Phú Minh quan hệ trên tỉnh không chắc, trước đó ủng hộ Vãn Dũng cưỡng chế giải tỏa gây ra mâu thuẫn xã hội, trên tỉnh khẳng định là chú ý. May mắn là Đường Học Khiêm thông qua Hoành Viễn kịp thời khởi động hạng mục nhà định cư, mới dẹp yên được sóng gió, nhưng cũng làm Đường Học Khiêm dần giành được chủ động ở thành phố, Chu Phú Minh không trực tiếp chỉ trò chuyện của chính phủ nữa. Lúc này nếu Đường Học Khiêm có bước đi thiếu sáng suốt nào, rất dễ bị Chu Phú Minh đoạt lại quyền chủ động. Hứa Hồng Bá tỉnh táo nói. Chưa nói tới tài trình thành phố eo hẹp, doanh nghiệp địa ốc tối mắt vì tiền, lãnh đạo thành phố chỉ biết tới chính tính, mà hiện giờ ngay người dân Đông Sa Điền cũng hy vọng giải tỏa cải thiện điều kiện ăn ở. Lúc này Đường Học Khiêm đề xuất thay đổi phương án trước đó sẽ thất bại rất thảm. Tới khách sạn Tây Thành, quả nhiên chỉ có cha và Đường Học Khiêm, Trương Khắc hỏi. Bác Đường, hay là mời cả bí thư Tống tới? Đường Học Khiêm gật đầu. Chi Hành, gọi điện hỏi Tống Bồi Minh có rảnh không? Sa Điền thuộc về khu thành Nam, thực thi cải tạo thành cổ, sát nhập vào khu thương mại Tiền Môn, như vậy thành địa bàn người khác rồi. Chính vì thế Tống Bồi Minh thuộc phái thiểu số phản đối cải tạo Sa Điền thành khu thương nghiệp, chỉ là ông ta không phải thường ủy nên không có tiếng nói, cho dù có tiếng nói người ta cũng cho rằng ông ta vì lòng riêng, ngay cả chỗ rách nát như Sa Điền cũng không nhường cho khu Tây Thành. Mặc dù Đỗ Tiểu Sơn không phải người ngoài, nhưng cái tranh được vẫn phải tranh. Đường Học Khiêm đồng ý để Tống Bồi Minh tham dự tức là tâm lý muốn giữ lại Đông Sa Điền, quan trọng là dùng phương thức nào cho thích hợp. Thị trưởng có lời mời thì chuyện quan trọng tới đâu cũng phải bỏ đó, Tống Bồi Minh tới nơi rất nhanh, không có người ngoài, Đường Học Khiêm giới thiệu qua tình hình cho Tống Bồi Minh, nói. Chính sách không thể sán làm chiều sửa, cho dù lúc này đề xuất sửa đổi phương án, khả năng thông qua cũng rất khó. Trước đó giải tỏa đã xảy ra một số vấn đề, hiện giờ chỉ có thể lấy việc an bài hộ giải tỏa ra để kéo dài 1-2 năm, liệu thời gian này tình thế có thay đổi được không? Minh Tu Sạn Đạo, ám đậu Trần Thương. Sạn đạo do bác Đường sửa, Trần Thương để cháu đánh Trần Thương, chỉ cần kéo dài được 2 năm, vấn đề sẽ được giải quyết. Trương Khắc tự tin nói. Cháu nói bác nghe xem. Đường Học Khiêm hứng thú nhìn Trương Khắc. Thành phố không giải quyết được vấn đề này thì gác lại, để khu hành động. Trước tiên tăng cường nghiên cứu quần thể kiến trúc Sa Điền, đào bới giá trị lịch sử của nó, tranh thủ hình thành ảnh hưởng về học thuật. Bảo hộ một số trạch viện nhỏ, sẽ không khiến người ta chú ý. Không cần phải nâng tới trình độ văn vật, chỉ cần đưa tiền vào tiến hành tu sửa bảo hộ. Đông Sa Điền tạm không cải tạo, nhưng lấy cớ phối hợp giữ hình tượng thành phố tiến hành tu sửa kiến trúc ở Tiền Nhai. Chương 275, di tích lịch sử bị phá hủy. Tống Bồi Minh khẽ lắc đầu. Ai cũng cho rằng kiến trúc này chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá hết, khu ném tiền vào sẽ bị chửi là bại gia tử. Đường Học Khiêm cười. Vậy đồng chí có làm cái tên bại gia tử này không? Tống Bồi Minh cười ha hả. Thị trưởng bảo tôi làm là tôi sẽ làm. Tống Bồi Minh dựng lên uy tín không ai sánh được ở thành Nam, có thể nói ông ta muốn làm bại gia tử, tiếng phản đối sẽ rất ít. Cục bộ tu sửa kiến trúc Tiền Nhai, ít nhất nhìn bề ngoài là phối hợp với công trình khơi thông sơ cảng, mở rộng Tiền Nhai, giữ hình tượng cho thành phố, tuy hiểm nghi lãng phí, nhưng dùng tài chính khu, thành phố không nói gì nhiều. Hứa Hồng Bá góp ý. Nếu tài chính khu thành Nam dư giả một chút, không bằng lấy hết kiến trúc Bắc Tiền Nhai, hiện giờ người dân chỉ nghĩ tới sẽ giải tỏa trong thời gian ngắn, không ai muốn đầu tư làm ăn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị khai phát thương nghiệp, tài chính khu đầu tư sửa chữa tiến hành mời đầu tư, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Tống Bồi Minh vuốt trán. Thế là người ta sẽ triệt để coi tôi là bại gia tử rồi. Trương Khắc cổ động Tống Bồi Minh. Không đâu. Dù mọi người cho rằng Đông Sa Điền sẽ giải tỏa cũng không phản đối lắm, khu vực đó nhìn từ góc độ thương nghiệp nó là chỗ có giá trị nhất. Huống hồ kiến trúc nơi đó hiện có tính chất nhà ở, cháu không tin khu thành Nam lấy được khu vực đó với giá nhà ở lại không cải tạo thành khu dùng cho doanh nghiệp. Chú Tống cứ lấy cái cớ này đi thuyết phục người khác, như thế đầu tư tu bổ, người ta sẽ cho rằng là khu thành Nam vô sỉ dựa vào cải tạo thành cổ kiếm một mẻ, chứ không cho rằng chú Tống là bại gia tử.
Tống Bồi mình dở khóc dở cười. Vô sỉ nghe hay hơn bại gia tử chỗ nào. Hướng gió sẽ dần dần thay đổi, đợi làm xong chuyện này, đám doanh nghiệp địa ốc phát hiện ra Đông Sa Điền không thể gặm được nữa, bất kể là giá thành giải tỏa hay dư luận xã hội sẽ không cho bọn chúng đầu tư địa ốc vào đó. Đương nhiên, muốn làm thành những việc đó không phải là đơn giản, Tống Bồi Minh trầm tư. An bài như thế rất được, tiếc là tài chính khu không dư giả như mọi người nghĩ đâu, Cẩm Hồ có dự định mua lại nhà máy Tân Quang trong thời gian gần không? Nhà máy Tân Quang trông thì rất to, nhưng một bộ phận kha khá đã đem đi vay ngân hàng, gần 3.000 vạn là có thể mua lại được, hơn nữa không làm chính phủ khu thua thiệt. Trương Khắc lắc đầu. Cẩm Hồ hiện không nhiều tiền dư như thế, phải tới cuối mùa xuân năm sau mới có thể suy nghĩ tới mua lại. Hiệp nghị giữa Cẩm Hồ và Chính Thái yêu cầu trong vòng một năm hoàn thành mua lại 40%, 2 năm là 80%, kỳ hạn gần nhất là trung thu năm sau, tới khi đó không lo tiền nữa. Hứa Hồng Bá lúc này nói ra điều bàn bạc với Trương Khắc lúc trước. Kiến trúc Đông Sa Điền có giữ được hay không có một ban ngành rất quan trọng, nhiều công việc được bọn họ ủng hộ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đường Học Khiêm đoán ra rất nhanh. Ý ông nói cục văn vật. Tống Bồi Minh cười khẩy. Đám con rùa cục văn vật không cầm đầu san bằng nơi đó là tốt rồi, còn mong đợi gì vào bọn chúng. Nếu muốn trông cậy vào đó thì phải thay hết đám con rùa đó. Thay hết thì hơi khó. Chuyện này Trương Khắc đầu têu nên Trương Chi Hành rất ít khi phát biểu, giờ mới nói một câu. Trương Khắc chỉ ra, công ty giải tỏa dưới quyền cục văn vật có vấn đề, trước tiên là giải tỏa trái quy định, hai là vấn đề tài vụ, bọn họ có thể thông qua hình thức chuyển đầu tư, đem lợi nhuận cực lớn thu được giải tỏa chuyển sang cổ phần công ty bên ngoài. Đường Học Khiêm gật gù. Theo thông lệ cục tài chính cuối năm tiến hành kiểm toán đột xuất, năm nay trọng điểm kiểm tra cục văn vật. Nếu đúng là tồn tại vấn đề, có thể hạ một hai cấp phó. Đường Học Khiêm khẽ gõ tay lên đầu, suy nghĩ xem nên để ai thay thế thì thích hợp, trong thời gian ngắn không nghĩ ra ai thích hợp, có điều nghĩ ra cách khác nói. Chức trợ lý thị trưởng của Bồi Minh cũng không thể chỉ treo đầu dê bán thịt cho được, cục văn vật nhìn qua không béo bở mấy, để tôi thương lượng với Phương Hoành Thanh, xem ông ta có thể để anh chia sẽ bớt gánh nặng với ông ta không. Đột kích cục văn vật nếu tra ra vấn đề gì. Phương Hoành Thanh đùn đẩy trách nhiệm còn không kịp, đâu có chuyện ôm củ khoai nóng vào lòng. Nhưng còn chưa kịp kiểm toán thì cục văn vật đã xảy ra vấn đề rồi. Ngày 24 tháng 12, Giáng sinh của người phương Tây, lúc ấy người trong nước còn chưa để ý mấy tới ngày này, buổi sáng hôm đó Trương Khắc nhận được điện thoại của Hứa Hồng Bá. Ngày 22 công ty giải tỏa thuộc cục văn vật tiến hành giải tỏa khu dân cư đã phát hiện 4 tấm bia đá lớn khắc họa phù điêu, Tiết Quốc Hòa tới hiện trường xem xét. Nơi này rất có khả năng là một di chỉ kiến trúc trọng yếu. Do nhà cửa nơi này xây dựng trước giải phóng, sau giải phóng bị cục nhà đất thu vào quốc hữu, phân cho hộ đang cư trú tại đây, mà bia đá lại nằm giữa tường của hai căn nhà, nếu không giải tỏa, chẳng ai biết nơi này là một di chỉ lịch sử. Buổi chiều hôm phát hiện ra bia đá, công ty giải tỏa vẫn muốn tiếp tục, bị cư dân xung quanh ngăn cản, yêu cầu cục văn vật tiến hành thẩm tra, nên công ty giải tỏa đành ngừng lại. Ngày 23 cục văn vật phái người tới hiện trường khảo sát, bia đá bảo tồn hết sức hoàn hảo, nhưng mặt bia đá bị che kín bởi tường, không nhìn được chữ khắc trên đó, nhưng có phủ điêu thực vật tinh xảo. Cục văn vật kiểm tra rất đơn giản, tuyên bố không có giá trị bảo hộ, lúc đó Tiết Quốc Hoa, Hứa Hồng Bá đều nghe tin chạy tới hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử, phát hiện rất có khả năng là sở giám sát muối Hải Châu, di tích thời Tống, sao không có giá trị bảo hộ, lập tức chất vấn nhân viên cục văn vật. Yêu cầu tiến hành giám định thêm. Đêm ngày 23, cư dân phụ cận bị tiếng máy móc đánh thức, khi bọn họ chạy tới hiện trường phát hiện 4 tấm bia đá đã bị xe ủi húc đổ hai tâm, vỡ thành nhiều mảnh, lộ ra chữ khác trên mặt bia, chính là sở giám sát muối thời Tống. Công ty giải tỏa bất chấp yêu cầu ngừng lại của người dân, định húc đổ tiếp hai tấm bia còn lại, người dân xung quanh lấy gạch tấn công mới phải đành bỏ chạy. Người dân lo công ty giải tỏa quay trở lại, tổ chức người bảo vệ hiện trường. Tới rạng sáng ngày 24 bị chừng 20 tên đi xe máy cầm gậy gộc, dao phay tới đánh, khiến nhiều người bị thương, tiếp đó bọn chúng định xô đổ bia đá, nhưng bia đá quá cao nặng, bọn chúng không thành công, may mắn người dân kịp thời báo cảnh sát, bọn chúng không cam tâm bỏ đi. Trương Khắc nghe xong, cố trấn áp lửa giận, dùng giọng bình tĩnh hỏi. Mảnh đất đó của công ty nào? Cẩm Thành. Trương Khắc tức giận chửi bới trong bụng. Một khi 4 tấm bia đá đó được xác định là di tích lịch sử quý giá, khu vực xung quanh sẽ được liệt vào phạm vi bảo vệ,
bọn chúng phải phá vỡ nó trước khi đơn vị văn hóa đưa ra giám định. Trương Khắc gọi điện cho cha mới biết cha đã đại biểu cho chính phủ xuống điều tra việc này, liền sai Phó Tuấn đưa tới đó, nhìn thấy hai tấm bia đá đứng sừng sững giữa đống đổ nát, thân bia, đế bia vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hai tấm bia đá còn lại chỉ còn một đoạn cao chưa tới 30cm lộ ra bên ngoài, thân bia vỡ tan nát xung quanh. Trương Khắc nhìn thấy Hứa Hồng Bá đứng bên tấm bia đỏ, cha y đứng ở chỗ đất trống, đằng sau là đám đông có hai người cảnh sát, vài tên chắc là đám quan lão gia của cục văn vật, rủa thầm một tiếng rồi đi về phía Hứa Hồng Bá. Tên mặc áo khác màu xanh thẫm, bụng bệ chính là Tô Tỉnh Long cục trưởng cục văn vật. Người luôn điềm tĩnh như Hứa Hồng Bá cũng không che giấu được lửa giận trong mắt. Chương 276, thăm vườn hoa hồng. Lần này lão ta đừng hòng yên thân, muốn làm chó săn cho Triệu Cẩm Vinh à, phải có người đánh gãy chân chó của lão. Trương Khắc lạnh lùng nói, có chứng cứ để chứng minh đám người xô đổ bia đá là người của công ty giải tỏa không? Dân cư xung quanh chỉ ra được. Vậy là tốt rồi, cục công an thành phố không phải hạng vô dụng. Trương Khắc không ở lại hiện trường, cùng Hứa Hồng Bá chui vào xe trước. Trương Chi Hành đã nhìn thấy con từ trước, dặn dò công việc xong cũng vào xe, nói. Tô Tỉnh Long dứt khoát phủ nhận bia đá do công ty giải tỏa phía dưới phá. Xin cục công an nhất định phải bắt được nhóm người đó. Trương Khắc hỏi cha, Cẩm Thành lấy được mảnh đất đó tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Chừng 3.000 vạn, còn nợ thành phố một phần. Theo quy định, thành phố sẽ thu hồi lại mảnh đất đó, bồi thường công ty địa ốc số tiền tương đương. Trương Khắc nhếch mép nói, loại chuyện này bắt được người cùng lắm chỉ là giam giữ, kẻ gánh tội thay cho Triệu Cẩm Vinh rất nhiều, không làm gì nổi ông ta. Cách duy nhất cho ông ta một bài học là lấy trình tự công tác ra thì hoãn trả 3.000 vạn này. Trình tự công tác bình thường là tiến hành giám định và đánh giá giá trị lịch sử bia đá, xem khu vực này cần tiến hành khai quật không. Những công tác này có thể hoàn thành trong vòng 8, 10 ngày, có thể mất vài 3 tháng, mà cũng có thể tốn tới dăm 3 năm. Trương Chi Hành gật đầu, đối phó với loại người này, một số thủ đoạn là cần thiết, liền gọi điện báo cho Đường Học Khiêm. Ở lại đây chỉ tổ tức giận vô ích. Trương Khắc còn nhận lợi đưa Đường Thanh đi Tượng Sơn Nam Lộc xem vùng đất dùng trồng hoa hồng của cô, tâm tình vốn rất tốt bị phá tan hết. Được quay về năm 94, Trương Khắc hy vọng có thể cố gắng hết sức để Hải Châu cuối cùng phát triển thành một thành phố mỹ lệ như hoa, đáng tiếc kẻ tham lam phá hoại quá nhiều. Theo manh mối người dân cung cấp, trưa ngày 24, Cục Công an đã bắt được hai nhóm người về quy án. Chắc bọn chúng không nghĩ thành phố coi trọng vụ án này nên có mấy tên còn về nhà ngủ. Bị cục công an bắt được, chúng mau chóng khai kẻ trực tiếp sai phái, Tô Kiến Đông giám đốc công ty giải tỏa thuộc cục văn vật. Tô Kiến Đông là họ hàng xa của Tô Tỉnh Long, vốn là lái xe của lão ta, năm ngoái cục văn vật lập công ty giải tỏa, Tô Tỉnh Long đưa Tô Kiến Đông tốt nghiệp sơ trung lên làm phó giám đốc, chưa tới 3 tháng lại đưa lên làm giám đốc. Sau khi hai nhóm phá bia bị bắn, Tô Kiến Đông tự thú, định nhận hết trách nhiệm. Đại khái hắn cho rằng, bất kể là luật bảo vệ di sản hay quản lý trị an, cùng lắm chỉ cách chức, giam giữ vài ngày. Chiều ngày 24, Đường Học Khiêm yêu cầu Cục Giám sát và Cục Tái chính phong tỏa tất cả sổ sách Cục Văn vật, tiến hành liên hợp thẩm tra, yêu cầu Tô Tỉnh Long tới chính phủ giải trí chuyện ngày 23 nhân viên Cục Văn vật nói bia đá không có giá trị bảo hộ. Tới lúc này Tô Tỉnh Long, Tô Kiến Đông mới cuống lên. Vấn đề kinh tế của công ty giải tỏa rất đơn giản, sau khi thành lập, đầu tư vào công ty hữu hạn Tô Kiến ở tỉnh thành 500 vạn, mà công ty Tô Kiến từ khi thành lập không có hoạt động kinh doanh thực chất nào, song trong nửa năm đã thua lỗ 400 vạn, cổ đông của City Tô Kiến toàn người trong gia đình lãnh đạo cục văn vật, có cả vợ Tô Tỉnh Long, bọn họ mỗi năm lĩnh lương cao tới hơn 367 vạn. Đường Học Khiêm cũng không ngờ cha ra vấn đề lớn như thế. Vụ án này đã vượt tầm cục giám sát, Đường Học Khiêm liền trao đổi với Chu Phú Minh. Chu Phú Minh cũng kinh hãi, hiện giờ bề ngoài ông ta và Triệu Cẩm Vinh khôi phục lại bình thường, sau khi chuyện phá bia đánh người xảy ra, Triệu Cẩm Vinh nhờ ông ta đối phó qua loa, đừng truy cứu tới cùng, ai ngờ cục văn vật to gan như thế, tưởng tiền quốc gia đem đút túi riêng dễ vậy sao? Không tra thì thôi, tra tới mức này rồi thì không thể nhân nhượng được nữa. Chu Phú Minh cũng hận Tô Tỉnh Long quá láo xược, đúng là ăn tim gấu gan báo rồi, cái này có khác gì trực tiếp tham ô. Còn kéo hết cục văn vật vào. Ông ta không rõ vì sao Đường Học Khiêm trực tiếp tham dự vụ án này, nhưng hành vi của công ty giải tỏa vào đêm ngày 23 quá trắng trợn, tưởng rằng có vài đồng tiền là không còn sợ ai nữa sao.
Chu Phú Minh hiểu rõ chuyện này có Triệu Cẩm Vinh giật dây đằng sau, mặc dù chuyện không liên lụy trực tiếp được tới Triệu Cẩm Vinh, nhưng cứ để Triệu Cẩm Vinh làm càn như vậy, sớm muộn cũng có ngày kéo cả mình vào, cần phải giữ khoảng cách. Vụ án đã sáng tỏ, Chu Phú Minh thông báo cho Kim Quốc Hải, Lục Giật Quang, ba người họp bàn đơn giản, liền quyết định kỷ ủy và viện kiểm sát liên hiệp lập án điều tra. Lúc này Tô Tỉnh Long còn đang cố trấn tĩnh trình bày với Đường Học Khiêm, nhưng khi thấy nhân viên kỷ ủy và viện kiểm sát mặc đồng phục đi vào phòng, lập tức sụi lơ ra ghế, Vạn Dũng đã rời Hải Châu, lần này Triệu Cẩm Vinh chẳng thể bảo vệ được lão. Tết Dương lịch năm 1996, Nhất Trung được kỳ nghỉ 3 ngày hiếm có. Bên ngoài mưa phùn lất phất, hình thành lên một lớp sương mờ mong manh, làm khí trời càng thêm lạnh giá, nhưng Trương Khác và Đường Thanh ngồi trong xe, chẳng hề bị ảnh hưởng. Chị Vãn Tình chẳng quan tâm chút nào, chỉ đồng muốn đi theo lại bị chị ấy kéo về tỉnh thành. Đường Thanh than phiền. Dì Chu cũng nhớ chị đồng mà, hiếm khi được nghỉ, không về tỉnh thành chẳng lẽ ở đây lãng phí thời gian với chúng ta. Trương Khác vừa lái xe, vừa trả lời Đường Thanh. Trước đó y nhận được điện thoại của cha, biết ý kiến sơ bộ của thành phố về vụ án Cục Văn Vật, thành phố không muốn tạo thành vụ án oanh động toàn quốc, cho phép thành viên gia đình lãnh đạo Cục Văn Vật trả tiền hoa hồng của City Tô Kiến, không lập án nữa. Nhưng Tô Tỉnh Long không dễ dàng thoát như vậy, lão ta phải gánh trách nhiệm chủ yếu, mấy chục năm còn lại của cuộc đời sẽ phải dành ra quá nửa nghỉ mát trong ngục. Mặc dù không liên quan trực tiếp tới Triệu Cẩm Vinh, nhưng ông ta chẳng được thoải mái, không chỉ vùng đất phát hiện bia đá phong tỏa, nhân viên tương quan của địa ốc Cẩm Thành bị điều tra, như thế chắc chắn khiến tất cả các hạng mục của Cẩm Thành bị trì hoãn lại, đây là điều Trương Khác muốn thấy. Hôm nay Trương Khác có tâm trạng rất vui vẻ đưa Đường Thanh đi xem vườn hoa hồng. Hoa hồng thích nắng, muốn trồng được hoa hồng đẹp, phải được mặt trời chiếu không thấp hơn 6 giờ. Vườn hoa hồng được chọn ở Tượng Sơn Nam Lộc, có một con đường giải đá thông tới, chỉ là lâu năm không tu sửa, mưa đổ xuống một cái là lầy lội vô cùng. Phía trước đỗ hai chiếc xe, đường rất hẹp, xe của bọn họ không qua được, Trương Khác xuống xe trước mở ô che cho Đường Thanh, Đường Thanh cẩn thận tránh vũng nước đi xuống, phía trước chỉ là một vùng đất trống, cách đê sông chừng 100 mét. Trong mưa nước tiểu giang hơi đục, nhưng không khí rất trong mát, Đường Thanh giang tay hít không khí đầy lồng ngực, hỏi Trương Khác. Tất cả chỗ ngày sao? Ừ, vùng đất Thượng Sơn và tiểu giang, chừng 200 mẫu. Sao lớn thế? Đường Thanh kinh ngạc. Chỉ trồng 2 vạn cây hoa hồng thôi mà. Trồng 2 vạn cây hoa hồng không tốn nhiều diện tích lắm, Trương Khác muốn xây bên bờ Tiểu Giang một vườn hoa hồng. Trương Khác không hiểu nổi cục quy hoạch làm ăn kiểu gì, đem vùng đất giữa Tượng Sơn và Tiểu Giang và liệt vào khu công nghiệp, hơn nữa kiến thiết xí nghiệp công nghiệp nặng và xí nghiệp hóa chất gây ô nhiễm cực lớn. Đương nhiên, Trương Khác và Tống Bồi Minh đã trao đổi rồi, khu Thành Nam sẽ chống lại việc này, hơn nữa có Ái Đạt dẫn đầu khu làm khu công nghiệp điện tử. Ngăn chặn được khu ô nhiễm kia lấn sang, không lo chuyện ô nhiễm diện rộng xuất hiện ở nơi này. Chương 277, Vườn Bách Thảo. Vùng đất đẹp như thế, Trương Khác sao nỡ bỏ qua. Nên mua luôn 200 mẫu trồng vườn, đây gần như là chỗ đẹp nhất Thượng Sơn Nam Lộc, kề núi giáp sông, cảnh sắc tươi đẹp, rất thích hợp xây viên lâm tư nhân. Vài năm nữa đợi địa ốc nóng lên, xem Tống Bồi Minh có sót của không. Mặc dù Tống Bồi Minh mấy năm nữa sẽ không ở lì tại Thành Nam, nhưng ông ta sẽ còn phát triển ở Hải Châu, nhìn vùng đất đẹp như thế, sao không tiếc cho được. Tuy rằng có thể mời công nhân trồng vườn, nhưng một số việc phải đích thân làm mới có ý nghĩa, Trương Khác chuyên môn mua sách trồng hoa hồng, xem rất nghiêm túc. Đường rất khó đi, nhưng tiện cho Đường Thanh bám vào Trương Khác, hai người đi lên đê, chưa tới nơi đã thấy trên đó có hai người mặc áo mưa. Sao lại tới đây? Chu Du đứng trên đê đặt tay lên miệng làm loa, nói to. Nhờ mọi người tới giúp chia đất gieo mầm cơ mà, sao lại chạy lên đê chơi? Tương Vi cùng mới từ bờ sông leo lên đê, nói. Chúng tôi đều nghĩ cậu không áp bức cấp dưới như thế, quá nửa là lấy danh nghĩa lao động mời chúng tôi tới nắm cảnh sông nước, nên chúng tôi rất tự giác lên đê đợi cậu tới. Xem đi, chúng tôi đưa cả hai nhà đầu nhà Phó Tuấn tới đó. Trương Khác cười ha hả, nhìn Tô Tân Đông dùng cả chân lẫn tay bò lên đê. Đây đúng là chỗ rất đẹp. Làm người ta nhìn thấy không nhịn được muốn chiếm lấy toàn bộ. Tô Tân Đông thở phì phò nói. Mọi người phải rèn luyện sức khỏe đi, coi như lấy lao động làm rèn luyện, sau này chuyện gieo hạt giống, chia ỏi người làm hết. Trương Khác nhìn cơn mưa phùn rơi xuống mặt nước, làm hình thành lớp sương khói mờ mờ, vừa mang nỗi buồn mang mác, lại đầy tình thơ ý họa.
Lão Tô nói xem, ái đạt mấy năm thì có thể chiếm hết mảnh đất này. Đám Tô Tân Đông, Chu Du, Đinh Hoè nhờ Nguyên Đán được mấy ngày rảnh rỗi, thời gian qua bọn họ mệt tới xương khớp rã rời rồi, y còn rảnh rỗi đi xem sách trồng hoa hồng, hôm nay tuy nói mọi người một ngày nghỉ phép, nhưng lại kéo bọn họ tới giúp chia luống. Trồng hoa hồng trước Tết thì phải chọn loại cây giống to khỏe thì mới đảm bảo sống được, tranh thủ ngày Tết dương lịch trời mưa lất phất, thời tiết lại không quá lạnh, mọi người ra ngoại thành chơi. Tương Vi là người Hải Châu, còn đám Ninh Hoè, Tô Tân Đông, Lỗ Khánh Sinh thuộc thành phần bị lừa tới Hải Châu, cho nên tới đây bao lâu, chưa có thời gian rảnh leo tượng sơn, tĩnh tâm ngắm nhìn nước Tiểu Giang. Mưa khói mông lung, trời nước một màu, tới đây mới biết nơi mình hàng ngày làm việc lại đẹp như thế. Tô Tân Đông nói rất văn vẻ. Ở đây trông chút hoa cỏ, cái thú trong đời người cũng chỉ đến thế là cùng, khác thiếu gia định trồng hoa hồng ở đây. Hoa hồng sẽ phải trồng, nhưng không nhất định là trồng toàn hoa hồng. Trương Khắc hào hứng nói. Mọi người thích cái gì, mỗi người kiếm một chỗ, nếu ý kiến mọi người phong phú, đem nó thành vườn bách thảo cũng được. Tôi thích trúc. Ninh Hoè xen vào một câu. Trồng trúc cũng được chứ? Cũng được. Có điều anh phải bỏ thời gian ra mà chăm sóc, tôi mới mời hai công nhân, có bóc lột người ta đến đâu cũng không chiếu cổ xuể. Tô Tân Đông giới thiệu. Lão Đinh ở nhà cũ cũng trồng trúc, tôi thấy trong rừng trúc chim chóc đặc biệt nhiều. Vậy tôi có thể đón cha mẹ tôi tới, để họ giúp tôi chăm trúc. Được đấy, các cụ quen bận rộn rồi. Tô Tân Đông kể chuyện gia đình Đinh Hoè. Đinh Hoè quê An Huy cha mẹ có bệnh phong thấp nên không làm ruộng được nữa. Đinh Hoè làm việc ở City Vạn Yến đón cha mẹ tới Hợp Phì, nhà có mấy mẫu đất đem trồng trúc hết, cứ vài ba hôm lại về một chuyến. Đinh Hoè và vợ con tới Hải Châu, cha mẹ hắn nhất quyết không chịu theo, thà về quê sống. Người già sống ở nông thôn cả đời quen rồi, vào thành phố đã rất không thích, tới nơi xa lạ càng quá bằng chịu tội. Trương Khắc nghe xong nói. Vậy cũng được, cho anh một chỗ trồng trúc. Tượng Sơn tọa lạc phía đông Tiểu Giang, sườn bắc Tượng Sơn thoai thoải. Sườn nam lại như bị thiên lôi dùng búa bổ một phát vậy, dựng ngược, từ đỉnh núi tới chân núi gần như là một vách đá lớn vuông 90 độ. Công viên Tượng Sơn chỉ là vùng rừng núi đỉnh núi với sườn dốc phía bắc, rộng mấy nghìn mẫu, đứng trên đỉnh núi nhìn Tiểu Giang, khí thế hùng tráng mỹ lệ, nhưng ít người tới vùng đất bằng phẳng phía nam núi. Nếu như phía nam không phải là vách đá lớn mà cũng là sườn dốc thoải như phía bắc, chân dốc hẳn sẽ liếm tới mép nước Tiểu Giang. Giữa vách núi phía nam và Tiểu Giang là một mảnh đất hình phễu, kéo dài tới tận nhà máy cũ của Ái Đạt, địa hình mới mở rộng ra. Từ nhà máy cũ của Ái Đạt hướng về phía bắc, tới tận chân Tượng Sơn, diện tích chừng hai cái thôn nhỏ, mảnh đất này dùng vào việc gì cũng không thích hợp, xây nhà máy quá uổng phí của trời, khai phát địa ốc cũng thích hợp, chỉ là lọt vào tay tư nhân, cũng uổng. Thích hợp nhất là biến thành vườn bách thảo cỡ lớn. Trương Khắc lúc này còn chưa rảnh chiếm hết vùng đất này. Nhưng trong lòng có tham vọng đó, hiện giờ chỉ có thể mua tạm 200 mẫu trồng cây cỏ để an ủi. Nói tới chủ đề này ai nấy đều hứng chí, bởi vì mọi người dù ở trong thành phố, nhưng đều thích đặt ở ban công góc nhà chút cây cối, tựa hồ muốn kéo gần khoảng cách với tự nhiên. Trương Khắc đồng ý phân chia đất, mọi người tranh nhau làm 200 mẫu không đủ chia cho tất cả. Đương nhiên trước khi thực sự bắt tay vào công việc, còn cần sửa con đường này, mọi người mỗi người một câu. Đề xuất rất nhiều ý kiến, Trương Khắc ghi hết lại. Dù sao trong những người ở đây, trừ Tích Xung Tích Vũ ra thì y rảnh rỗi nhất. Tương Vi hỏi Trương Khắc. Triệu Cẩm Vinh ở Bắc Quan xây viên lâm, sao Khắc thiếu gia không xây viên lâm tư nhân lại đành lòng chia ỏi người dùng. Nơi này cảnh trí tự nhiên, cho dù không đầu tư gì phong cảnh cũng cực đẹp, chỉ là ít người phát hiện ra mà thôi. Nếu như tôi độc chiếm một mình, sẽ bị người ta nói quá tham lam. Hơn nữa tôi lấy được mảnh đất này chẳng tốn kém mấy, nếu làm thành viên lâm tư nhân, chẳng phải bị người ta rỉa rói sau lưng sao? Trương Khắc cười ha hả. Nếu có vùng sơn cùng thủy tận nào đó, tôi mua lấy cải tạo dần, người ta sẽ không nói được gì. Tương Vi cười duyên. Ra là Khắc thiếu gia có suy nghĩ đó, tôi lại rất kỳ vọng Khắc thiếu gia có hành động kinh người gì cơ. Trương Khắc chỉ cười, y rất hâm mộ khu viên lâm của Triệu Cẩm Vinh ở Bắc Quan. Chỉ là lúc này chưa có tinh lực để làm, cho dù là khu vườn bách thảo này cũng cần mọi người phân chia nhau góp sức. Chu Du nói, không nói tới quy hoạch tương lai của Ái Đạt, lại đi nói chuyện cây cỏ, mọi người đều không đủ chuyên tâm với công việc. Trương Khắc chỉ Tô Tân Đông. Tôi vừa tới đã hỏi anh ấy vấn đề này rồi, đến giờ anh ấy còn chưa trả lời. Bắt đầu từ năm 96,
Ái Đạt mỗi tháng ít nhất sản xuất 10 vạn chiếc đầu đĩa, cũng chính thức đưa ra đầu đĩa dùng chip giải mã mới. Hiện giờ rất nhiều nhà máy linh kiện đều lựa chọn trực tiếp xây dựng nhà máy trong khu công nghiệp, chuyên môn cung cấp linh kiện theo nhu cầu của Ái Đạt, chiếm gần như cả vùng Đông Nam Trần Ích Long. Tối nay DTHTW sẽ chiếu quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt, chưa cần đợi tới bản quảng cáo này, truyền thông trong nước đã đem khái niệm Tiêu Vương thổi phồng lên, làm Ái Đạt được nhà nhà hộ hộ biết tới. Thống kê sơ bộ tài vụ, trong năm 95, Ái Đạt đầu tư nhà xưởng, tuyên truyền thị trường lớn như thế, vậy mà còn lãi gần 1.000 vạn, Trương Khắc tâm tình rất tốt, cho nên phê chuẩn mọi người được nghỉ hôm nay. Vấn đề Trương Khắc đưa ra, làm đám Tô Tân Đông đều đang suy nghĩ rất lung. Mưa tới hoàng hôn thì dần tạnh, không khí ẩm ướt, mặt sông tràn ngập sương mù, mọi người đều đề nghị tới quán Tiểu Giang Ngư của Trần Ích Long ăn tối. Chương 278, Tương Vi xấu hổ. Đường quá lầy lội, mấy cỗ xe ra tới đường cái thì đã không còn nhìn ra được diện mạo ban đầu nữa. Khu công nghiệp điện tử làm cả Trần Ích Long trở nên thịnh vượng, mọi người vào phòng bao, bảo ông chủ mang TV tới, nói muốn vừa ăn vừa xem tin thời sự. Quán Tiểu Giang Ngư làm cá đao ngon nhất trấn, đám Ninh Hòe rảnh rỗi là tới đây, ngay cả Trương Khác và Tống Bồi Minh cũng rất thân quen với ông chủ. Ông chủ gọi phục vụ mang TV vào, hỏi. Nhà máy của mọi người mời cô đại sứ rất xinh đẹp, sao không dẫn cô ấy tới ăn một bữa? Mọi người người dẫn tới lần nào, tôi miễn phí lần đó. Tương Vi nháy mắt với Trương Khác. Người đó à, đừng nói là ông, tới chúng tôi cũng chưa được gặp. Thấy Trương Khác nhíu mày cắn răng méo miệng, thì ra bị Đường Thanh nhéo thịt, liền phì cười. Thực ra Tương Vi gặp Giang Đại Nhi rồi, Hứa Duy từng đưa Giang Đại Nhi tới tòa nhà Tân Hải Thông, nhưng không chính thức gặp mặt nên Tương Vi không có ấn tượng. Trương Khác tất nhiên không vẽ rắn thêm chân giải thích gì cả. Ý tưởng vườn bách thảo chẳng phải khởi nguồn từ việc tặng hơn 1.000 đóa hoa hồng cho Giang Đại Nhi ở Đông Phương Plaza sao? Chuyện này đăng lên báo, mặc dù báo không có tên Trương Khác, nhưng ai để ý đều nghĩ tới y, chẳng biết vì sao Đường Thanh lại xem bài báo đó. Trương Khác rất tò mò, nhưng không dám hỏi. Lúc vào chỗ ngồi, Trương Khác rất tự giác ngồi quay lưng về phía TV, Đường Thanh nhướng mày. Bạn che như thế còn ai xem được? Rồi ghé vào tai y nói nhỏ. Sao mình cảm thấy bạn có tật giật mình nhỉ? Nói xong cô nàng tự bật cười trước, đôi mắt đẹp cong vút như vầng trăng, đôi mắt trong sáng rõ ràng, cô gái 13 tuổi, tâm tư đơn thuần như lớp băng phủ mặt nước mùa đông, chưa biết đố kỵ là gì. Trương Khắc cười nhích người ra ọi người xem, quảng cáo chỉ 5 giây, Trương Khắc nhìn không xem, thoáng cái là qua. Chuyện quảng cáo hiện do phòng thị trường phụ trách. Còn chế tác vẫn ủy thác cho City Phi Hồng, từ lúc đoạt Tiêu Vương ở Bắc Kinh, Trương Khác chưa liên hệ với Giang Đại Nhi. So với Giang Đại Nhi, lòng Trương Khác càng nhớ Hứa Tư, vốn định để Đào Hành Kiện tới Hong Kong giúp Hứa Tư, nhưng sự hỗn loạn do Tiêu Vương gây ra nằm ngoài tưởng tượng, Đào Hành Kiện có tri thức tài vụ kinh doanh, đúng lúc đem ra dùng, định qua bận rộn, liền để hắn đi Hong Kong, ai ngờ Chu Du dùng quen tay rồi, không muốn thả người nữa. Đào Hành Kiện đi không xong. Hứa Tư bị công việc trói chân ở Hong Kong, lại còn đám Thịnh Thanh phái lương quân tới Hong Kong lập công ty, cần Hứa Tư giúp đỡ, vì cô có liên hệ với Thịnh Hâm ở Thâm Quyến. Ăn tối xong, Tống Bồi Minh gọi điện thoại tới, nói mời mọi người đi uống trà. Trương Khắc nhớ buổi tối phải đi xem nhà, vì cha y bận rộn nên chỉ có thể đi xem được vào buổi tối, hơn nữa Đường Thanh cũng chẳng có tâm tư uống trà, Trương Khắc nói với Tống Bồi Minh là sẽ phái đại biểu tới, còn bản thân y sẽ không đến. Người trên bàn đều nghe thấy y nói chuyện điện thoại, khi Trương Khác nói tới phái đại biểu đi, ánh mắt rất tự nhiên nhìn Tương Vi, có người hiểu, có người không. Nhưng đầu bên kia Tống Bồi Minh hiểu, Trương Khác chưa nói là ai, ông ta đã vội nói. Chủ nhiệm Trịnh của phòng tuyên truyền thành ủy cũng có mặt, muốn nhân cơ hội giới thiệu Khác đại thiếu gia. Không ngờ Tống Bồi Minh ở cùng chỗ với chồng Tương Vi, nếu để Tương Vi tới, ba người dễ có khả năng trở mặt trong phòng trà lắm. Trương Khác cười. Vậy để Chu Du tới, phải không phụ lòng chủ nhiệm Trịnh, phải không? Chu Du nghe Trương Khác đổi giọng, liền cười ám muội, đám Ninh Hòe không biết chuyện Tương Vi và Tống Bồi Minh, vì Tương Vi hay nói trước mặt bọn họ Tống Bồi Minh thích công to, sĩ diện, lắm lời v. Trong thoáng chốc đó sắc mặt Tương Vi rất không tốt. Giang Đại Nhi đúng là rất xinh đẹp. Chui vào xe, Đường Thanh đột nhiên nói một câu. Trương Khác quay vô lăng, thản nhiên nói. Thế hả? Sao mình không cảm thấy thế? Thực sự là không cảm thấy cô ấy xinh đẹp sao? Trong xe không bật đèn,
nhưng mắt Đường Thanh sáng như hai vì sao. Bây giờ bạn giỏi lắm, nói dối không chớp mắt lấy một cái. Nếu nói Giang Đại Nhi không đẹp thì đúng là trợn mắt nói dối, Trương Khắc đưa tay ra bẹo má non mịn của Đường Thanh, dịu dàng nói. Trong mắt mình, bạn mới là người đẹp nhất. Câu này quả nhiên Đường Thanh thích nghe, nghiêng đầu kẹp ngón tay Trương Khắc giữa vai và má, cảm thụ hơi ấm trên ngón tay y, chỉ là Tương Vi tới mở cửa xe rất không đúng lúc, nhìn dáng vẻ tình nhân ngọt ngào của hai người, nói. Tôi nên lên xe Phó Tuấn vậy. Phó Tuấn và Tương Vi nhà rất gần nhau, buổi sáng Phó Tuấn đón Tương Vi tới đây. Trương Khắc lưu luyến thu tay lại, nói. Sao lại ngồi xe tôi lại phải đi đường vòng đưa chị về. Tương Vi sau khi vào xe, ôm lấy Đường Thanh. Tôi phát hiện ở cùng Đường Thanh, được hưởng lây chút khí tức thanh xuân, nếu không thực sự thành bà già rồi. Trương Khắc biết cô ta có điều muốn nói, liền hỏi. Chủ nhiệm Trịnh hôm nay sao lại đi uống trà với lão Tống thế? Còn nhớ chồng Tương Vi là Trịnh Ái Quốc, vì tin đồn đại quan hệ giữa cô ta và Tống Bồi Minh, mới bắt cô ta rời khỏi cục tài chính khu Thành Nam. Mặc dù Trịnh Ái Quốc và Tống Bồi Minh cùng lớn lên ở một khoảnh sân, nhưng đáng lẽ không hay qua lại mới đúng. Tâm tư của đàn ông các anh làm sao tôi biết được, hừ, làm quan hay vậy sao? Tương Vi oán trách, tôi vẫn còn là con trai, đừng tùy tiện lôi tôi vào chứ. Trương Khắc nháy mắt với Đường Thanh. Bạn nói xem có đúng thế không? Đường Thanh nguyết y một cái. Từ lúc nào lại cưa sừng làm nghé rồi? À phải, bạn rốt cuộc có tham gia thi cuối kỳ không? Nhắc tới thi cả là Trương Khắc mệt mỏi. Để xem tâm tình mình thế nào đã, mình cũng chẳng mong dựa vào thành tích cao vào đại học. Trương Khắc không rõ hiện giờ giữa Tương Vi và Tống Bồi Minh còn qua lại không, có lẽ là có, nhưng dù sao là chuyện riêng tư của cô ta, không tiện hỏi. Từ Trấn Ích Long về nội thành tuy không xa lắm, nhưng đủ tán gấu làm rõ mọi chuyện. Trịnh Ái Quốc ít hơn Tống Bồi Minh 3 tuổi, cũng lên chính khoa muộn hơn ông ta 3 năm, từ khi cha mẹ Trịnh Ái Quốc nghỉ hưu từ cục lao động, Trịnh Ái Quốc không tiến bộ được nữa, còn Tống Bồi Minh nay đã thành bí thư khu ủy, tuy còn cách thường ủy thành phố một bước, nhưng là nhân vật quan trọng trong thành phố, rất nhiều người ra sức muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Tống Bồi Minh mời uống trà, cho dù là Trịnh Ái Quốc chủ động tới tìm ông ta, thì đại khái ông ta giúp Trịnh Ái Quốc một tay. Chồng đi lấy lòng người tình, đối với Tương Vi mà nói đúng là chuyện làm người ta thất vọng, Trương Khắc thoáng nhìn ra giận dữ và đau khổ trong mắt cô ta. Trịnh Ái Quốc đúng là thảm hại, nhưng không đáng tội nghiệp. Dạng nam nhân như thế, làm sao giữ nổi trái tim phụ nữ? Trương Khắc ít nhiều hiểu được tâm tư của Tương Vi, ở cái xã hội này, phụ nữ vẫn cứ thế yếu, bởi vì thế khiến cho nữ nhân ít nhiều tỏ ra thực dụng hơn nam nhân. Thông thường mà nói, một nam nhân có thể bao dung một phụ nữ vô dụng, thậm chí còn hy vọng nữ nhân cả mình kém cỏi một chút, nhưng nữ nhân ưu tú không chấp nhận nam nhân của mình vô dụng. Tương Vi cho dù không có tình cảm với chồng tới đâu cũng tuyệt đối không mong chồng mình đi lấy lòng người tình của mình, thế mà chuyện ấy lại cứ xảy ra. Trương Khắc không vì sinh hoạt riêng của á nhân mà ảnh hưởng tới đánh giá năng lực công tác một người, đưa Tương Vi về tới tận cửa nhà, nói. Lão Trịnh nhà chị mê làm quan. Chị cũng có thể giúp được mà. Tương Vi ngớ người, câu nói này của Tương Vi thực ra là khẳng định năng lực cá nhân của cô, cũng cho phép cô sử dụng ảnh hưởng của mình ở Cẩm Hồ và Ái Đạt dùng ở chuyện ngoài công ty, cũng là cổ vũ cô phóng tầm nhìn xa hơn trên sự nghiệp của mình. Tương Vi cười buồn. Thôi mặc kệ, anh ta chưa bao giờ có ý cúi đầu trước mặt tôi. Đường Thanh vẫy tay tạm biệt Tương Vi, đợi bóng dáng Tương Vi khuất khỏi tầm nhìn mới không nhịn được hỏi. Rốt cuộc hai người nói cái gì đấy? Sao nghe chẳng giống tán gẫu? Trương Khắc cười. Nói chuyện phụ nữ muốn thành công trọng sự nghiệp, khó khăn hơn đàn ông nhiều. Chẳng hiểu nổi. Đường Thanh lắc đầu, tỏ ra rất nghi hoặc. Chị Vãn Tình chẳng phải làm rất tốt sao? Tạ Vãn Tình đương nhiên là khác, cô xuất thân và hôn nhân dễ được người ta thừa nhận, nhưng nếu chẳng phải Từ Chí Minh gặp tai nạn qua đời, Tạ Vãn Tình cũng khó có cơ hội lên sân khấu thể hiện được năng lực mình. Chương 279 rắc rối gia tộc. Đưa Tương Vi về nhà xong, Trương Khắc lái xe đưa Đường Thanh đi xem nhà mới. Không chỉ nhà Trương Khắc, nhà Trương Chi Phi muốn chuyển nhà mà Tạ Vãn Tình cũng muốn trả biệt thự Tiểu Cẩm Hồ cho Đường Học Khiêm, dù sao đó là nơi ở chuẩn bị cho lãnh đạo thành ủy, không thể chiếm mãi được. Thời đó nhà ở thương phẩm rất ít, biệt thự cao cấp càng hiếm, dù thi thoảng có thì cũng phải đợi cơ hội mới được. Rất nhiều nhà cao cấp do xí nghiệp tự xây, chỉ phân phối trong nội bộ, không bán ra ngoài.
Muốn ở nhà tốt, căn bản không có lựa chọn, chỉ có cách đợi cơ hội, thì đương nhiên, có tiền mua đất xây vài ba cái biệt thị thì khỏi nói. Lần này cục bưu điện xây khu nhà ở cho công nhân ở phía Nam Tiểu Cẩm Hồ, đứng trên đường cái nhìn vào, đều là nhà tập thể 6 tầng, nhưng từ cổng lớn của tiểu khu đi vào, còn có một cổng lớn nữa, bên trong là mười mấy căn nhà hiện đại 2 tầng, Hoành Viễn là đơn vị xây dựng, Trương khác đề xuất muốn chuyển nhà, Trương Chi Phi trao đổi riêng với cục bưu điện. Nghe nói bên trong còn có trạm gác, chị An của khu nhà 2 tầng vô cùng tốt. Trương khác nghĩ rồi thở dài. Những mảnh đất đẹp bên Tiểu Cẩm Hồ bị ban ngành có thực quyền trong thành phố chiếm hết rồi. Tạ Vãn Tình đã chọn một căn nhà, Trương Khác bảo mẹ tới xem nhà, chọn một trong hai căn còn lại, đương nhiên nếu thích những căn nhà khác có thể điều đình riêng với cục xây dựng, có điều không cần làm chuyện khiến người ta ghét ấy. Cục bưu điện biết Trương Chi Hành, Tạ Vãn Tình muốn chuyển tới đã nhường ra ba căn nhà đẹp nhất bên hồ rồi, không thể có gì khiến người ta không hài lòng nữa. Trương Khác lái xe tới tiểu khu, thấy hai căn nhà kề nhau góc phía đông đều sáng đèn, chú ở căn nhà bên trái thỏ đầu ra, chắc là thấy xe của bọn họ. Vì quy cách và cấp bậc, nhà của cục bưu điện nhỏ hơn biệt thự thành ủy một cỡ, nhưng đẹp hơn một chút, đất rải đá xanh, Đường Thanh nhảy xuống xe, hưng phấn nói. À, sau này đi bộ là có thể qua thăm bạn rồi. Nơi này cách tập thể học viện sư phạm chỉ mười mấy phút đi bộ, đúng là rất gần. Trương Khác đưa tay vỗ nhẹ má Đường Thanh. Hay mình giữ một căn phòng cho bạn, bạn tới ở luôn càng tốt. Đường Thanh xấu hổ nói. Bạn cứ mơ đi. Trương Khác và Đường Thanh đi vào, ngoài cha mẹ và chú, thím và Trương Mân cũng ở bên trong. Sao muộn thế mới tới? Lương Cách Chân nới với giọng trách móc. Mọi người đều đợi một lúc rồi đấy. Có điều nhìn thấy Đường Thanh thẹn thùng như cô vợ nhỏ đứng bên con mình, chút oán giận tiêu tan sạch, kéo tay Đường Thanh nói. Con mắt đám trẻ các con hợp thời đại hơn, cháu xem giúp gì căn nhà này bố trí thế nào cho thích hợp, nói không chừng sau này cháu và Tiểu Khác sẽ ở đây đấy. Khụ khụ, Trương Khác ho hai tiếng. Mẹ, Thanh Thanh mới học năm thứ hai cao trung, mẹ nói chuyện này có sớm quá không? Lương Cách Chân nhìn con trai chân áp. Sớm cái gì, Thanh Thanh xinh đẹp như thế, thông minh như thế, mẹ không xác định sớm, nói không chừng bị thằng nào đó cướp mất. Theo ý kiến của Trương Khác. Để nhà thiết kế làm là được, mẹ nhất định muốn tự tay làm, có lẽ phụ nữ bố trí chỗ ăn ở của gia đình là có cảm giác thành tựu nhất. Thấy liền kéo Đường Thanh, thím tới thảo luận sôi nổi, ngay cả nhà đầu Trương Mân cũng sán vào, Trương Khác chịu thua cùng cha, chú ra sau nhà nói chuyện. Giống biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, đằng sau nhà cũng có đình viện sát hồ, tuy nhỏ hơn một chút, nhưng lại rất xinh xắn, ngoài lan can sắt còn có bậc thang gỗ đi xuống tận mép nước. Có thể dùng làm bến thuyền nhỏ, Trương Khác tính mua một con thuyền buộc ở đây. Bác cả con lần này có chút phiền phức. Trương Chi Hành nhận thuốc lá từ tay Trương Chi Phi, không để ý tới Trương Khác, dù có coi con như người trưởng thành, cũng không chủ động cho con hút thuốc. Trương Khác ngẩn người, mặc dù y luôn có thành kiến với bác cả, nhưng dù sao trong mắt người ngoài, bọn họ cùng một gia tộc. Rắc rối gì à? Trương Dịch sau khi về Đông xã cùng người ta góp cổ phần mở công ty. Tiền đầu tư bị tên tiểu tử làm ăn cùng ôm hết bỏ chạy rồi. Trương Chi Phi vừa châm thuốc cho anh, vừa nói. Tiền không nhiều hơn 60 vạn, quan trọng số tiền đó của cục thương mại, chú đuổi thằng nhãi hỗn xược Trương Dịch về Đông xã, trong lòng bọn họ cũng hận, chuyện gì cũng che giấu, không nói với bên này, giờ không bưng bít được nữa mới gọi điện thoại tới. Hơn 60 vạn đâu phải con số nhỏ, Trương Khác nhìn chú. Bị điều tra rồi à? Trương Chi Phi gật đầu. Nếu không điều tra thì đã kịp bù tiền vào, chẳng có chuyện gì rắc rồi, có điều hiện giờ vẫn kiểm soát trong nội bộ. Đại khái là nể mặt anh hai. Trương Khác bực bội, nhặt nắm đá ném xuống nước, y chẳng muốn quan tâm tới chuyện khốn kiếp này, nhưng nếu bác cả bị đổ, người ngoài nhìn nhà họ Trương ra sao? Mọi người giờ đều bất giác coi Trương Khác là trọng tâm của gia tộc rồi, hơn một năm tài sản của Trương Khác cả trong tối lẫn ngoài sáng để lên tới 100 triệu. Kỳ tích này phát sinh với bất kỳ ai đều sẽ được người xung quanh coi trọng. Chuyện này vốn Trương Chi Phi có thể trao đổi với Trương Chi Hành rồi quyết, song thấy vẫn cần hỏi ý kiến Trương Khác. Trương Khác bực tức ném hết đá xong mới nói. Chuyện này hoãn một chút, không dạy ột bài học không được, đặc biệt là Trương Dịch, con đường sau này còn dài, chú không thể đi sau chùi đít cho anh ta mãi được. Trương Chi Hành gật đầu. Hoãn một chút cũng được, bọn họ đang hận chứ gì, vậy cứ để bọn họ hận đi. Anh thấy lần này để anh cả lui về cũng được, tránh sau này làm mọi người ứng phó không kịp.
mài dũa tính tình họ chút cũng tốt. Trương Chi Phi cũng tức lắm, nếu khi người ta ôm tiền chạy báo ngay thì trong lòng ông ta còn dễ chịu một chút, đằng này Trương Chi Phi tới lúc cùng đường mới nhớ tới bên này, nhất định luôn để bụng chuyện Trương Dịch bị đuổi về Đông xã. Anh ấy kéo dài mười mấy ngày rồi, dù sao để chuyện đưa lên thành phố thì anh hai cũng mất mặt. Trương Khắc cười nhạt, cho bọn họ đau khổ mười mấy ngày cũng tốt. Chẳng biết sau khi trong nhà không còn quyền thế, tính tình Trương Dịch có thay đổi hay không? Trương Chi Phi khoát tay. Không nói chuyện bực mình này nữa, thu hoạch bên Ái Đạt sao rồi? Trương Khắc nhún vai. Vốn có thể dành cho bản thân 700 vạn tiền sinh nhật, nhưng hết chuyện này tới chuyện kia, cuối cùng vẫn là con ma nghèo. Đầu tiên là hơn 200 vạn cho Hứa Hồng Bá cải tạo tu sửa quán cờ, rồi mua 200 mẫu đất trồng hoa ở Tượng Sơn, Trương Khắc đúng là nghèo rồi. Trương Chi Phi ngạc nhiên. Ái Đạt năm nay chi tiêu lớn như thế còn lãi à? Đầu đĩa kiếm nhiều tiền như vậy sao? Trương Chi Hành cũng ngạc nhiên, thành công của Cẩm Hồ còn có thể nói liên quan rất lớn tới chính sách thành phố, còn thành công của Ái Đạt có thể thản nhiên đối diện với nghi vấn của các phương diện. Trương Khắc giải thích, hiện giờ còn được, vừa mới lưu hành, gần như không có đối thủ cạnh tranh nên lợi nhuận ột chút, giống như các ngành nghề khác thôi, 1-2 năm nữa là không còn lợi nhuận cao như vậy nữa. Có đối thủ cạnh tranh cũng là đương nhiên thôi, lợi nhuận cám dỗ mà, người Trung Quốc chẳng để tâm tới cái gì, mỗi tiền là rất chú tâm, chú nghe nói riêng Thành Nam đã có 4 năm xí nghiệp chuẩn bị lập hạng mục đầu đĩa. Trương Chi Phi nói, vâng, đợi bọn họ làm ra máy, ngày tháng thoải mái sẽ kết thúc. Trương Khắc giọng vờ như bất lực, nhưng sắc mặt hết sức bình thản. Ngành nghề có lợi nhuận cao sẽ có nhiều người theo gót, đó là hiện tượng tất nhiên trong nước. Chậc chậc. Chuyện này có nửa năm lợi nhuận cao đã sướng chết rồi, cháu còn mong hưởng cả đời à. Một năm qua Ái Đạt tổng cộng đầu tư cũng cả 100 triệu, đó toàn là tài sản từ tay trắng làm nên mà. Việc xây dựng cơ sở của Ái Đạt gần như do Hoành Viễn bao hết, dù Trương Khắc không nói, Trương Chi Phi cũng tính toán ra được. Chương 280, đối thủ tiềm tàng. Tới đêm, mưa tạnh hẳn, mặt hồ phủ sương mông lung, cảnh sắc rất đẹp. Vì chuyện của Trương Chi Vi mà tâm tình tốt đẹp giảm sút quá nửa. Trương Khắc và cha, chú ở hậu viện nói chuyện, còn mẹ, thím cùng Đường Thanh, Trương Mân đang hào hứng bàn chuyện trang trí nhà cửa, bỏ mặc ba nam nhân ở ngoài hít gió lạnh. Cảm giác hưởng thụ lãi lớn cũng không tệ. Trương Chi Phi cảm khái nói. Còn hơn một tháng nữa là năm mới rồi, cháu có an bài gì không? Sản lượng tháng này sẽ phải tăng lên một nấc thang lớn, Ái Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng còn chưa yên tâm về doanh nghiệp cung ứng phía dưới, cháu sẽ bỏ thời gian cùng Tô Tân Đông đi một chuyến. Cơ sở công nghiệp điện tử ở Hải Châu không thể coi là sâu dày, mặc dù Ái Đạt khiến rất nhiều doanh nghiệp cung ứng vào khu công nghiệp xây dựng nhà máy, nhưng hiện giờ cung ứng linh kiện vẫn dựa vào nhà máy trước kia. Ngày hôm sau Trương Khắc và Tô Tân Đông đi khảo sát nhà máy cung ứng linh kiện phía dưới. Đi cùng còn có phó trưởng phòng vật tư tên Tiêu Kim Nghĩa, là kỹ sư theo Đinh Hòe tới Hải Châu sớm nhất. Những người bỏ Vạn Yến theo Đinh Hòe và Tô Tân Đông đều có năng lực không tệ, tất nhiên thôi người không có tài, không có dũng khí sao dám bỏ công việc thoải mái vốn có ra ngoài sông pha. Phó Tuấn phải lái xe lên tỉnh thành đón Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng, nên Mã Hải Long lái xe cho bọn họ, không gọi thêm nhân viên công tác, chỉ có 4 bọn họ mặc thường phục đi khảo sát. Trương Khắc ở trên xe nói với Tiêu Kim Nghĩa. Hôm nay anh là nhân vật chính, tôi và Lão Tô chỉ đi theo xem thôi. Tiêu Kim Nghĩa toát mồ hôi lạnh, Trương Khắc tuy ít tuổi, nhưng dù sao cũng là ông chủ, hôm nay đi kiểm tra không cho hắn đánh tiếng trước, chẳng may có gì sơ suất vấn đề đều đổ lên đầu hắn. Buổi sáng đi xem 3 nhà máy, tình hình cơ bản là không tệ, buổi trưa nhận chiêu đãi của một nhà máy kim khí huyện Tân Nguyên, ăn trưa xong tới nhà máy đúc ngoại ô Tân Nguyên, ở cửa nhà máy nhìn thấy một chiếc Mitsubishi đỏ chót đi vào trước bọn họ. Trương Khắc nhớ ở Hải Châu có Triệu Ti Minh có xe giống thế này. Hiện hắn phải đang ở trại lao động giáo dưỡng, chẳng lẽ Triệu Cẩm Vinh đưa con ra nhanh như thế? Có tiền có quyền cũng là lợi thật, chẳng trách cái xã hội này ai cũng vắt óc nghĩ cách làm quan phát tài. Đám Trương Khắc đỗ xe ở cổng, qua bảo vệ liên hệ với người phụ trách nhà máy, không lâu sau một người trung niên người béo tốt mặt đỏ bừng bừng chạy ra. Ninh Văn Tường, ông chủ nhà máy đúc. Tiêu Kim Nghĩa giới thiệu xong đẩy xe đi ra. Sao giám đốc Ninh lại chạy ra đây? Nên mà, trưởng phòng Tiêu mà báo trước nửa tiếng, tôi trải thảm đỏ tới tận cổng chính. Trương Khắc và Tô Tân Đông cười, đúng là người làm ăn khéo đưa đẩy, Đinh Văn Tường vào xe, thấy bên trong đã có 2 người ngồi,
cười niềm nở. Thôi tôi chạy ở ngoài giảm béo vậy, không chen vào chèn ép khách quý nữa. Được rồi, lên xe đi, đây là tổng giám đốc Tô của chúng tôi. Tiêu Kim Nghĩa đưa tay đẩy Đinh Văn Tương vào xe. Điện tử Ái Đạt chỉ có một tổng giám đốc Tô, vẻ mặt Đinh Văn Tường tức thì trở nên phong phú, không biết biểu thị nhiệt tình thế nào mới đủ, ngồi khép mình một góc, sợ ép Tô Tân Đông ngồi giữa. Xe đi thẳng tới trước tòa nhà văn phòng của nhà máy, trừ chiếc xe màu đó còn có một chiếc Santana đỗ ở trước tòa nhà văn phòng. Trương Khác và Tô Tân Đông liếc nhìn hai cỗ xe kia, Đinh Văn Tường chán dịn mồ hôi, hai người bọn họ nhìn thấy nhưng không nói gì. Vào phòng khách xoa hoa, Đinh Văn Tường gọi một cô gái xinh đẹp tóc ngắn mang tài liệu nhà máy tới, cô gái đó là trợ thủ của Đinh Văn Tường, nhưng làm việc rất lóng ngóng, đưa tài liệu tới tay Trương Khác, bị ánh mắt Trương Khác nhìn một lúc hoảng lên đánh đổ cả chén nước trước mặt y. May Trương Khác né kịp thời nước không bắn lên quần, cô gái đó mặt đỏ dừ, vội đi lấy khăn lau khô nước trên bàn. Trương Khác và Tô Tân Đông nhìn nhau đầy thâm ý, cô gái này làm gì có năng lực làm trợ lý, Đinh Văn Tường rất tinh, nhìn ra bọn họ hiểu sai, vội giải thích. Đây là con anh tôi, vừa tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, sống ở quê, chưa thấy anh chàng đẹp trai bao giờ nên ngại. Không sợ nói chuyện xấu trong nhà chứ, vợ tôi bảo trợ lý giám đốc đại biểu cho hình tượng công ty, không được dùng các cô gái xấu. Đinh Văn Tường nói rất kín đáo, mọi người hiểu ý bật cười, nhà nào chẳng có cái khó riêng. Cô gái kia không ngốc, chỉ là chưa biết cách xử sự trầm ổn bình tĩnh, nhìn năm nam nhân trong phòng cười quái dị, xấu hổ đứng một bên, không biết phải hóa giải ra sao. Trưởng phòng Tiêu có danh thiếp của tôi rồi. Đinh Văn Tường lấy danh thiếp phát cho từng người, tới Trương Khác thì hỏi. Vị này là... Tôi là trợ lý tổng giám đốc Tô. Trương Khác đáp. Trợ lý tổng giám đốc và thư ký là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trợ lý của Tô Tân Đông thì địa vị không kém Tiêu Kim Nghĩa, còn thư ký thuần túy chỉ là nhân viên văn thư trong phòng giám đốc, đương nhiên nếu nói tới thư ký thực sự. Đám Trương Khác qua đây không phải là để xem tư liệu, đề xuất muốn xuống nhà xưởng. Đinh Văn Tường cố tìm cách lảng đi, Trương Khác cười. Hôm nay nhà máy còn tiếp đãi khách khác phải không, trong đó rất có thể là bạn cũ của tôi, tới phân xưởng tiện chào hỏi luôn. Đinh Văn Tường biết không giấu được, cười gượng. Người của tập đoàn Cẩm Thành. Dù Triệu Cẩm Vinh cũng còn chưa biết ai giở trò sau lưng mình, người ngoài càng không nhìn ra, Đinh Văn Tường nếu không có gì giấu giếm, đã chẳng né tránh như vậy, dù sao cùng là xí nghiệp lớn ở Hải Châu, gặp nhau suốt ngày. Sắc mặt Tô Tân Đông trở nên nghiêm túc, xem ra Cẩm Thành cũng muốn vào thị trường đầu đĩa. Khu Thành Nam đã có 5 xí nghiệp chuẩn bị làm đầu đĩa, nhưng thực lực không mạnh, thủ đoạn vơ tiền của nhà tiêu thụ không phải ai cũng mô phỏng Ái Đạt được. Hiện giờ Cẩm Thành đại khái là kẻ cạnh tranh tiềm tàng có thực lực nhất. Trương Khác thản nhiên vỗ vai Tô Tân Đông, ý bảo hắn đừng nhìn vấn đề quá nghiêm trọng, nói. Xuống phân xưởng xem một chút đi. Sắc mặt Đinh Văn Tường rất tệ. Ông ta biết Ái Đạt có 3-4 nhà máy cung ứng linh kiện, mặc dù nhà máy bọn họ là chủ yếu, nhưng có thể bị gạt bỏ bất kỳ lúc nào. Khi hai nhóm người gặp nhau ở phân xưởng, Triệu Ti Minh thấy Trương Khác, theo bản năng lùi lại, những nghĩ không cần phải lùi bước, liền lấy can đảm đi tới một bước. Trương Khác nhếch mép hỏi. Sao được ra khỏi trại giáo dưỡng sớm thế? Tưởng nửa năm nữa mới gặp mày cơ đấy. Cách xe như thế vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ đám Triệu Ti Minh. Chắc nhà máy Tân Nguyên chiêu đãi rất tốt. Nghe nói nhà mày định lập hạng mục đầu đĩa, thứ này phát tài nhanh hơn đi dỡ nhà của người ta đấy. Bị vào trại giáo dưỡng chắc là cú ngã đầu tiên trong đời Triệu Ti Minh, không ai dám nhắc tới trước mặt hắn, nhưng Trương Khác ngang nhiên chọc vào nỗi đau của hắn, Triệu Ti Minh tuy hận tím ruột, nhưng không dám đốt chát lại. Dưới tập đoàn Cẩm Thành cũng có nhà máy điện tử, lần này tới đây do giám đốc nhà máy đó là chủ đạo. Đưa Triệu Ti Minh theo cùng là do Triệu Cẩm Vinh muốn hắn mở mang kiến thức. Viên giám đốc nhận ra Tô Tân Đông, biết với nhà máy lúc này thì Ái Đạt quan trọng hơn xa bọn chúng, lúc này nếu bắt Đinh Văn Tường lựa chọn, có khả năng bị Đinh Văn Tường đuổi khỏi nhà máy. Thấy Triệu Ti Minh và người trẻ tuổi cạnh Tô Tân Đông tựa hồ có xung đột, vội giật áo y, nhắc nhở đừng làm hỏng chuyện. Triệu Ti Minh đương nhiên không có gan đối đầu với Trương Khác, cố làm ra vẻ để không quá khó coi thôi, bị viên giám đốc kia giật áo. Chút khí thế liền mất hết, chẳng nói chẳng rằng, cắm mặt ra ngoài, lúc này mới thấy mất mặt, bất chấp cả chút giận người của nhà máy Đúc Tháp Tùng, quát vị giám đốc kia. Giật giật cái gì, Cẩm Thành chúng ta định làm đầu đĩa đấy, chẳng lẽ phải tránh bọn chúng sao? Chương 281, làm càng to chết càng thảm.
vị phó giám đốc nhà máy đúc không còn tâm tư mời bọn họ vào văn phòng nữa, đưa bọn họ ra ngoài xe, rồi chạy trở lại phân xưởng, dáng vẻ như trời sắp sập tới nơi. Sản phẩm bọn họ cung cấp cho Ái Đạt vốn được Ái Đạt giúp đỡ khai phát, hiện giờ bọn họ lại còn định đem bán cho đối thủ cạnh tranh của Ái Đạt. Chuyện này bị phát giác rồi, ai biết Ái Đạt có nổi trận lôi đình bỏ đơn đặt hàng không, nếu thế hắn phải treo cổ mất. Sắc mặt Đinh Văn Tường cũng rất khó coi, quán đốc phân xưởng không hiểu xảy ra chuyện gì, thở mạnh cũng không dám, Tô Tân Đông sắc mặt nghiêm túc, bọn họ còn cảm thấy bình thường, Trương Khắc cười ôn hòa, bọn họ lại nhìn thấy rần rợn. Đám Trương Khắc đi quanh nhà máy một vòng, hỏi một số vấn đề, nhà máy Tân Nguyên về quản lý sản xuất không có vấn đề gì, một nhà máy huyện làm tốt như thế, xem ra phòng vật tư lúc chọn nhà cung ứng làm việc rất tốt. Rời phân xưởng, Trương Khắc bảo Tô Tân Đông. Chúng ta tới nhà máy tiếp theo chứ? Đinh Văn Tường sao yên tâm để bọn họ đi như thế, vội nói. Phân xưởng mùi vị không tốt, mời mọi người vào văn phòng nghỉ ngơi một chút, thời gian không còn sớm nữa, tôi thấy nên chuẩn bị bữa tối rồi. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vẫn còn treo cao, xem xong nhà máy tiếp theo về thành phố ăn tối vẫn kịp. Đinh Văn Tường hết sức nhiệt tình cùng phó giám đốc chia ra giữ lấy Tô Tân Đông và Tiêu Kim Nghĩa. Nhất định phải ăn tối xong mới được đi, Tân Nguyên rất hiếu khách, khách quý tới nhà không chiêu đãi bị người ta chê cười, tổng giám đốc Tô và trưởng phòng Tiêu cho chúng tôi cơ hội bày tỏ chứ. Mã Hải Long là lái xe không cần quan tâm, Trương Khắc không có ai níu kéo, Đinh Văn Tường vội đánh mắt cho cô cháu gái xinh đẹp, tiếc là cháu gái ông ta chưa học thấu thế thế nhân tình, sao dám đi lôi kéo một nam nhân không quen biết, luống cuống đứng đó, miệng chỉ biết ấp úng nói. Phải để chúng tôi chiêu đãi. Trương Khắc thích nhìn vẻ thẹn thùng của mỹ nữ ngây thơ, gò má hây hây phủ dáng hồi, khuôn mặt e lệ, chẳng phải y có ý đồ gì, chỉ là những thứ đẹp đẽ ai chả thích nhìn. Tiêu Kim Nghĩa rất khốn đốn, nhà cung ứng phía dưới lén cung cấp hàng cho đối thủ cạnh tranh, truy cứu trách nhiệm ra hắn có tội giám sát không đến nơi đến chốn. Tô Tân Đông vốn không thấy sự việc nghiêm trọng lắm, đối thủ bọn họ phải xây dựng được thương hiệu mới có thể cạnh tranh thực sự với Ái Đạt. Nhưng Cẩm Thành có sẵn thực lực thương hiệu rồi, nên mới trở nên nghiêm túc. Tô Tân Đông vốn định nói với Trương Khắc chuyện này từ trước, nếu gặp phải, đây là thời cơ tốt để thảo luận, cho nên không định ở lại nhà máy Tân Nguyên tốn thời gian. Hắn nhìn ra được tâm tình chân thực của Trương Khắc không quá xem trọng chuyện này nên cũng yên tâm, dù sao Cẩm Thành muốn cạnh tranh với Ái Đạt trong vòng 2 năm tới tuyệt đối không có cơ hội, mà thời gian kiếm tiền hạnh phúc nhất của đầu đĩa cũng chỉ có 2 năm này thôi. Rốt cuộc ở lại hay không phải xem ý Trương Khắc, Tô Tân Đông và Tiêu Kim Nghĩa quay sang nhìn y, Trương Khắc nói. Giám đốc Đinh nhiệt tình như thế, không ở lại thành ra chúng ta không biết cách ăn ở rồi. Đinh Văn Tường không ngờ người có thể quyết định cuối cùng là viên trợ lý trẻ này, đúng là nhìn nhầm người rồi. Đoàn người quay trở lại phòng khách, cô gái tóc ngắn mang trà nước tới, Trương Khắc vội đứng dậy nhận lấy trà của mình. Tôi sợ lần này cô đổ nước lên người mất. Cô gái tránh ánh mắt của y. Tay run run thiếu chút nữa làm trà trong khay sánh ra ngoài. Đinh Văn Tường vờ như không thấy Trương Khắc trêu ghẹo cháu gái mình, nói. Hôm nay Cẩm Thành chỉ tới tiếp xúc với chúng tôi thôi, bọn họ là tập đoàn có tiếng ở Hải Châu, từ chối thẳng không tiện, nên phải ứng phó một chút. Bọn họ cũng muốn làm đầu đĩa, nhưng chúng tôi tuyệt đối không bán sản phẩm cho họ. Có mối làm ăn sao không làm, chẳng lẽ Ái Đạt ký hợp đồng có điều khoản hạn chế các vị cung cấp linh kiện cho nhà máy khác sao? Trương Khắc ngạc nhiên hỏi. Đinh Văn Tường ngây ra tại trận, không rõ ý tứ của Trương Khắc, lời của y thì rất rành mạch, nhưng không phù hợp với lý lẽ thông thường, ai chẳng muốn tìm mọi cách hạn chế đối thủ cạnh tranh của mình. Đinh Văn Tường không hiểu, Tô Tân Đông cũng không hiểu. Tô Tân Đông không sợ gì những doanh nghiệp xung quanh làm đầu đĩa, nhưng nếu có thủ đoạn hạn chế bọn họ tất nhiên không từ chối, ít nhất cũng tăng cường khống chế chuỗi cung ứng linh kiện phía dưới. Đinh Văn Tường dù có mù mắt lúc này không dám cho rằng Trương Khắc chỉ là trợ lý của Tô Tân Đông nữa, ban đầu ông ta có chút xem nhẹ không hỏi tên Trương Khắc, lúc này càng không tiện hỏi. Chỉ nhận tiệc chiêu đãi của nhà máy Tân Nguyên, từ chối tiết mục giải trí tiếp theo, Trương Khắc và Tô Tân Đông quay lại thành phố, trên xe y nói tính toán của mình. Cơ sở điện tử ở Hải Châu rất mỏng, lạc hậu hơn xa tỉnh thành và các thành phố khác, nếu có cơ hội cải biết hiện trạng này, sao chúng ta lại hạn chế? Cơ sở điện tử cả Hải Châu phát triển, sẽ có lợi ích lâu dài cho Ái Đạt, người ta nói phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm, nhưng tôi thấy giết sạch kẻ địch chưa chắc đã tốt. Chúng ta có thể hạn chế doanh nghiệp xung quanh,
nhưng hạn chế được nơi khác đổ xô làm đầu đĩa sao? Tôi thấy không những hạn chế, mà còn phải thúc đẩy. Suy nghĩ của Khác thiếu gia đúng là luôn khác biệt. Tô Tân Đông thừa nhận lòng mình không rộng rãi bằng Trương Khác, suy nghĩ bị hạn chế, mặc dù không cho rằng suy nghĩ của y là chính xác, nhưng ít nhất không nguy hại lắm cho Ái Đạt. Dù sao Cẩm Thành có thực lực cạnh tranh trực tiếp với chúng ta. Hiện giờ còn chưa rõ quyết tâm của Triệu Cẩm Vinh lớn thế nào, chắc bước đầu bọn họ cũng không làm lớn. Trương Khắc hận không thể kéo Cẩm Thành tiến mạnh vào thị trường đầu đĩa, Cẩm Thành làm địa ốc, y chỉ có thể mượn sức người khác hạn chế bọn chúng, ít nhiều có cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu Cẩm Thành có gan bước vào ngành đầu đĩa, trong sản nghiệp Ái Đạt làm vua này, Triệu Cẩm Vinh làm ăn nhỏ chút thì thôi, nếu không tốt nhất đừng làm chuyện táng tận lương tâm gì, nếu không làm càng lớn Trương Khắc sẽ cho bọn chúng chết càng thảm. Trương Khắc dựa vào lưng ghế, suy nghĩ một lúc, mắt nheo lại nụ cười lờ mờ hiện trên môi. Chip giải mã của Ti ra rồi, dẫn dắt bọn chúng dùng chip giải mã Ti làm máy đi. Đám Tô Tỉnh Long được giao cho Viện Kiểm sát lập án thẩm tra, Chu Phú Minh thời gian qua rất khách khí với Đường Học Khiêm, nhưng chuyện liên quan tới nhân sự tuyệt đối không nhường, vị trí chống ra của Cục Văn Vật có một cấp chính sử, chẳng thể giữ cân bằng được, Chu Phú Minh tính chức phó cục trưởng thì để Đường Học Khiêm tiến cử. Vấn đề này Chu Phú Minh không trao đổi trước với Đường Học Khiêm, khi mở cuộc họp thường ủy mới trực tiếp đề xuất nhân tuyển cục trưởng Cục Văn Vật. Bất ngờ Đường Học Khiêm không tiến cử cục trưởng, mà đề xuất đem Cục Văn Vật và phòng quản lý Viên Lâm hợp thành Cục Viên Lâm Văn Vật, ý của ông là có tác dụng tốt trong việc bảo vệ di sản ở Đông Sa Điền, lại có thể tinh giản biên chế. TW đã 4 lần đề xuất tinh giản biên chế rồi nhưng giảm đi giảm lại, nhân viên càng phình to, cơ cấu càng cồng kềnh, nguyên nhân là biên chế cán bộ không giảm nổi, hai đơn vị có gộp lại, nhưng các vị đầu não không giảm nổi. Thường thường treo chung tấm biển nhưng hình thành hai hệ thống khác nhau, thậm chí văn phòng làm việc cũng ở địa điểm khác nhau nốt. Cục Văn Vật gây ra chuyện lớn như vậy, ba lãnh đạo đảng tổ trong cục mặc dù được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng không thể tránh khỏi kỷ luật trong đảng, đồng thời phải nhanh chóng cho bọn họ lùi xuống hoặc điều khỏi Cục Văn Vật, nên về biên chế khi sát nhập không lo ai đứng ra tranh quyền chủ đạo. Chương 282, món quà sinh nhật. Chu Phú Minh phải thừa nhận kiến nghị của Đường Học Khiêm không tệ. Ông ta chưa liên hệ với việc bảo vệ thành cổ Sa Điền vì Đường Học Khiêm chưa bao giờ nhắc tới chuyện này trên cuộc họp thường ủy. Vấn đề này Đường Học Khiêm cũng không trao đổi trước với Chu Phú Minh, trông qua có vẻ giống ý tưởng đột xuất, Chu Phú Minh lại hoài nghi Đường Học Khiêm cố ý, dù ý tưởng tốt nhưng ông ta thấy khó chịu. Cuộc hai cơ cấu so với bổ nhiệm một cục trưởng phức tạp hơn nhiều, cuộc họp không tiện đi sâu thảo luận, nếu không chuyện tiếp theo không còn thời gian nữa. Cục Văn Vật ít thứ béo bở, điều này ai cũng biết. Hơn nữa lần này thành phố yêu cầu rõ ràng mấy công ty do Cục Văn Vật lập nên phải cắt bỏ, lợi nhuận có được phải nộp lên Cục Tài chính thành phố, Cục Văn Vật thành canh rau, không còn mỡ màng gì nữa. Nhưng sát nhập hai cơ cấu làm một thì khác hẳn rồi. Chuyện sát nhập hai cơ cấu được xác định, vị trí trong Cục Viên Lâm Văn Vật trở nên vi diệu, song Trương Khác chẳng có tinh lực đi quan sát chi tiết trong đó, thế nào cũng có người đứng ra phát biểu ý kiến thay cho Đường Học Khiêm, rồi cuối cùng là hình thành kết quả để cân bằng các bên. Nguyên trưởng ban quản lý Viên Lâm Chu Kiện tiến cử làm cục trưởng, Hoàng Trụ Toàn điều tới Cục Viên Lâm Văn Vật làm phó cục trưởng, chủ quản tất cả nghiệp vụ Cục Văn Vật. Hoàng Trụ Toàn đi tố cáo làm Vạn Dũng bị điều đi, bất kể nói thế nào, Hoàng Trụ Toàn phá hỏng cân bằng lợi ích của hệ thống kiến thiết thành phố, vì quy tắc ngầm trong quan trường này, ông ta bị bài xích trong hệ thống đó. Thường mà nói, ủy ban lớn hơn cục, từ vị trí phó chủ nhiệm ủy ban chuyển sang phó cục trưởng có mùi vị bị giáng chức. Huống chi Hoàng Trụ Toàn vốn phân quản một mảng béo bở, tới Cục Viên Lâm Văn Vật nơi ít béo bở nhất, đương nhiên không ai phản đối mà người ta cũng không liên tưởng quá nhiều. Ban quản lý Viên Lâm và Cục Văn Vật vốn thuộc hai phó thị trưởng phân quản khác nhau, sau khi sát nhập, Đường Học Khiêm trực tiếp đề nghị do Tống Bồi Minh phân quản, không để trợ lý thị trưởng thành chức danh rỗng. Tống Bồi Minh sau khi lên làm bí thư khu ủy, kinh tế khu Thành Nam phát triển cực nhanh, năm 94 tổng giá trị công nghiệp trong khu mới đạt 1,2 tỷ. Tới năm 95 đã tăng lên 3,3. Từ khu xếp bét, đã vượt qua khu Tân Đông, khu Bắc Quan chỉ kém hơn khu Tây Thành, chính vì biểu hiện của khu Thành Nam kéo kinh tế Hải Châu lên ngang bằng mức độ bình quân toàn tỉnh. Vào thời đại chính trị kiến thiết kinh tế làm trung tâm, dù Chu Phú Minh cảm thấy không vừa lòng vì Tống Bồi Minh là người của mình cũng không thể từ chối cấp thêm quyền cho ông ta. Tống Bồi Minh phân quản Cục Viên Lâm Văn Vật, công tác bảo hộ di sản văn hóa do Hoàng Trụ Toàn chủ quản. Đông Sa Điền thuộc khu Thành Nam,
chắn đứng vấn đề có cá nhân hoặc đơn vị nào đột nhiên ra tay với quần thể kiến trúc Đông Sa Điền. Đôi khi chuyện ở công ty kết thúc sớm, thường Trương Khác không về thẳng nhà, tới nhà mới xem qua, gần đây mẹ y 7-8 phần là ở đó, dù nhà mới không có ai cũng có thể sang nhà Tạ Vãn Tình sát ngay đó chơi. Tạ Vãn Tình sau Tết Dương Lịch chuyển sang nhà mới, Lương Cách Chân định chuyển tới trước Tết, Trương Chi Phi thì không vội, nhà ông khá rộng rồi lại gần trường học của Trương Mân. Tối ngày 7 tháng 2, trời đổ tuyết lất phất, vài ngày nữa Hứa Tư sẽ về rồi, nên y luôn kiên trì tự lái xe, tránh sau khi Hứa Tư về đuổi đám Phó Tuấn đi sẽ có hiểm nghi bịt tai trộm chuông. Băng đĩa quay nhẹ nhẹ, tiếng ca mang theo thương cảm của Tề Tần truyền ra, có vẻ đẹp thê lương của người cô độc đi trên thảo nguyên hoang vắng, làm người ta buồn vô cớ, nhưng lại trầm tĩnh chân thực, thích hợp một mình nghe trong đêm chuyết. Trương Khác từ năm 93 đã thích nghe giọng ca của Tề Tần, âm thanh cô độc tịch mình đó đã làm bạn với y 15 năm, Trương Khác sở dĩ muốn giúp Giang Đại Nhi làm tròn mộng ước cũng là vì nghe ra cảm giác cô độc tịch mịch trong giọng ca của cô, không ngờ dưới dung nhan tuyệt thế và cơ thể hoàn mỹ ấy lại trói buộc một linh hồn cô tịch thanh vắng như vậy. Năm 95, Tề Tần và Vương Tổ Hiền là hình mẫu cho tình nhân trên thế gian, mùa đông 97 với Trương Khác mà nói là mùa đông tuyệt vọng, khi đó Đường Thanh ra nước ngoài được nửa năm, Trần Ninh còn chưa xuất hiện, chinh phục vài cô gái đều không có cảm giác gì, ngược lại tâm tư càng thêm bấn loạn. Trương Khác kéo Đỗ Phi đi nghe Tề Tần hát, y ngồi hàng trên, người bên cạnh ra sức hô pháo hoa, khi tất cả cùng hô vang, Vương Tổ Hiền, Trương Khác nhìn thấy giọt nước mắt rõ ràng trong mắt của Tề Tần. Còn nhớ tới năm 2004, cũng là phải 8 năm sau, được xem TV cuộc phỏng vân riêng với Tề Tần, lúc đó cô đã cởi mở nói về chuyện chia tay với Vương Tổ Hiền, Trương Khác còn nhớ xem cuộc phỏng vấn đổ, không ngờ chấn động không nói lên lời, cảm giác thời gian thoi đưa, chớp mắt đã già. Lái xe xuyên qua khu tập thể cục bưu điện, rẽ qua trạm gác, đây mới thực sự tiến vào khu nhà mới, nhìn nhà có ánh đèn, Trương Khác lặng lẽ dừng xe lại, yên tĩnh ngồi trong xe nghe nhạc chốc lát. Mang thân thể thiếu niên, nhưng chẳng có trái tim thiếu niên, Trương Khác thường hoài niệm chuyện chưa bao giờ xảy ra, mà chắc sẽ không bao giờ xảy ra, y có cuộc sống mới, mặc dù nhiều gập ghềnh, nhưng không phải không có điều đáng hoài niệm. Rất lâu sau Trương Khác mới chú ý thấy trước nhà Tạ Vãn Tình đỗ một chiếc xe mới tinh, thân xe màu xám bạc, phong cách thể thao, đường nét hai bên cực kỳ góc cạnh, Trương Khác tức thì nhất ra đó là Volvo trong nước mới sản xuất. Thời gian qua Trương Khác rất quan tâm tới xe hơi cũng không biết Volvo đã cho ra chiếc S40, một chiếc xe như thế đỗ trước nhà Tạ Vãn Tình, điều đầu tiên Trương Khác nghĩ tới là tên khốn Tạ Kiếm Nam lại tới rồi. Có điều nhìn qua cửa sổ nhà mình, thấy Tạ Vãn Tình và mẹ đang ngồi nói chuyện, họ chưa chú ý xe của Trương Khác đã đỗ trước nhà, y nghĩ, chị Vãn Tình nhất định bị mẹ kéo sang thảo luận trang trí nhà đây mà. Mấy ngày qua nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, nhà trẻ cho nghỉ sớm. Chị Đồng đã quay về tỉnh thành với ông bà nội rồi. Chỗ ở của Tạ Vãn Tình trừ giúp việc không giống có khác, Trương Khác không khỏi lấy làm lạ, tắt đĩa đi, đẩy cửa xuống xe, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, đột nhiên đi ra ngoài, đầu Trương Khác thiếu chút nữa rụt vào cổ. Trương Khác đi tới trước cửa ấn chuông, Lương Cách Chân thò đầu ra nhìn, thấy Trương Khác, vừa đi ra mở cửa, vừa hỏi. Con không có chìa khóa à? Còn chưa chính thức vào ở. Lúc nào cũng mang chìa khóa trên người làm gì ạ? Nhà y trang bị nội thất chưa đầy đủ, nhưng máy điều hòa đã lắp trước, trong phòng rất ấm, Tạ Vãn Tình cởi áo khoác, chỉ mặc áo nhung xanh ngọc, trông trẻ trung hơn nhiều, Trương Khác cười với cô, hỏi. Chiếc Volvo đỗ trước nhà chị là của ai thế? Tặng em đấy. Tạ Vãn Tình cười duyên chỉ Trương Khác. Tặng em. Trương Khác chỉ vào mũi mình, hơi nghi hoặc. Hôm nay chẳng phải em đã có thể sở hữu xe của riêng mình sao? Tạ Vãn Tình cười, khuôn mặt rạng ngời êm dịu như vầng trăng. Trương Khác quay sang hỏi mẹ. Hôm nay ngày bao nhiêu ạ? Chiếc xe ngoài kia là tặng Tiểu Khác sao, như vậy có chiều nó quá không? Lương Cách Chân hơi ngạc nhiên. May nhờ Vãn Tình còn nhớ sinh nhật của Tiểu Khác, chúng tôi đều quen làm mì trường thọ cho nó vào tháng riêng rồi. Tết năm 96 tới rất muộn. Sinh nhật Trương Khác lịch dương là 7/2 mà chưa tới Tết, Trương Khác quen sinh sinh tổ chức vào ngày âm, căn bản không ý thức được từ hôm nay mình thực sự có thể sở hữu một cỗ xe. Trương Khác mồm há hốc ra, y định sắp tới tự mua xe ình, không ngờ Tạ Vãn Tình chuẩn bị ình rồi, không ngờ Tạ Vãn Tình sớm chuẩn bị ình rồi, ngạc nhiên hỏi. Sao chị biết em thích xe này? Chương 283, bóng đêm mê người. Mấy hôm trước chẳng phải em xem tạp chí của Volvo sao?
Vừa vặn Volvo đưa ra xe thể thao 4 cánh đầu tiên, chị liền nhờ bạn học ở châu Âu đặt một chiếc. Trương Khắc vỗ đầu, cười. Cảm ơn chị vãn tình, có điều nếu biết chị sẽ tặng xe cho em thì em đã xem tạp chí của Lamborghini rồi. Lamborghini? Lương Cách Chân nhẩm lại một lần. Đó là xe gì? Tạ Vãn Tình cười nhìn Trương Khắc, trong ánh mắt thoáng qua một thứ tình cảm không thể thể hiện trước mặt Lương Cách Chân, giọng nhỏ nhẹ. Em sẽ không thích loại xe đó. Với tính cách của Trương Khắc đúng là không thể lái chiếc Lamborghini tạo hình cực phong cách ra ngoài, cũng không thể thể hiện tốc độ lên tới 300 km/h của nó trên đường cao tốc. Gặp hai tai nạn xe cộ rồi, với Trương Khắc mà nói, tính năng an toàn là quan trọng nhất, chỉ có điều Volvo trước chiếc S40 có rất ít xe bắt mắt, Trương Khắc ném chìa khóa xe y lái tới ẹ, nói. Mẹ vừa lấy bằng lái phải không? Lát nữa mẹ tự lái xe về, con và chị Vãn Tình đi thử xe mới. Nói không chừng sẽ cùng chị Vãn Tình uống rượu mừng sinh nhật bên ngoài. Muộn thế này rồi còn thử xe uống rượu cái gờ. Lương Cách Chân chưa nói xong Trương Khắc đã kéo tay Tạ Vãn Tình ra ngoài, chỉ biết lắc đầu, lại không dám một mình lái xe về, gọi điện cho chồng tới đón. Kỳ thực nhà mới đã bố trí tạm tạm rồi, buổi tối có thể ở lại, nhưng phải chọn ngày mới có thể chính thức vào ở. Tạ Vãn Tình giúp Trương Khắc cắm chìa khóa vào ổ, Trương Khắc vặn chìa, nghe tiếng xe khởi động khe khẽ. Ngửi mùi da thuộc mới, xoay vô lăng lái xe khỏi Tân Cẩm Viên. Đêm đông giá rét, dù còn chưa khuya lắm nhưng trên đường đã không còn người đi, chỉ có tiếng động cơ xe êm êm, Trương Khắc cháy xe lên đường Thành Sơn tăng tốc lên, S40 không nổi bật ở tốc độ, nhưng cũng lên tới được 200 km/h, rất hợp ý Trương Khắc. Cảm ơn chị Vãn Tình. Trương Khắc dừng xe bên lề đường, đỗ dưới một cột đèn đường đã hỏng, ánh đèn từ xa chiếu tới rất mờ, Trương Khắc hỏi. Có cần em cho chị mượn vai một lúc không? Tạ Vãn Tình hé môi cười ôn nhu không nói, nhích người về phía Trương Khắc, dựa lên vai y. Trương Khắc mở cửa trên nóc xe ra, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống, hai người ngả người nằm song song, có thể ngắm ánh trăng trong mắt bên người, hai cơ thể dựa vào nhau, không cảm thấy lạnh. Đã quen với ánh sáng yếu, Trương Khắc quay sang nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tạ Vãn Tình, cô mặc chiếc áo xanh ngọc trẻ trung hơn rất nhiều, trong tươi trẻ chứa quyến rũ thành thục. Như quả đào chín mọng, chỉ nhìn đủ giải cơn khát. Cảm giác được Trương Khắc nhìn mình, Tạ Vãn Tình cũng quay đầu sang, đôi mắt sáng chứa tình cảm êm dịu, không hề có tình dục bừng bừng thiêu đốt, trong đáy lòng chứa đầy cảm giác ôn nhu khó nói thành lời, giống như chút sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Tạ Vãn Tình rất thích cảm giác này, cô không phải lo ngọn lửa tình dục bừng cháy không áp chế nổi sẽ thiêu đốt tất cả những gì cô đang có. Trương Khắc đưa tay ra, lót dưới cổ Tạ Vãn Tình. Để cô gối đầu lên tay, ngửi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ trên tóc cô, không hỏi ý loạn tình mê, quay mặt cô sang, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng. Ba mẹ em chẳng quan tâm tới sinh nhật em chưa bao giờ nhận được một món quà sinh nhật đúng nghĩa. Vậy mỗi năm chị sẽ tặng cho em một món quà sinh nhật. Tạ Vãn Tình ngửi mùi nam nhân nồng nồng của Trương Khắc, hơi thở hơi loạn, đặt tay lên ngực y, cảm thụ tim y đang đập mạnh mẽ, nói. Người khác đều nhớ sinh nhật lịch âm của em, vậy chị chuyên môn nhớ lịch dương nhé. Thời tiết thật kỳ quái, chập tối trời lất phất tuyết, sau 10 giờ tối, tuyết ngừng lại, ánh trăng trong mắt chiếu xuống như đêm rằm. Trương Khắc nhìn ngắm Tạ Vãn Tình, nhìn cánh mỏng kiều diễm ướt át, càng nhìn càng mỹ lệ, không khỏi trong lòng ngứa ngáy, muốn làm chuyện gì đó với cô, luồn tay vào trong áo khoác Tạ Vãn Tình, ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, cơ thể thành thục của Tạ Vãn Tình nhờ chăm tập luyện vẫn giữ trạng thái cực kỳ hoàn mỹ. Đầy đặn đầy nhục cảm, da non mịn, nhưng thiếu nữ trang thể vì được. Trương Khắc khẽ khẽ cù cô, Tạ Vãn Tình chẳng cảm thấy ngứa, mà là cảm giác khác lặng lẽ bùng lên, cô chưa bao giờ thấy cơ thể mình lại mẫn cảm như thế, không kìm được quay sang vùi mặt vào dưới cổ y, cảm thụ bàn tay y vuốt ve cơ thể mình, cảm thụ ngực mình vẫn thật tròn căng, cảm thụ eo mình vẫn thật thon gọn, da mình vẫn còn mịn màng, đặt tay y cách y phục đặt lên ngực mình. Đã nói làm hồng nhan chi kỷ. Không cho bàn tay y mò xuống dưới. Di động chớp sáng, Trương Khắc nhìn màn hình, là số Hong Kong, thẻ lưới nói với Tạ Vãn Tình. Điện thoại của Hứa Tư. Rút cánh tay bị Tạ Vãn Tình nằm tới phát tê, ấn núi nghe. Ừ, Hải Châu có tuyết, nhưng ngừng rồi, trăng đẹp lắm, chị đã chuẩn bị xong chưa? Máy bay ngày mai mấy giờ? Được em sẽ tới tỉnh thành đón chị Vãn Tình mua cho em một chiếc xe mới. À. Chị cũng đặc biệt lên phố chọn quà cho em, tốt quá, em vừa khóc lóc kể lể với chị Vãn Tình chẳng ai quan tâm tới sinh nhật. Chị cũng chuyên môn nhớ sinh nhật dương lịch của em à.
Trương Khắc vỗ tán, một chữ cũng làm lộ Tạ Vãn Tình, quay sang nhìn Tạ Vãn Tình, cô giống đứa bé, người cuộn lại, chắp hai tay đặt dưới má làm gối, Trương Khắc đưa điện thoại cho cô. Tạ Vãn Tình lắc đầu, cô không có dũng khí nói chuyện với Hứa Tư vào lúc này, cho dù ở bên cạnh Tạ Vãn Tình, y vẫn nhớ Hứa Tư ra giết, hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, tới khi tay cứng đờ vì lạnh mới chịu cúp điện thoại. Hứa Tư cũng nhớ sinh nhật dương lịch của em à? Tạ Vãn Tình nhỏ giọng nói. Vậy chị không tranh với cô ấy nữa, sau này em mừng sinh nhật với Hứa Tư ấy. Đúng thế, có điều chị ấy nói về rồi sẽ cùng chị tổ chức sinh nhật bù cho em. Trương Khắc nắm tay Tạ Vãn Tình. Thường ngày chẳng ai chú ý, đột nhiên thành nhất vật trung tâm làm em không quen. Đồ danh ma, chẳng biết sau này còn bao nhiêu thiếu nữ giúp em tổ chức sinh nhật. Tạ Vãn Tình nghĩ, có lẽ Hứa Tư đoán ra được quan hệ giữa cô và Trương Khắc, như cô nhìn ra quan hệ giữa Hứa Tư và Trương Khắc vậy, đó là điều khó tránh khỏi. Hơn một năm qua, cô rất thân với Hứa Tư, chắc tâm tư của mình cũng lọt vào mắt Hứa Tư rồi, chẳng biết Hứa Tư nghĩ gì, Tạ Vãn Tình thấy má hổi. Bùi Mùi nói. Nếu quá nhiều người chị không tham gia đâu. Trương Khắc gãi đầu, nhớ sinh nhật đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, lúc đó còn ở tỉnh thành chưa về Hải Châu làm việc, Đỗ Phi kiến nghị y mời hết bạn gái từ khi lên đại học tới, Trương Khắc tưởng tượng khung cảnh quá tráng liệt nên thôi. Quay về năm 94, định một lòng sống thành thực, ai ngờ vẫn gây ra lắm khoản nợ tình như thế. Tạ Vãn Tình cho tay vào áo khoác Trương Khắc sưởi ấm, thì thầm nói. Em đó. Quá hấp dẫn, chỉ cần các cô gái lớn gan một chút sẽ không kìm được muốn quyến rũ em. Nghe Tạ Vãn Tình nói thế, Trương Khắc nhớ tới Tôn Tĩnh Mông, cô gái đáo để đó y không dám chủ động trêu ghẹo vào, Phong Lưu cũng đành, nợ Phong Lưu thì rất đau đầu. Trước đó Trương Khắc nói muốn tìm nhà đầu tư Hồng Kông phá liên doanh của Samsung và Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân bảo y có thể tìm Tôn Tĩnh Mông trao đổi. Trương Khắc tất nhiên không tìm Tôn Tĩnh Mông, nhưng chú ý nghe ngóng bối cảnh của cô ta. Nhà họ Tôn và tập đoàn Gia Tín Hồng Kông có quan hệ rất mật thiết, Tôn Thượng Nghĩa cha của chị em Tôn Tĩnh Mông là phó tổng giám đốc của tập đoàn Gia Tín, nhưng thực sự có quan hệ là mẹ của Tôn Tĩnh Mông là con gái Cát Cảnh Thành chủ tịch tập đoàn Gia Tín. Tập đoàn Gia Tín khống chế City Thực nghiệp Gia Tín là xí nghiệp chế tạo điện tử gia dụng lớn nhất Hồng Kông, nhưng mấy năm qua, xí nghiệp điện tử trong nước quật khởi, điện tử Nhật Hàn cực kỳ hưng thịnh, thị trường Hồng Kông qua chật hẹp. Thực nghiệp Gia Tín so với công ty mẹ tập đoàn Gia Tín đúng là khác nhau như trời với đất. Thật không ngờ Tôn Tĩnh Hương có xuất thân tốt như vậy lại cam tâm âm thầm đứng sau lưng Diệp Kiến Bân, hành vi của nữ nhân không thể dùng lý trí mà phân tích được. Chương 284, vẫn chưa được. Nghĩ gì thế? Tạ Vãn Tình chống người lên, mái tóc đen nhánh mượt mà trút xuống như thác, che đi gò má, chỉ lộ ra đôi mắt, càng tăng thêm phần dịu dàng. Trương Khắc đưa tay ra ôm lấy eo cô. Để Tạ Vãn Tình nằm áp lên ngực mình, cảm khái nói. Em nghĩ, chỉ có thể cố gắng kháng cự lại dụ hoặc thôi, có lẽ nam nhân là thứ giả dối, nhưng khi ở bên cạnh Hứa Tư, em chưa từng thấy tình cảm của mình với chị ấy có chút giả dối nào, cho dù vừa rồi nói chuyện điện thoại cũng vậy, nhưng hiện giờ em cũng thấy chị Vãn Tình thật mê người, thời gian trôi đi thật nhanh, sắp một năm rưỡi rồi. Từ mùa hè năm 94 tới giờ, chẳng phải một năm rưỡi sao? Tạ Vãn Tình còn nhớ chàng thiếu niên gầy còm trong cửa hàng tạp hóa, vậy mà giờ thành nam nhân khiến người ta mê đắm rồi. Trương Khắc còn nhớ Tạ Vãn Tình đi vào cửa hàng ngược ánh sáng, xuyên qua lớp váy mỏng gần như nhìn thấy được cặp đùi thon dài của cô. Con người là thế, dù chuyện cũ có bi thương thế nào, cùng tháng năm trôi đi cũng có thể đối diện được. Tạ Vãn Tình khác với Đường Thanh, cô cũng chẳng phải cô bé 17 tuổi mới rơi vào lưới tình, cô chưa bao giờ hy vọng độc chiếm tình cảm của Trương Khắc. Hiện giờ nằm trong lòng Trương Khắc, cô cảm thấy mình ăn cướp của Đường Thanh. Những lời vừa rồi của Trương Khắc, nếu là cô gái khác nghe được, nói không chừng tát cho y một cái, nhưng Tạ Vãn Tình nghe cảm thấy hết sức xúc động, mắt ánh lên niềm vui, cảm giác được tay Trương Khắc đặt lên mông của mình bóp nhẹ. Bất kể trời lạnh thế nào, nữ nhân đều không muốn mặc quá nhiều, Trương Khắc xoa mông cô, cảm giác được nếp quần lót phía dưới. Chị mặc thế này không thấy lạnh à? Tạ Vãn Tình có chút xấu hổ nói. Mặc quá nhiều chân trông rất thô. Trước kia cô không để ý mấy tới chi tiết như vậy, hiện giờ dù mặc quần jean cũng không mặc thứ quá kính cổng cao tường, cô luôn nhắc mình phải ăn mặc đoan trang chừng mực, xong lại cố gắng trang điểm hình nhìn gợi cảm một chút. Tay Trương Khắc tay đặt lên eo mềm của Tạ Vãn Tình, cô mặc áo thun, mép áo không cho vào trong quần, áp sát tay vào eo trượt xuống, dễ dàng chui qua quần jean trễ dưới hông, hai tay trực tiếp bóp cặp mông đầy đàn hồn của cô.
không được ức hiếp chị ở đây. Tạ Vãn Tình vòng hai tay ra sau lưng, cách quần giữa tay Trương Khác, không nó tiếp tục trượt xuống, nhưng không ngờ cô cong người lên, làm hai bờ mông kẹp kẹp lấy ngón tay y, nhất là phần dưới bụng hai người dán sát vào nhau, chỗ mẫn cảm cọ sát, ngứa ngáy vô cùng, tay Trương Khác chẳng chịu ngoan ngoãn, Tạ Vãn Tình đành bỏ mặc. Cảm giác Trương Khác tay Trương Khác trong quần rất tức bụng, cô cởi cúc quần ra, cho tay y thuận tiện tiến vào, đầu dựa vào vai Trương Khác, mắt nhắm lại nằm im không nhúc nhích. Người Tạ Vãn Tình hơi trượt xuống dưới, Trương Khác nâng mông cô nâng lên, Tạ Vãn Tình tự giác trườn mình lên, tay ôm lấy đầu Trương Khác, ngón tay Trương Khác rất linh hoạt luồn sâu vào giữa đùi cô xoa nắn, nhưng cách chỗ mẫn cảm nhất một chút xíu. Cảm giác như có dòng điện truyền khắp toàn thân, khoái cảm đánh mạnh vào cảm quan, chân tay Tạ Vãn Tình mềm nhũn, đầu óc mơ màng, nhưng tay Trương Khác vẫn cứ cách chỗ đó một tẹo, còn chỗ dục vọng bành trướng của nam nhân đang chọc vào vùng bụng bằng phẳng của mình. Tạ Vãn Tình vừa hoảng hốt vừa khao khát, bất giác vặn vẹo cơ thể, lắc lư cặp mông, muốn được ngón ta kia chạm vào chỗ mẫn cảm có thể khiến người ta ngây ngất tới choáng váng đó. Thế nhưng ngón tay kia vẫn cứ mơn trón ngoài rìa, Tạ Vãn Tình mở đôi mắt mê ly như sắp ra nước, nhìn ánh mắt hàm chứa nụ cười của Trương Khác, bỗng dưng thẹn thùng vô hạn, hai tay ôm chặt lấy cổ Trương Khác, không cho y nhìn mình trêu ghẹo, tình dục như ngọn lửa bừng bừng cháy, người khô nóng bứt rút vô cùng, cô há miệng ra cắn lấy tai Trương Khác. Lưỡi liếm tai y, ngón tay Trương Khác vẫn cứ ở ngoài vùng mẫn cảm kia khiêu khích mình, từng trận cảm giác ngứa ngày khó chịu khiến ngứa ngáy làm cho cô không thể chịu đựng được. Dục hỏa thiêu thân làm một chút rụt rè còn sót lại của cô bị đốt cháy sạch sẽ, tình dục nguyên thủy bị đè nén bao lâu hoàn toàn bị khơi bùng lên, miệng thở hổn hển liên tục, cắn mạnh tai Trương Khác. Chị chết mất. Trương Khác bị đau không dám trêu ghẹo Tạ Vãn Tình nữa, ngón tay chọc vào chỗ ướt át đó, cảm thấy cơ thể mềm mại trong người cứng đờ. Hai tay siết chặt lấy đầu y, bầu ngực đầy đặn áp vào mặt làm y ngạt thở, Tạ Vãn Tình dướn người, để ngón tay kia chọc sâu hơn vào hố sâu khao khát, dục hỏa trong cơ thể chèn ép bấy lâu cuối cùng đã bùng phát, cùng với tiếng rên siết liên tục, từng dòng nước siết từ trong hang động tràn ra dữ dội, sau một hồi run rẩy kịch liệt, cơ thể nóng bỏng gần như mềm nhũn xuống, da thịt ửng hồng đã lấm tấm mồ hôi trong suốt. Nhưng ngón tay Trương Khác vẫn nghịch ngợm nơi đó, cơ thể Tạ Vãn Tình chịu không nổi run lên. Vội lấy cả hai tay giữ chặt tay Trương Khác, không dám để y tiếp tục khiêu khích chỗ mẫn cảm nhất đó nữa. Đừng, đủ rồi. Cơ thể Tạ Vãn Tình dần dần trượt xuống, dựa đầu vào lòng ngực Trương Khác, mình thật vô dụng, chỉ có thế thôi đã đạt tới cao trào rồi, cứ như một dâm phụ khát tình vậy, cô không dám nhìn Trương Khác thêm lần nào nữa. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn không biết từ lúc nào bị mây đen che phủ, bóng đêm phủ xuống cách đỉnh đầu không xa nữa, ánh đèn xa xa trông cô tịch vô cùng. Trương Khác dựa vào cánh cửa xe, để Tạ Vãn Tình dựa vào lòng mình, như thế thuận tiện cả hai nhìn cùng về một hướng. Tai trái có hơi đau, Trương Khác xoa xoa nói. Tai sắp bị chị cắn nát rồi. Tạ Vãn Tình quay đầu qua, trên tai Trương Khác lưu lại dấu răng, ghé môi tới khe khẽ thổi vào đó, lấy ngón tay vuốt nhẹ, giúp Trương Khác dựng cổ áo lên. Ngày mai sẽ mất thôi, cẩn thận tối nay bị người khác nhìn thấy. Mặc dù xe bật điều hòa, nhưng nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, làm người ta không khỏi dùng mình nghĩ, hôm nay lạnh thật. Hai người nép mình bên nhau hưởng thụ chốc lát rồi lái xe về, vừa vào Tân Cẩm Viên, cùng xe của cha mẹ sượt qua, Trương Khác cười. Mẹ em nhát chưa kìa, không dám tự lái xe, gọi ba em đến đón. Trương Khác đưa Tạ Vãn Tình tới tận trước cửa nhà, lúc cô xuống xe còn nằm lấy tay cô bóp nhẹ nhìn cô tươi cười dịu dàng, trong lòng cảm thấy hết sức an tâm. Trương Khác đuổi theo xe cha mẹ, đã qua 10 giờ, trời lại lạnh như thế, trên đường gần như không còn bóng người nữa, huống hồ tuyến đường bọn họ chọn vốn có hơi hẻo lánh, nhưng chỗ đèn đỏ hai bên đường lại rất tấp nập. Xe đi rất chậm, Trương Khác mở cửa xe ra nói với cha. Ngày mai con phải đi tỉnh thành một chuyến. Không may Lương Cách Chân còn nhớ chuyện thi cuối kỳ. Ngày kia thi rồi, con không ở nhà xem sách vở một chút à? Trương Khác chớp mắt. Tính sau ạ. Ngày hôm sau Trương Khác ở nhà tới 10 giờ mới ra ngoài, trước khi đi còn ăn qua loa mấy thứ, như thế ở trên đường không cần phiền phức dừng lại ăn cơm trưa nữa. Đẩy cửa ra mới thấy trời âm u vô cùng, còn có tuyết rơi, xem tình hình trận tuyết này không nhỏ, Trương Khác chỉ hy vọng y tới tỉnh thành rồi trận tuyết lớn này hãy đổ xuống, như thế y có thể ở lại tỉnh thành với Hứa Tư một ngày. Trương Khác gọi điện thoại báo cho Tạ Vãn Tình, rồi lái chiếc Volvo S40 mới tinh lên đường, y không dám đi quá nhanh. Giữ ở tốc độ 90 km/h, một chiếc BMW đỏ rực phóng sượt qua bên cạnh, mang theo tiếng gió vù một cái, vừa
vượt qua rồi còn bấm còi thị uy. Trương Khác chỉ cười chẳng để tâm, chiếc VS40 mặc dù còn xa mới tính là xe thể thao đỉnh cấp, nhưng chạy trên đường cao tốc với tốc độ con rùa vẫn khiến người ta chú ý, nhất là khi đó xe tốt trong nước còn chưa nhiều, chắc trách chiếc BMW đỏ kia bấm còi gây sự. Chiếc BMW màu đỏ sống động kia bất ngờ giảm tốc độ lại, đi song song với xe của Trương Khác. Chương 285, gặp Tạ Tử Gia. Trương Khác quay đầu sang, thấy lái xe là cô gái đeo kính râm, dù chiếc kính lớn che đi nửa khuôn mặt, nhưng từ chiếc mũi thẳng, cánh môi cong cong, làn da trắng trẻo, hẳn là cô gái dung mạo không tệ, bên cạnh cô ta còn có một cô gái khác, nửa mặt bị cô gái kính râm kia che khuất. Bên ngoài trời âm u như thế có cần đeo kính râm lái xe không? Trương Khác khẽ nhếch môi. Hai cô gái cũng nhìn sang, không ngờ là một thanh niên điển trai, trên người còn có chút phong thái nho nhã con cháu thế gia, lại lái xe kiểu rùa bò, cô gái bĩu môi. Xí, em còn cho rằng là một ông bác trung niên cơ, lái xe như rùa bò, chẳng lẽ y không biết đường cao tốc có giới hạn tốc độ sao? Ấy, cô gái nhìn đồng hồ tốc độ của mình. Y có bệnh rồi, lái xe thể thao còn giữ tốc độ ở mức 90 km/h này. Quay đầu nhìn, gặp đúng lúc Trương Khác mỉm cười kiểu chào hỏi người qua đường, cô gái đó không thể không thừa nhận nụ cười của y khá là làm hấp dẫn, đủ cho tim các cô gái loạn nhịp, nhưng khinh bị y chà đạp chiếc VS40. Mua xe Volvo đi trên đường cao tốc còn đi như rùa bò, người này quá nửa là đồ nhát chết. Cô gái kính râm cười nói. Tử Gia, đừng vì em không đạt được nhóm VS40 đầu tiên mà đi nói xấu những người lái nó, còn 6 tháng nữa em mới được chính thức có xe của mình. Em vội lấy xe nhóm đầu tiên làm gì? Em còn muốn chiếc xe thể thao Maserati cơ, nhưng ba em không chịu tài trợ, chỉ đủ mua Volvo, vậy mà không mua được đợt xe VS40 đầu tiên, chị nói có tức không? Nhìn thấy cái tên này chà đạp nó như vậy, chị nói có tức không? Cô gái hậm hực nói. Cô gái kính râm khẽ bật cười. Mặc dù chỉ nhìn từ bên cạnh, nụ cười của cô gái kính râm rất quyến rũ, cô gái ngồi bên hết sức thanh tú. Mặc dù không tính là cực đẹp, nhưng cũng có thể xếp vào hàng mỹ nhân, có điều Trương Khác lòng nhớ tới Hứa Tư, chỉ liếc qua cô gái kính râm một cái, không đặc biệt chú ý nụ cười mê hoặc của cô. Trần Tĩnh, y lại dám ngó lơ nụ cười của chị, y có phải là nam nhân không? Chắc là kính râm ảnh hưởng tới việc phát huy sức hút của chị. Cô gái đưa tay lấy kính trên mặt cô gái kính râm xuống, lộ ra dung mạo tuyệt thế thanh lệ vô ngần. Trần Tĩnh, đánh mắt với y một cái. Đúng. Dùng chiêu chị lợi hại nhất đi, một tay chống cằm, hất tóc ra đằng sau, xem y có tan xe nát người không. Cô gái kinh dâm cười khúc khích. Tử Gia, sao em không sửa được cái tính ác độc đó, người ta chẳng qua chỉ đi chiếc VS40 trước em mà thôi, em muốn người người ta chết, sau này còn chàng trai nào dám theo đuổi em nữa. Xì, em cần nam nhân làm gì? Cô gái khinh khỉnh nói. Em chỉ cần Trần Tĩnh là được. Đưa tay ra bóp ngực cô gái kính dâm. Qua, Trần Tĩnh, ngực chị to hơn mùa hè rất nhiều, có phải ngày nào cũng ăn đu đủ hầm sữa không? Đừng có thừa cơ bóp chị đang lái xe đấy. Cô gái kính râm thét lên. Trương Khác nhìn thấy đúng cảnh cô gái kia sờ ngực cô gái kính râm, còn bóp mấy cái, dùng mình, chân khẽ đạp ga vượt qua, lúc này mới nhìn thấy biển chiếc BMW đỏ là biển Tân Thái. Tân Thái có cơ sở kinh tế tư doanh tốt hơn Hải Châu, thậm chí là không kém Huệ Sơn. Tập đoàn chính Thái ban đầu phất lên tại Tân Thái, về sau đại bộ phần sản nghiệp chuyển sang Huệ Sơn, nhưng tổng bộ tập đoàn vẫn ở Tân Thái rất nhiều người lắm tiền. Cô gái kính dâm trông tuyệt mỹ bất phàm, hoặc bà hai của đại gia nào đó, hoặc trong nhà là hào môn mới có thể trẻ như thế có BMW để đi. Trương Khác thấy chiếc BMW đỏ từ sau tăng tốc đuổi theo, không muốn đua xe với con gái trên đường cao tốc, nhưng bị bọn họ đi song song, cảm giác như bị trêu ghẹo. Thấy phía trước có trạm phục vụ, rẽ vào định nghỉ ngơi một chút, không ngờ chiếc BMW đỏ cũng theo vào. Trương Khác ngồi trong xe, nhìn chiếc BMW đi vào mà gần như không giảm tốc độ, gương xe gần như sát vào nhau, gác cánh tay lên cửa sổ, nhìn hai cô gái, nhún vai, ánh mắt ý hỏi các cô có chuyện gì. Cô gái kính râm có vẻ rất bất đắc dĩ bày ra tư thế gợi cảm, tay chống cằm, vuốt mái tóc ra sau, nhìn Trương Khác. Anh lái xe tốt lắm. Kiểu bắt chuyện gì thế? Trương Khác chẳng phải không có kinh nghiệm được cô gái xinh đẹp bắt chuyện, chỉ là ánh mắt của cô gái kính dâm có vẻ rất miễn cưỡng, nhìn sang cô gái bên cạnh, hẳn cô ta muốn đuổi theo, nhìn cô ta với ý dò hỏi. Anh tới tỉnh thành phải không? Có thể đổi chỗ với anh không? Anh sang đây ngồi,
tôi lái chiếc VS-40. Cô gái nói với giọng bực dọc. Cô gái kính dâm tươi đẹp lộng lẫy như thế, nam nhân bình thường đều không cự tuyệt được, huống hồ chiếc BMW họ lái còn đắt hơn chiếc VS-40 của y, chỉ có điều cô gái kia nhìn thế nào cũng không giống đã 18 tuổi, cầm bằng lái xe của mình ra hơ hơ. Anh không biết nói à? Cô gái trố mắt nhìn Trương Khác, mặc dù cô ta chẳng hứng thú với anh chàng đẹp mã, nhưng đẹp trai như thế mà lại bị câm, ít nhiều làm người ta cảm thấy thương. Trương Khác gật đầu, lại hơ bằng lái lên. Anh muốn xem bằng lái của tôi. Tử gia không ngốc. Anh sợ tôi lái xe của anh chạy mất à? Chạy mất thì sao, có đại mỹ nữ đền cho anh đâu có lỗ. Tử gia ném bằng lái của cô ta sang, Trương Khác cố ý ngẩn ra không bắt, Tử gia thấy tiếc thay cho y, đẹp trai như vậy, chẳng những câm, còn ngờ nghịch chậm chạp. Trương Khác khom lưng nhặt bằng lái của cô ta lên, lật xem, y cứ thấy cô gái quen mắt, thì ra là Tạ Tử gia con gái của Tạ Hán Tính. Mặc dù trông rất thanh tú, nhưng có thần thái cứng rắn của Tạ Hán Tính. Nói thế tuổi trên bằng lái này là giả, nhân vật nữ cực kỳ quan trọng sau này của tập đoàn chính thái hiện giờ hẳn cùng tuổi với mình, đang học cao trung năm thứ hai. Nhà họ Tạ thật lắm nhân tài, Tạ Kiếm Nam, Tạ Tử Gia, nếu không có xung đột, thêm vào tài quản lý của Tạ Vãn Tình, đủ hùng bá một phương. Trương Khác cúi đầu giấu nụ cười, y giả câm chẳng qua chỉ là không muốn để ý tới họ, không ngờ cuộc đời kỳ diệu như thế. Y giữ bằng lái của Tạ Tử Gia trong xe, đẩy cửa xuống xe. Tạ Tử Gia không ngờ sảng khoái như vậy, sửng sốt một lúc mới chạy tới, lúc sượt qua bên người Trương Khác, không nhịn được nhắc. Này, tuy anh là người tàn tật nhưng nhắc trước anh một câu, chị ấy. Quay lại chỉ cô gái kính dâm. Đai đen tiệt quyền đạo. Trương Khác cười khổ, chẳng lẽ mình giả câm trông cũng giống hạng động tay động chân với cô gái xa lạ. Ngồi bên cạnh cô gái kính dâm, cô ta cười rất thân thiện. Tôi tên Trần Tính, Tử gia tính cách hơi khùng khùng, cô ấy vốn đặt xe VS-40, không ngờ hết hàng, phải đợi 3 tháng sau mới có, muốn lái xe của anh cho đỡ thèm. Trương Khác khua tay một hồi, đoán cô gái lộng lẫy này không hiểu ý mình, lục túi áo, định xuống xe. Trần Tính tâm tư rất tinh tế. Anh cần giấy bút à, trên xe cũng có. Nhoài người tới tìm kiếm, mái tóc bồng bênh tỏa hương thơm dịu dịu, người thiếu chút nữa chạm vào đầu gối Trương Khác. Đưa giấy bút cho y. Trương Khác viết. Cô ấy định dạy tôi lái chiếc VS-40 ra sao chứ gì. Trần Tính cười ngược, thấy Trương Khác bị câm, rất tự nhiên lộ ra ánh mắt dịu dàng. Trương Khác cười đáp lại, không biết cô gái này quan hệ ra sao với nhà họ Tạ. Thò đầu ra nhìn Tạ Tử Gia, cô ta đã khởi động chiếc VS-40 đi trước. Trương Khác hơi sót, mặc dù chiếc VS-40 có thể dễ dàng chạy hơn 200 km/h, nhưng xe mới tinh phóng như thế làm người ta rất sót, cả cô Trần Tĩnh bên cạnh y cũng chẳng coi chút tốt độ đó ra gì, hình như cô ta đi giày da không cảm giác được lực phản hồi của chân da, đạp một phát tới đáy luôn. Trương Khác nhìn rào phân cách bên đường lùi về sau vùn vụt như tia chớp, tim hơi thắt lại, ai nói nữ nhân không có người điên cuồng, sớm biết thế này đã chẳng giả câm đổi xe. Chương 286, nóng bỏng ở sân bay. Cứ như thế, 2 giờ đi xe còn lại trong kế hoạch chưa tới 1 tiếng đã xong. Qua cổng đường cao tốc, Trương Khác mặt trắng bệch, hai cô ả này sao không đi đua F1. Chẳng phải Trương Khác chưa từng phóng xe với tốc độ cao, chỉ là y không quen Trần Tính, không yên tâm về tay lái của cô ta, chẳng may sơ suất gì, dù ngồi trong BMW, có giữ được mạng hay không chỉ 50/50. Dừng lại ngoài trạm thu phí được cao tốc đổi xe, Tạ Tử Gia thấy Trương Khác mặt tái nhợt, từ khi biết y bị câm, không nỡ trêu y nữa, chỉ nói. Lái VS-40 là phải như vậy. Trương Khác khua tay loạn xạ, còn định vờ vịt lấy giấy bút ra giao lưu thì di động của Tạ Tử Gia vang lên, cô ta nhận máy nói. Lục ca, anh lái xe tới cổng đường cao tốc đón bọn em. Bọn em qua trạm thu phí rồi, sao nhanh thế á? Quan trọng là bọn em chậm bao giờ chưa? Anh yên tâm, em giúp anh trông coi Trần Tính tốt lắm, nếu có người muốn làm quen phải xem thực lực mới được. Anh có muốn nói chuyện điện thoại Trần Tính không? Ừ. Bọn em thuận đường tới đường Thanh Sơn gặp anh. Tạ Kiếm Nam đứng thứ 6 trong bối phận của bọn họ, nghe giọng điệu của Tạ Tử Gia thì cô gái kính dâm và Tạ Kiếm Nam có mắc mưu với nhau, Trương Khác không kìm được quay lại nhìn cô gái xinh đẹp lộng lấy tên Trần Tính, cô ta cũng cười dịu dàng với y. Trương Khác ngồi vào xe, tuyết bắt đầu đổ xuống như lông ngỗng, y muốn tới sân bay phải theo đường Thanh Sơn, theo sau chiếc BMW đỏ, thấy chiếc Cherokee từ đối diện đi tới, Tạ Kiếm Nam đưa tay ra vẫy. Hắn không nhìn chiếc Volvo đằng sau.
Trương Khắc dậm ga, đi song song với chiếc BMW, từ gương chiếu hậu thấy Tạ Kiêm Nam vòng qua giải phân, không để ý tới hắn, vẫy tay tạm biệt Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh, tăng tốc vọt đi, y không muốn chạm mặt Tạ Kiêm Nam. Tạ Kiêm Nam thấy hai chiếc xe đi song song một đoạn, lái xe đuổi theo, cách cửa sổ hỏi Trần Tĩnh. Vừa rồi là ai? Một tên câm, lại nhát gan, bọn em gặp giữa đường. Tạ Tử Gia thò đầu ra nói. Lái VS40 mà đi như rùa, em nhìn mà ngứa mắt, qua trạm phục vụ Hoàng Cương đổi xe với y, y ngồi với Trần Tĩnh, đồ nhát chết xuống đường cao tốc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa nôn cả ra. Trần Tĩnh đẩy Tạ Tử Gia một cái, cười. Rõ ràng là em bắt nạt người ta, còn nói xấu người ta. Xe Trương Khắc còn chưa có biển số, năm 95 chỉ cần mang hóa đơn mua xe bên người, xe mới không biển cũng không phải là vấn đề lớn. Tạ Kiêm Nam không hỏi thêm chỉ là một tên câm lái xe thể thao đi tốc độ rùa bò trên đường cao tốc, chuyện này bản thân nó đã kỳ quái rồi. Do qua trạm phục vụ Hoàng Cương tốc độ xe cực nhanh, Trương Khắc đến sân bay sớm hơn dự kiến một tiếng, đỗ xe bên đường ngăn ngoài đường băng, nơi này có cây rậm rạp, nghe tiếng tuyết rơi rào rào bên ngoài, Trương Khắc chọn mấy đĩa CD của Tề Tần, thử gọi điện cho Diệp Kiến Bân, vừa khéo hắn ở tỉnh thành, hỏi hắn Hải Thái có phải gần đây có động tĩnh gì lớn trên tỉnh. Đây là số tỉnh thành của cậu ở tỉnh thành à? Diệp Kiến Bân mừng rỡ. Tên tiểu tử cậu tới mà không nói trước một tiếng, nếu không phải hôm nay có tuyết thì tôi đã đi Thượng Hải rồi. Chẳng phải muốn cho anh một niềm vui bất ngờ sao? Thôi đi, vui bất ngờ quái gì, nếu không phải đột nhiên cậu nhớ tới chuyện Hải Thái nói không chừng đã chẳng nhớ tới tôi, sao lại rảnh hỏi tới Hải Thái? Trương Khắc đem chuyện giả câm kể lại, Diệp Kiến Bân cười như điên. Tên tiểu tử cậu thất đức quá đấy, không sợ con nhóc họ Tạ biết được lột da cậu à? Mấy ngày qua không xem báo tối Đông Hải à, Hải Thái chuẩn bị bách hóa chuyên bán đồ điện tử thứ hai ở tỉnh thành, chuẩn bị lâu rồi, định thử kinh doanh trước Tết, Tạ Kiêm Nam gần đây luôn ở tỉnh thành, Hải Thái tựa hồ có ý chuyển tổng bộ tới đây. Tốc độ của Hải Thái nhanh quá nhỉ, đây đã là cửa hàng thứ 5 trong năm qua của bọn họ rồi. Chỉ nửa năm hai cái ở Huệ Sơn, một cái ở Tân Thái, hai cái ở tỉnh thành, Thịnh Hâm hành động sớm hơn chúng mà mới chỉ có 6 cửa hàng. Chuỗi cửa hàng điện gia dụng trước khi hình thành quy mô chiếm dụng tài chính cực lớn, không chỉ tiền thuê điểm điểm, tiền mua hàng cũng tốn tiền. Diệp Kiến Bân nghe ý kiến của Trương Khắc, đặt chuỗi cửa hàng trọng điểm tại Thượng Hải, Chiết Giang, tránh thời kỳ đầu xung đột trực tiếp với Hải Thái. Tán gẫu với Diệp Kiến Bân một lúc, hắn bảo Trương Khắc tới tìm mình, Trương Khắc nói hôm nay không được, Diệp Kiến Bân đoán ra hôm nay Trương Khắc tới đón Hứa Tư, cười nói. Được, không tới gặp tôi thì thôi. Nếu cần tôi cấp chỗ cho hai người dâm loạn, tuyết lớn thế này hai người không về được Hải Châu đâu. Không biết Hứa Tư có liên lạc với em gái không, nếu Hứa Duy biết Hứa Tư đêm ở tỉnh thành, vậy cơ hội hai người ở riêng với nhau coi như xong. 3 giờ chiều, trời u ám như hoàn hôn, ánh đèn đường băng lập lòe, máy bay lên xuống đều mơ hồ, chẳng phân biệt nổi đâu là máy bay từ Thâm Quyến tới. Thấy thời gian sắp tới, Trương Khắc tới sảnh tiếp đón chờ, trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa. Cách tường kính nhìn rõ ràng lữ khách, nhìn thấy Hứa Tư đang đợi ở băng truyền lấy hành lý. Trái tim Trương Khắc như nhảy khỏi lồng ngực, càng tới gần hình bóng người con gái y yêu thương sâu sắc ấy, tim càng đập thình thịch, không kìm được nhung nhớ, từ đằng sau ôm chặt lấy Hứa Tư, cằm đặt lên vai cô, thì thầm. Có nhớ em không? Hứa Tư quay người lại, ánh mắt mê ly mà quyến rũ, bốn mắt chạm nhau, không gian thời gian như tạm thời dừng lại. Hứa Tư mặc áo khoác lông màu trắng sang trọng. Mặc váy màu vằn da báo táo bạo, giày bốt cao gót tôn lên chân ngọc thon thả quyến rũ, mái tóc đen mượt mà xõa xuống hai vai, làm nổi bật cần cổ ngọc ngà, người cao ráo cân xứng, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một sức quyến rũ đầy dụ hoặc lại không hề khiến người ta cảm giác có chút lẳng lơ phóng đãng nào. Cô vừa bước ra chỗ lấy hành lý đã có rất nhiều anh chàng chỉnh trang lại định tới lấy cớ giúp đỡ người đẹp để tiếp cận, nhưng Trương Khắc vừa xuất hiện, rất nhiều người từ bỏ ý định của mình, tiếc nuối nhìn mỹ nhân một cái rồi quay đi. Khỏi làm trái tim thêm tổn thương. Đôi mắt Hứa Tư mắt tràn ngập niềm vui lẫn hạnh phúc, thỏ thẻ hỏi. Đợi lâu rồi phải không? Không lâu, 10 giờ mới xuất phát từ nhà, trước đó nhớ chị, chẳng làm nổi việc gì. Trương Khắc nhìn không chớp mặt diễm tuyệt thiên hạ ấy, chỉ sợ nhìn thiếu một cái nào uổng phía cái đó, tình cảm kích động mãnh liệt này, người khác không thể làm y cảm thụ được, từ đôi mắt của Hứa Tư cũng nhìn ra được nhung nhớ đè nén của cô. Trương Khắc và Hứa Tư nắm lấy tay nhau 10 ngón tay đan chặt một chỗ. Buổi tối tôi phải ăn cơm với Tiểu Duy.
Hứa Tư áy náy nói nhỏ. Cùng ăn cũng được mà, dù sao chúng ta cũng cần chỗ ăn cơm. Trương Khác lấy hành lý giúp Hứa Tư từ băng truyền. Lại còn được gặp minh tinh quảng cáo Giang Đại Nhi nữa chứ. Hứa Tư cười tủm tỉm hỏi. Vườn hoa hồng ở Tượng Sơn bao giờ thì nở hoa? Thì ra Tạ Vãn Tình chuyện gì cũng kể hết cho Hứa Tư rồi, Trương Khác cười khổ. Thực ra em muốn làm vườn bách thảo ở đó, hiện giờ không có nhiều thời gian, chỉ trồng ít hoa cỏ, đại 2-3 năm nữa chỉ có thể tới đó xem rồi. Trong cặp mắt Đố Kỵ chiếu theo đằng sau, Trương Khác và Hứa Tư thân mật nắm tay nhau ra ngoài, cho hành lý vào cốp xe. Vừa lên xe, Hứa Tư vươn người tới, hôn nhẹ Trương Khác một cái, tạm xoa dịu chút khao khát dồn nén từ lâu. Trương Khác đâu chịu chỉ có thế, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của cô, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng, tay run run sờ lên bờ môi mềm mại và mọng nước, gọi khẽ. Chị Hứa Tư, em nhớ chị nhiều lắm. Tôi cũng thế. Hứa Tư đắm đuối nhìn y, nhu tình tràn ngập trong mắt, lời thẽ thọt chưa dứt, Trương Khác đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trong men say bất tận, đem hết tương tư, quyến luyến gửi gắm vào nụ hôn dài triền miên. Chương 287, trò đùa quái ác. Tuyết rơi mãi chẳng thấy rừng, Trương Khác lái xe tới con đường thưa thớt bóng người vừa rồi, dừng dưới bóng một cây ngô đồng cành lá rậm rạp, nghe tiếng tuyết rơi, dù sao không phải đêm khuya, thỉnh thoảng có xe chạy qua, Trương Khác nắm bàn tay trơn mịn của Hứa Tư lên đùi, mềm mại ấm áp, như một khối ngọc. Có cần tới nhà khách nghỉ ngơi một chút không? Trương Khác ghé vào tai Hứa Tư hỏi. Ừ. Hứa Tư lý nhí đáp, mắt lập lờ xuân tình. Gò má hồng hồng kiều diễm. Trương Khác và Hứa Tư thuê một gian phòng nhà khách bên cạnh sân bay, cửa phòng vừa đóng lại, hai cánh môi khát khao vội vã tìm đến với nhau, không tách rời lấy một giây, bốn bàn tay run rẩy cởi bỏ y phục cho đối phương, Trương Khác như điên dại hôn lên môi, lên cổ Hứa Tư, hai nai nhào nặn hai bầu vú trắng nõn, Hứa Tư cổ dướn cao, phát ra tiếng rền rĩ say lòng người. Trương Khác quỳ trên giường, Hứa Tư chổng mông lên nghênh đón, mày nhíu lại, ánh mắt mê ly. Cánh môi quyến rũ của nàng theo từng nhịp ra vào của Trương Khác mà phát ra tiếng rên xiết như nức nở, cuối cùng biến thành tiếng rên kéo dài càng làm Trương Khác thêm cuồng say, lưng uốn cong thành vòng cong mê người, hai bầu vú nảy lên theo nhịp hoan ca, hai cơ thể nóng rang xoắn suýt lấy nhau, mọi tình cảm với đối phương thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể, bằng môi, tay, bằng vũ điệu nguyên thủy của loài người. Tình dục cả hai đều áp chế quá lâu, mau chóng cùng đạt tới đỉnh điểm, cao trào đã qua, nhưng Trương Khác không dừng lại. Dục vọng lại lần nữa bùng lên, đặt Hứa Tư nằm lên người mình, Hứa Tư xấu hổ không chịu ân ái tư thế này, nằm gục trên người Trương Khác không nhúc nhích, nhưng giữa hai chân nóng ướt dữ dội, cơ thể như hoạt động theo bản năng, nuốt lên thứ hư hỏng bành trướng, cứng ngắc kia. Trương Khác trở mình áp tấm thân hoàn mỹ đó xuống phía dưới, tiếng phát ra tiếng thở ngắn gấp, nặng nề của đôi nam nữ tràn ngập khắp phòng, hai cơ thể trần truồng nhấp nhô mạnh mẽ. Hai tay Trương Khác hết lên lại xuống hận không thể chạm tới mỗi tấc da thịt trên người Hứa Tư. Tới lần thứ ba, Hứa Tư mới chịu nổi nữa, nói. Chậm lại một chút, nếu không không còn sức ra ngoài nữa. Nhớ nhung là liều thuốc kích thích, trong tình dục điên cuồng, Trương Khác không biết lúc vuốt ve cơ thể Hứa Tư dùng sức nhiều thế nào, để lại rất nhiều vệt hồng trên cơ thể cô, cũng có thể do làn da Hứa Tư quá non mềm. Trên người Trương Khác cũng đầy vết cào của Hứa Tư, ngực còn để lại mấy dấu răng. Á! Hứa Tư còn chưa thở đều lại, đau lòng vuốt vuốt chỗ ngực Trương Khác bị cô cắn, xấu hổ gục mặt vào vai y, hỏi nhỏ. Có đau không? Chị cắn một cái nữa thử xem. Hứa Tư nổi tính nghịch ngợm cắn bập răng vào vai y, Trương Khác sụt vai lại, la hoảng. Đau rồi! Hứa Tư cười khúc khích, người ngã xuống giường, chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn nhớ phải gọi điện thoại báo tin cho Hứa Duy, không để em gái ở trường đợi quá lâu sốt ruột, kéo chăn bọc lấy người. Cúi người nhặt điện thoại di động rơi trên mặt đất, gọi cho Hứa Duy. Tiểu Duy à, ừ, chỉ có việc tới công ty một chuyến. Sẽ tới kịp tới trường học cùng bọn em ăn tối mà. Cảm giác có đôi tay từ mắt cá chân mình đang nhẹ nhàng tiến lên trên, Trương Khác sau lần trước cắt tất cô ở Hong Kông, tựa hồ sinh tình thú quái dị này, không cho cô cởi tất ra, tuy còn cách lớp tất nhưng vừa qua phút nóng bóng, cơ thể Hứa Tư vẫn rất mẫn cảm, cô sợ nhỡ lại kêu lên, đành phải lấy tay che lấy miệng. Đồng thời trừng mắt nhìn Trương Khác, nhưng không có hiệu quả bị y kéo vào trong lòng, may Trương Khác còn sợ Hứa Duy, không dám làm gì để bị phát hiện, Hứa Tư đành chấp nhận nằm trong lòng Trương Khác gọi điện. Vừa khéo Trương Khác cũng lên tỉnh thành, cậu ấy nói muốn mời mọi người ăn cơm, em giúp chị đặt hai phòng ở nhà khách trường nhé, hôm nay tuyết lớn quá,
không về Hải Châu được, Trương Khắc chắc cũng sẽ ở lại. Từ gian phòng này có thể nhìn thấy đường băng sân bay đằng xa, Hứa Tư ngồi trong lòng Trương Khắc, cả hai đều mệt lả, nhưng vẫn ôm nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, nhìn những chuyến bay hạ cánh cất cánh trong tuyết, không biết trên những chuyến bay đó mang đang theo bao trái tim mong nhớ đến với nhau như hai người. Rời nhà khách, Hứa Tư nhất định muốn đi trước mới để cho Trương Khắc ra quầy trả phòng, Trương Khắc chẳng còn cách nào, đành đồng ý với cô. Ngồi lên xe, Hứa Tư chẳng còn sức nói chuyện nữa, nhưng đôi mắt sáng long lanh mê hồn, đợi Trương Khắc lên xe, âu yếm đưa tay chỉnh lại cổ áo cho y, dịu dàng như cô vợ nhỏ, đột nhiên thấy ở ghế sau có thứ gì đó phát sáng, nói. Gì thế nhỉ? Thò tay ra lấy, không ngờ là cái hoa tai khảm kim cương. Trương Khắc cứng người tại chỗ, mới đầu còn tưởng rằng Tạ Vãn Tình để rơi hôm qua, thường mà nói Tạ Vãn Tình ngồi ở ghế phụ, hoa tai rơi ghế sau, đủ để cho người ta liên tưởng rất nhiều việc. Nhưng nhớ lại thì hôm qua Tạ Vãn Tình không đeo hoa tai này, mà cô lại không thể cố tình để Hứa Tư phát hiện quan hệ hai người, nếu phát hiện mình mất hoa tai, nhất định sẽ gọi điện báo. Trương Khắc chớp mắt một cái nghĩ tới một loại khả năng, cô nhóc con Tạ Tử Gia. Một tiếng rưỡi trước, sao hôm nay em chỉ đeo một bên hoa tai? Tạ Kiếm Nam mở cửa xe hộ Trần Tĩnh, chú ý thấy cô thiếu một chiếc hoa tai. Á! Trần Tĩnh sờ tai, không thấy một bên hoa tai đâu nữa, quay lại nói với Tạ Tử Gia. Chị mất một cái hoa tai rồi, em tìm giúp chị xem, chị nhớ là có đeo cả hai mà. Tạ Tử Gia vờ vịt cùng Trần Tĩnh trở lại trong xe, rồi cười quỷ dị nói. Lúc em sờ tai chị tiện tay lấy xuống, ném vào ghế sau của tên câm rồi. Trần Tĩnh cuống lên. Lúc nào? Ngay lúc đổi xe ở đường cao tốc ấy. Đó là của Kiếm Nam tặng chị đấy. Tạ Tử Gia bĩu môi. Thứ Lục Ca tặng có gì đáng quý chứ? Hôm khác em cùng chị đi mua cái khác. Trên xe của tên câm có mùi nước hoa bua doa. Không ngờ tên câm đó có nữ nhân có gu giống chị. Em muốn xem cô ta phát hiện ra chiếc hoa tai của chị sẽ có phản ứng gì. Tên câm kia phải múa tay bao nhiêu lâu mới có thể giải thích rõ ràng. Hi hi hi. Tạ Tử Gia cười đắc ý. Ai? Sao em lại như thế, suốt ngày nghĩ cách hại người khác? Trần Tĩnh chỉ biết cười khổ, chẳng làm gì nổi Tạ Tử Gia. Trương Khắc đoán ra chỉ có Tạ Tử Gia ném chiếc hoa tai này lên xe mình, đem chuyện đổi xe trên đường kể cho Hứa Tư nghe, Hứa Tư cười gập bụng. Cậu xấu quá đấy, không nói cho người ta biết tên tuổi đã đành, còn giả câm nữa. Cô xem kỹ bông hoa tai kia, lật mặt sau thấy có khắc chữ C, đó là chiếc hoa tai tạo hình rất phong cách, giống con bướm bướm. Nếu là thương hiệu thường cũng phải tốn 3.000, nhưng thêm chữ C này vào, giá không phải nói, tâm tư con gái nhà có tiền thật khó đoán. Cậu chắc là người ta cố ý ném lên xe. Tạ Tử Gia không bấm lỗ tai, hơn nữa nếu vô ý rơi, cũng không thể rơi ở ghế sau. Chiếc hoa tai này nhất định là của Trần Tĩnh, không biết là Tạ Tử Gia ném lên xe lúc nào, sau khi biết được thân phận cô ta, Trương Khắc liền chú ý quan sát cô bé tai quái này, ngược lại Trần Tĩnh tướng mạo, vóc dáng. Khí chất các phương diện đều xuất chúng lại chẳng để ý. Trương Khắc nhận lấy chiếc hoa tai từ tay Hứa Tư. Rất là đẹp. Một tay nâng cằm Hứa Tư, nghiêng đầu cô qua, đeo lên tai Hứa Tư, làm nổi bật vành tai ngọc ngà lấp lánh, hôn phớt lên tai cô. Đẹp lắm. Thấy Hứa Tư muốn gỡ ra, liền giữ lại. Rất đẹp đấy, chị cứ đeo đi. Của người ta, phải trả lại. Vì sao phải trả, cô ả đó vốn không có ý định tử tế gì mà. Trương Khắc cười thản nhiên. Nói khó nghe. Hứa Tư dướn người ra trước kính chiếu hậu soi, đúng là không tệ. Chương 288, con gái nhà hào phú. Từ sân bay trở về thành phố, Trương Khắc lái xe rất chậm, một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay Hứa Tư, hưởng thụ hạnh phúc tĩnh mịch. Chiếc VS40 thời đó là chiếc xe thể thao rất phong cách, Trương Khắc lại lái chậm như thế, nên càng bắt mắt. Xe mới chưa có biển. Người đi đường hiển nhiên coi người lái xe thành mới tập lại, bụng không tránh khỏi rủa thầm, mới tập lại còn đi xe ngon như thế. Trương Khắc chẳng qua chỉ muốn thời gian ở bên Hứa Tư được nhiều hơn một chút, mãi tới 5 giờ mới đến được Đại học Đông Hải, lúc này tuyết vẫn chưa dừng, xuống xe, Trương Khắc cởi áo ngoài khoác lên người Hứa Tư. Chị ở Hong Kong lâu rồi, chắc là quên cái lạnh ở nội địa phải không? Cái áo lông màu trắng của Hứa Tư đẹp thì đẹp đấy, nhưng căn bản không đủ ấm. Hứa Tư thấy Trương Khắc chỉ mặc một chiếc áo gió, bên trong chỉ có áo len mỏng, y phục ít hơn cả cô, lòng cảm thấy ngọt lịm, khoác một lúc rồi trả lại áo khác cho y. Tôi tới túc xá của Hứa Duy mượn áo mặc là được. Hôm nay là cuối tuần, lại gần kỳ nghỉ,
đám ong bướm hoạt động càng tích cực, ba quản lý túc xá họ Trương mang cái ghế đặt trên đường qua phòng quản lý, mắt gườm gườm nhìn người qua lại, trừ khi Trương Khác biến thành ruồi nếu không đừng hòng bay vào được, đành để một mình Hứa Tư vào tìm đám Hứa Duy. Khi Hứa Tư cùng nhóm Hứa Duy đi ra, cô mặc đã khoác thêm một chiếc áo choàng dài màu tím, Giang Đại Nhi cũng ở túc xá, theo ra cùng. Lúc này đã tới giờ cơm tối của Đại học Đông Hải, rất nhiều chàng trai đứng đợi ngoài ký túc xá nữ đưa bạn gái đi ăn cơm, thấy Hứa Tư và Giang Đại Nhi đi sóng vai bên nhau, tức thì nhìn như ngây dại, không ít anh chàng tội nghiệp bị bạn gái thưởng cho cái véo tai đau điếng, sau đó chạy ton đằng sau xin lỗi trông tới tối nghiệp, nhưng còn thi thoảng quay đầu lại nhìn trộm hai đại mỹ nhân, đúng là đánh chết cái nết không chừa. Giang Đại Nhi lúc này sớm đã nổi danh khắp Đại học Đông Hải, nếu làm điều tra trong hai mấy cơ sở đào tạo đại học ở tỉnh thành, độ nổi tiếng không hề kém các minh tinh đang nổi. Trương Khác vội dựng cổ áo lên, rồi chui vào trong xe, đứng cùng năm mỹ nhân, trong đó có ba cái mầm họa siêu cấp, không làm người ta hận chết mới lạ. Không giống như mùa hè, thời tiết này mọi người mặc y phục dày cộp, may mà bốn cô gái ngồi sau luôn giữ được hình thể không tệ, cho nên không chật lắm, Trương Khác lái xe tới nhà khách trường trước, đặt hành lý vào phòng, còn gọi Chu Tiểu Quân, hắn tới rất nhanh. Lâm Băng cũng có bạn trai, là anh chàng học cùng khoa với bọn họ, còn là đồng hương với cô, Trương Khác bảo Lâm Băng gọi cả hắn tới, thế là xe không còn đủ chỗ nữa, mọi người gửi xe trong bãi, đội tuyết đi bộ tới ngõ học phủ ăn cơm. Đại học đã gần như lục tục cho nghỉ rồi, đáng lẽ rất nhiều sinh viên lúc này túi đã trống không, nhưng người còn dư tiền thì quá nửa sẽ tiêu trong khoảng thời gian cuối cùng này, vì thế ngõ học phủ nằm giữa ba trường đại học rất là náo nhiệt. Trong học viện âm nhạc có rất nhiều cô gái con nhà giàu, chỗ ăn tiêu đắt đỏ ở ngõ học phủ đã bị bao hết rồi. Ngõ học phủ là con ngõ lâu đời, hai bên đường là tòa nhà châu Âu 2-3 tầng kiểu cổ, mang phong cách Bavaria, song viện tử đằng sau lại có phong cách tứ hợp viện, đúng là điển hình của kiến trúc Đông Tây kết hợp, mỗi tội là hơi cũ kỹ. Đám Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến đề nghị ăn lẩu, Trương Khác không thích, vì ăn xong trên người sẽ toàn mùi thức ăn, nhưng thấy Hứa Tư có vẻ thích ăn lẩu nóng hầm hập. Tất nhiên là thuận theo ý cô, bọn họ lên chọn một phòng bao lớn, không lâu sau bạn trai Lâm Băng tới, là anh chàng trắng gầy, ngoài áo khoác còn quấn khăn quàng cổ, rất có khí chất văn nghệ, tỏ ra rất thân quen với đám Hứa Duy. Hứa Tư xa nhà lâu ngày nói chuyện với em gái không dứt, ăn bữa lẩu mà tốn gần 2 canh giờ, Trương Khác và hai chàng trai còn lại uống rất nhiều bia, nhân lúc y đi nhà vệ sinh thì Chu Tiểu Quân tranh trả tiền trước. Gia cảnh Chu Tiểu Quân vốn khá, hiện lại điều tới chính phủ tỉnh làm việc, thu nhập hơn đám sinh viên Hứa Tư nhiều, ở chính phủ tỉnh hắn mới chỉ là mượn dùng, mục tiêu của hắn là muốn nghĩ cách chuyển hẳn sang, cho nên cần Trương Khác nói giúp, sao chẳng ân cần lấy lòng. Ăn tối xong Chu Tiểu Quân đề nghị tới quán ba một lúc, gần kỳ nghỉ đông, túc xá không quản lý quá nghiêm, không nhất thiết phải về đúng giờ đóng cửa túc xá, đám Hứa Duy đều đã thi xong rồi, cũng muốn thả lỏng một chút. Rời khỏi quán lẩu, mọi người thương lượng xem đi đâu. Ngõ học phủ có rất nhiều quán bar, Lệnh Tiểu Yến hăm hở đề nghị. Tới 1978, ở đó rất có cảm giác. Trương Khác không thể nói là không đi được, đành dựng cổ áo cao lên theo sau bọn họ vào 1978, thấy Tôn Tĩnh Hương điềm đạm đứng sau quầy bar, liền vẫy tay rồi mau chóng rụt về, Lệnh Tiểu Yến rất tinh mắt, đợi ngồi xuống bàn hỏi Trương Khác. Cậu quen bà chủ quán bar à? Trương Khác không muốn phá hỏng chỗ riêng tư của Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương, tỉnh queo nói. Nhìn thấy mỹ nữ tôi đều chào hết, xem tôi khá có sức hấp dẫn, lát tới bắt chuyện xem sao. Khiến năm cô gái đồng loạt ném cho năm cái lườm sắc lẻm. Cộp, một chai bia Budweiser nện xuống bàn, cầm chai bia là một bàn tay thon nhỏ trắng trẻo, Trương Khác ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy Tôn Tĩnh Mông đang cúi xuống nhìn mình. Có phải là lần này cũng vờ như không quen biết không? Tôn Tĩnh Mông mặc trang phục của phục vụ tạp dề màu cà phê nhạt còn có diềm hoa màu tím, vẫn phong cách trang điểm theo phong cách dữ dằn, chẳng lẽ cô gái này không biết vẻ đẹp tự nhiên của mình mê người ra sao? Nhưng nếu gặp trước cô ta đứng ở cửa, Trương Khác nhất định kéo mọi người sang quán khác. Hứa Tư và đám Hứa Duy ngạc nhiên đồng loạt nhìn Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông. Tĩnh Mông, chị quen Trương Khác à? Sao chị quen cậu ấy? Giang Đại Nhi hỏi, thời gian qua cô luyện tập ở học viện âm nhạc. Thường xuyên gặp Tôn Tĩnh Mông ở phòng vũ đạo, còn là Tôn Tĩnh Mông chủ động bắt chuyện với cô, không ngờ lại quen Trương Khác. Tôn Tĩnh Mông đáp rất ám muội, coi như là quen, nhưng thi thoảng lại vờ không quen. Trương Khác phút mũi, thật không biết phải giới thiệu Tôn Tĩnh Mông ra sao, nhưng y cũng kinh nghiệm rồi,
dễ dàng hóa giải cho ác của Tôn Tĩnh Mông, mỉm cười nói. Con gái nhà hào phú, lưu lạc tới quán ba làm phục vụ, tôi cứ vờ như không quen thì tốt hơn. Đám Hứa Duy nghe thế liền vỡ lễ, trong mắt các cô, Trương Khác là con cháu nhà phú quý, nên quen biết Tôn Tĩnh Mông là quá bình thường. Trương Khác khẽ chọc tay Hứa Tư, bảo cô theo mình tới quầy ba. Chúng ta qua chào hỏi một chút. Đám Hứa Duy chỉ coi như chuyện giao tế công việc nên không nghĩ nhiều. Chị Tôn. Trương Khác vẫy tay, còn chột dạ quay đầu nhìn đám Hứa Duy, mới nói với Tôn Tĩnh Hương. Chị gọi điện bảo anh Diệp đừng tới, ở đây có người nhận ra anh ấy. Kiến Bân tối nay ăn cơm ở trạch viện cũ, có tới cũng phải sau 11 giờ. Tôn Tĩnh Hương là cô gái rất thông minh sắc sảo, liếc một cái là đoán ra thân phận đặc biệt của Hứa Tư, đặt hai chiếc ly trước mặt họ, mỉm cười với Hứa Tư. Nghe Kiến Bân kể về cô rồi, hôm nay được gặp, quả nhiên rất xinh đẹp. Trương Khác chưa kể cho Hứa Tư nghe chuyện giữa Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân, nhưng mẩu đối thoại ngắn vừa rồi, cô cũng hiểu ra phần nào, nghe Tôn Tĩnh Hương khen mình, hơi xấu hổ gật đầu chào hỏi. Cô uống giống Trương Khác chứ? Tôn Tĩnh Hương hỏi, rồi rót Chivas pha nước khoáng và đá cho Hứa Tư. Tôn Tĩnh Mông lúc này cũng tới, nhìn Trương Khác hỏi. Anh nghe ngóng tin tức về nhà chúng tôi đấy à? Cần phải nghe ngóng sao? Hỏi anh Diệp là biết thôi. Trương Khác nhún vai thản nhiên nói. Anh Kiến Bân sẽ chẳng lắm mồm nói những chuyện như thế với anh. Tôn Tĩnh Mông đanh đá nói. Chương 289, giọng ca Giang Đại Nhi. Trương Khác hơi ngán Tôn Tĩnh Mông, nhưng không có nghĩa là y không có cách ứng phó. Sao hôm nay cô rảnh rỗi tới đây làm phục vụ, nơi này hôm nay rõ ràng đông khách hơn nhiều. Có một sinh viên phục vụ trong nhà có việc về sớm, còn lại vài ngày nữa là nghỉ rồi, không cần tìm người nữa, nên tôi tới giúp chị tôi. Trương Khác khen khéo léo làm Tôn Tĩnh Mông rất thích, nhìn Hứa Tư với chút định ý hỏi. Cô ấy là... Trương Khác chủ động giới thiệu cho Hứa Tư. Cô ấy là em gái chị Tôn, chị có mang danh thiếp không? Hứa Tư không biết vì sao phải đưa danh thiếp cho cô phục vụ xinh đẹp có thái độ hung dữ này, thấy Trương Khác nháy mắt người gian, liền lấy danh thiếp trong túi sách ra đưa cho Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc nhận lấy xem, giám đốc City hữu hạn Việt Tú, Hồng Kông, một công ty chưa hề nghe qua, cô ta có quan hệ gì với Trương Khác? Nhìn kỹ lại Hứa Tư, thấy ra cô trắng như tuyết, vóc dáng thanh thoát yêu nhã, dung mạo kiều diễm hiền dịu nhu mì, đầy phong tình quyến rũ khôn tả, làm Tôn Tĩnh Mông không thấy chút ưu thế tâm lý nào. Hiển nhiên Tôn Tĩnh Hương từ chỗ Diệp Kiến Bân biết rất nhiều chuyện của hai người họ, song cô chỉ cười lau quầy ba, không kể cho em gái. Tôn Tĩnh Mông thấy Hứa Tư, tự tin chắc chắn bị đả kích, không bám lấy mình nữa, Trương Khác nới với Hứa Tư. Ông ngoại chị Tôn là ngài Cát Cảnh Thành, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Gia Tín, Hồng Kông. Tĩnh Mông nói đúng rồi, cậu đã bỏ công nghe ngóng nhà chúng tôi, Kiến Bân không bao giờ nhiều chuyện như thế. Tôn Tĩnh Hương nói, không mang ý trách móc nào. Tôn Tĩnh Hương lúc nào cũng hiền dịu làm người ta cảm giác êm đềm như về nhà, chính thế nên trước kia Trương Khác dù nghỉ làm ở đây nhưng vẫn thường xuyên qua nơi này, nghĩ vậy Trương Khác lại nhớ tới Tạ Vãn Tình. Trương Khác nâng cốc rượu lên mời. Không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội chứ, tôi sẽ gặp mặt bác Tôn, ái đạt muốn rút ngắn thời gian lên thị trường chứng khoán Hồng Kông, chắc chắn phải tìm một City Hồng Kông hợp tác. Trong nhà họ Cát thì công ty là thế giới của nam nhân, cả mẹ tôi cũng không vào Gia Tính, tôi và Tĩnh Mông càng không bao giờ hỏi tới, nhưng sắp sinh nhật Tĩnh Mông rồi, nếu cậu tham gia, sẽ có cơ hội nói chuyện với ba tôi. Chị Tôn mời tôi. Tôn Tĩnh Hương lắc đầu cười nhẹ. Tôi sao có tư cách mời thay Tĩnh Mông? Trương Khác chỉ cười không nói, lúc này đám Lệnh Tiểu Yến ở đằng sau gọi, liền bảo Tôn Tĩnh Hương. Tôi và chị Hứa Tư qua bên kia trước. Trương Khác và Hứa Tư cầm ly rượu trở về, thấy trên bàn đã mở một chai rượu can hồng năm 82, một bát pha lê lớn đựng đá ở giữa, Trương Khác gắp thêm đá cho vào ly rượu. Mọi người uống rượu gì đấy? Lệnh Tiểu Yến tò mò nhìn sắc rượu hổ phách sóng sánh trong ly của Trương Khác và Hứa Tư, có vẻ là thứ đắt tiền, nghi ngờ hỏi. Nơi này không bán rượu giả đấy chứ? Rượu bạn tôi gửi ở đây, anh ta không tới cho nên tôi uống trộm một chút, mọi người đang chuẩn bị chơi trò gì đấy? Trong quán ba luôn phải chơi trò gì đó lấy hứng, Lệnh Tiểu Yến nói bọn họ chơi trò nói thật, đang Trương Khác và Hứa Tư tới, đám Lệnh Tiểu Yến đã lên năm thứ ba, nữ sinh tuổi này rất đáng sợ, cái gì cũng dám nói ra khỏi miệng, nếu bị bọn họ dồn vào cảnh xấu hổ thì mất mặt, Trương Khác vội nói.
mọi người không nghĩ tới việc để chị Đại Nhi lên sân khấu hát à. Còn nữa, cho hấp tinh đại pháp mọi người đã chơi chưa? Hấp tinh đại pháp là sao? Lệnh Tiểu Yến là cô gái lớn gan và hoạt bát nhất trong đây, luôn cầm đầu thử trò mới lạ. Trương Khác cầm một tờ giấy lên, ngầm vào miệng nói. Tờ giấy này người tiếp theo có thể kéo, có thể mút, nhưng chỉ được dùng miệng để lấy, cuối cùng người nào không lấy được giấy trong miệng người kia sẽ bị phạt rượu. Trương Khác ngậm giấy dí tới trước mặt Lệnh Tiểu Yến. Chị là người tiếp theo đấy, chơi không hả? Lệnh Tiểu Yến lớn gan bằng trời cũng chẳng dám đưa môi nhận lấy, ré lên ngả người ra sau. Cút đi, trẻ con sao chơi trò dâm dục vậy hả? Tờ giấy càng truyền càng ngắn, dùng môi nhận lấy chắc chắn không tránh được môi chạm vào nhau, hiển nhiên đám Lệnh Tiểu Yến không tiếp nhận nổi trò chơi cởi mở như vậy, hùa nhau mắng y. Tí tuổi đầu mà háo sắc như thế, Tiểu Yến mà dám chơi, dám lát nữa về Tiểu Quân chia tay luôn mất, chị Hứa Tư và Hứa Duy thì cậu ta không dám rồi, mình không chơi với cậu ta. Hi hi, Lâm Băng cười ngặt nghẽo, đẩy Giang Đại Nhi. Nhất định muốn để Đại Nhi muội muội ngồi sau cậu ta dở trò đổi bại. Hứa Duy trừng mắt lên. Lần sau chơi trò gì chúng ta không rủ cậu ta nữa, nhìn cái biết ngay tay chơi hay lân la ở quán ba rồi, chơi với cậu ta chỉ có thiệt. Giang Đại Nhi thì đỏ mặt mắng qua loa vài câu, chẳng biết thẹn hay giận, Hứa Tư chỉ cười. Cuối cùng mọi người chơi trò đơn giản nhất là 1-2,3 ai thua uống rượu, dù sao quán ba bên trường học thời đó chưa tới mức thác loạn. Góc trong cùng của quán ba có một sân khấu nhỏ hình tròn, quán ba tỉnh thành đã xuất hiện ca sĩ hát ba, 1978 thi thoảng cũng mời ban nhạc tới biểu diễn. Lệnh Tiểu Yến cổ vũ Giang Đại Nhi lên hát, Giang Đại Nhi không còn là cô gái ngại thể hiện bản thân như trước kia nữa, hỏi ý Hứa Tư. Chị Hứa Tư có thích bài nào không? Bài của Trần Tuệ Nhàn được không? Hứa Tư hỏi lại. Lệnh Tiểu Yến cười nói. Đại Nhi giờ thầy máy hát của bọn em rồi. Không cần phải đi mua đĩa nữa, Hứa Duy cũng thích Trần Tuệ Nhàn lắm, nên ép Giang Đại Nhi học rồi. Hứa Tư nghĩ một lúc rồi nói. Hôm nay trời có tuyết rơi, vậy hát bài Mưa Tuyết đi. Bài hát của Trần Tuệ Nhàn đa phần chậm, không có âm điệu cao khó hát, không thể hiện được kỹ xảo cao siêu, nhưng giọng ca của Trần Tuệ Nhàn rất trong, người học theo rất khó, có điều không làm khó Giang Đại Nhi. Hiện quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt phát trên DTHTW được hơn một tháng. Giang Đại Nhi đã thành một trong người mẫu quảng cáo nổi tiếng nhất trong nước, lúc cô đi vào đội chiếc mũ đỏ nhỏ tới giờ chưa bỏ xuống, lại ngồi yên tĩnh một chỗ, nên không ai nhận ra, nhưng vừa lên sân khấu cầm lấy mic, tức thì có người vỗ tay thét lên chói tai. Lại thấy tuyết rơi. Trong ký ức thương tâm mưa tuyết. Em lại nhớ tới anh. Trái tim em nhói đau. Sớm đã chia tay rồi. Vì sao tình yêu vẫn còn nồng cháy? Giọng Giang Đại Nhi trong vắt, từng chữ rành rọt. Kỹ xảo hát hơn xa yêu cầu bài hát, thậm chí thoát hẳn khỏi ý nghĩa ban đầu ca khúc, phát triển thêm một số âm điệu, ít nhất cho thấy cô có cảm thụ riêng về bài hát này chứ khóc phải học theo người khác, làm người nghe mê mẩn. Trương Khác và Hứa Tư nhìn nhau cười, tỏ ra bất ngờ về biểu hiện của Giang Đại Nhi, Hứa Tư nhìn quanh thấy không ít chàng trai ngây ngất ngắm nhìn Giang Đại Nhi, thắc mắc. Sao không có ai lên tặng hoa cho Đại Nhi nhỉ? Hiện phải ai dám tặng liền hơn 1.000 đóa hoa hồng mới dám mang tới trước mặt Đại Nhi. Chu Tiểu Quân cười nói. Sự kiện 1.000 đóa hồng ở Đông Phương Plaza được đưa lên báo, giúp Giang Đại Nhi tránh được không ít phiền não của đám ong bướm vần quanh. Mọi người vỗ tay đón Giang Đại Nhi về chỗ ngồi, Lệnh Tiểu Yến còn phấn khích nói với Trương Khác. Cậu quen bà chủ, có thể nói để cho Đại Nhi làm ca sĩ ở quầy ba không? Trương Khác không biết Tôn Tĩnh Hương mở quán ba này có phải thuần túy muốn làm vườn địa đàng bí mật của cô với Diệp Kiến Bân hay không, nếu thế, cô nhất định không hy vọng quán ba quá đắt khách. Có điều nếu có một nơi biểu diễn đáng tin cậy để gửi nhờ Giang Đại Nhi rất có lợi, ít nhất ở trên báo chí cũng không coi cô đơn thuần là người mẫu quảng cáo sống nhờ khuôn mặt, liền gật đầu. Được, tôi sẽ hỏi giúp Đại Nhi. Trương Khác nhìn về phía quầy ba, Tôn Tĩnh Hương tựa hồ hiểu ý của y, cầm một cái rượu vang tới. Giọng nói thanh nhã hỏi. Giọng ca của Giang Tiểu Thư rất hay, đáng tiếc là quán ba của chúng tôi nhỏ, không mời nổi Tiểu Thư tới chỗ chúng tôi biểu diễn. Trương Khác đưa ngón tay ra lắc lắc, nói thay Giang Đại Nhi. Chúng tôi qua đây uống rượu miễn phí là được rồi. Tôn Tĩnh Hương hơi ngạc nhiên vì Trương Khác có thể đại diện cho Giang Đại Nhi, vẫn hỏi. Giang Tiểu Thư, thấy được không? Giang Đại Nhi rối rít gật đầu, cô đã có chút tiếng tăm ở trong thành phố. Nếu hát ở một quán ba lạ, rất có thể gây ra rắc rối không hay,
thấy Trương Khác và Tôn Tĩnh Hương có vẻ giao tình không tệ, nên tất nhiên đồng ý. Trương Khác nhìn cái rượu vang trong tay Tôn Tĩnh Hương, nhận ra là rượu LF Blast của Úc, một thương hiệu còn trẻ, nhưng rất được. Chai rượu này tặng chúng tôi phải không? Tôn Tĩnh Hương yêu nhã đặt chai rượu xuống bàn. Đúng vậy, trong quán không có hoa, tặng Giang tiểu thư chai rượu tỏ tâm ý. Trương Khác xoa tay. Cảm ơn chị Tôn. Tôn Tĩnh Hương cười duyên dáng, cô biết Trương Khác không cảm ơn về chai rượu, chuyện Giang Đại Nhi muốn làm ca sĩ cô cũng được Diệp Kiến Bân kể qua rồi. Tôn Tĩnh Hương tha thướt đi về quầy ba, đám Lệnh Tiểu Yến kích động chúc mừng Giang Đại Nhi, Hứa Duy đưa mắt nhìn Trương Khác cười. Cậu cũng có thể diện đấy. Thật hiếm khi được chị Hứa Duy khen một câu. Trương Khác khoa trương chắp tay vái tạ. Bạn trai Lâm Băng thắc mắc. Đại Nhi tới hát nơi này lại chẳng làm ăn phất lên như diều gặp gió, sao tôi cảm tưởng mọi người lại thấy bên mình chiếm lợi lớn thế nhỉ? Nhìn từ góc độ của một người bình thường đúng là như thế, Trương Khác chỉ nói. Không phải là ai mở quán ba cũng mong làm ăn tốt. Trương Khác chưa nói hết, bạn trai Lâm Băng đã nói. Sở thích lập dị của đám lắm tiền hả? Trương Khác cau mày, xem ra anh chàng này ý thức giai cấp rất mạnh, quay đầu đi không thèm để ý tới lời của hắn, xem sau này ra xã hội rồi hắn còn giữ được sự kiêu ngạo này không? Trương Khác nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, nói hắn đang từ nhà tới đây, để Lệnh Tiểu Yến nhìn thấy hắn tới chỗ này không hay lắm, đưa tay ra xem đồng hồ, nói với Hứa Tư. Thời gian không còn sớm nữa, chị đi đường mệt rồi, có về nhà khách nghỉ trước không? Rồi lại bảo nhóm Hứa Duy. Mọi người không về túc xá cũng được, thuê thêm hai phòng ở nhà khách đi. Qua một thời gian dài, đám Lệnh Tiểu Yến quen tiếp nhận thân phận thần bí của Trương Khác, tất nhiên không nhiều lời hỏi y ở lại làm cái gì. Lệnh Tiểu Yến hưng phấn đề nghị mấy cô bạn. Chúng ta ra siêu thị mua rượu về nhà khách uống tiếp đi. Đại Nhi, tới nhà khách uống rượu với bọn mình không? Hiếm có dịp vui như thế, Giang Đại Nhi cao hứng nói. Để mình gọi điện báo ẹ một tiếng. Không ngờ Trương Khác lại nói. Đại Nhi ở lại đi, lát nữa về cùng tôi. Lệnh Tiểu Yến che miệng cười ám muội. Không phải là thừa cơ mưu đồ bất chính với Đại Nhi muội muội của chúng tôi chứ hả? Trương Khác đâu quan tâm tới lời trêu ghẹo của họ, chỉ nhìn sang Hứa Tư, thấy trong mắt cô giấu một nụ cười. Tiễn nhóm Hứa Duy đi, Trương Khác đưa Giang Đại Nhi tới ngồi bên quầy ba, nói. Phải làm phiền chị Tôn một thời gian rồi. Cần khoảng nửa năm thay đổi ấn tượng của giới truyền thông với Đại Nhi, cũng để Đại Nhi rèn luyện thêm giọng ca, sau này không gian phát triển của cô ấy sẽ rất lớn. Phiền gì chứ, tôi vốn thích nghe hát mà, nếu chẳng phải giọng Đại Nhi trong, hợp ý tôi thì tôi cũng chẳng nhận lời. Tôn Tĩnh Hương rót cho Trương Khác và Giang Đại Nhi hai ly rượu khác. Tạm thời uống rượu vang nhé, Kiến Bân sắp tới rồi, tôi không muốn anh ấy biết tôi lén lấy rượu của anh ấy cho người khác uống. Diệp Kiến Bân tới rất nhanh. Thấy Giang Đại Nhi cũng ở đây, hỏi. Sao Đại Nhi cũng ở chỗ này? Giang Đại Nhi thấy Diệp Kiến Bân ngạc nhiên lắm, đứng dậy chào. Giám đốc Diệp. Diệp Kiến Bân hào sảng vung tay lên. Nơi này không có giám đốc Diệp, giám đốc Trương, gọi tôi là anh Diệp đi. Anh Diệp gì chứ hả? Thấy gái đẹp là tít mắt. Tôn Tĩnh mông nguyết Diệp Kiến Bân một cái, cởi tạp dề ném vào người Diệp Kiến Bân. Tới việc của anh đấy. Giang Đại Nhi chố mất nhìn, cô biết rõ thân phận của Diệp Kiến Bân, vậy mà Tôn Tĩnh Mông tự nhiên sai bảo, Diệp Kiến Bân còn ngoan ngoãn buộc tạp dề lên người, trông rất thú vị, liền phì cười. Cảm thấy cười như thế không phải phép, liền cầm ly rượu lên uống để che giấu. Trương Khác cười ha hả nói. Kệ bọn họ đi, bọn họ đều là những người thích bị ngược đãi. Giang Đại Nhi lần này kìm không nổi cười phun hết rượu lên ngực Trương Khác, làm y chố mắt, Tôn Tĩnh Mông cười nhạo. Giao gió gặt bão chưa? Giang Đại Nhi cuống lên lấy khăn giấy từ Tôn Tĩnh Hương lau rượu cho Trương Khác. Trương Khác giơ hai tay đầu hàng, cười méo xẹo. Xem ra nói xấu trước mặt cũng bị báo ứng, anh Diệp, vừa rồi chị Tôn đã đồng ý để Đại Nhi hát ở quán ba, xem tình hình, 1978 sẽ có nửa năm không yên tĩnh rồi. Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương thấy cô khẽ gật đầu, nói. Tôi rất kỳ vọng thấy Đại Nhi thành ca hậu đấy. Ngoài ra không có kế hoạch xa hơn à? Trương Khác lắc đầu. Tôi đâu phải là nhà quản lý chuyên nghiệp, trong tay cũng không có đội ngũ chuyên môn, làm sao vạch kế hoạch xa hơn cho cô ấy? Quảng cáo Phi Hồng cũng không được, tên béo Phi Hồng xuất thân nửa vời, nhiều thứ làm nửa ông nửa thằng trả ra sao cả. Diệp Kiến Bân hỏi Tôn Tĩnh Hương.
Tiểu Tĩnh, em chẳng học chế tác âm nhạc còn gì, nếu giao Đại Nhi cho em đào tạo, cần bao lâu để cô ấy nổi bật lên được? Trương Khắc ngạc nhiên thốt lên. Thì ra chị Tôn là dân chuyên nghiệp, tôi bảo mà, sao âm hưởng trong quán ba lại thiết kế tốt như thế? Tôn Tĩnh Hường cười hiền dịu. Không phải đâu, trước kia tôi từng làm việc về phương diện này, còn xa lắm mới nói được gọi là chuyên nghiệp. Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương đầy tình cảm. Nếu chẳng phải nhà họ Cát có quá nhiều quy củ thì hiện giờ chị Tôn cậu đã là một đại minh tinh rồi, Tiểu Tĩnh em thể hiện một chút cho Trương Khắc mở rộng tầm mắt đi. Đại Nhi ở đây, em không bêu xấu đâu. Tôn Tĩnh Hương lắc đầu, giọng mang nỗi buồn mang mác. Trong nhà họ Cát, phụ nữ xuất đầu lộ diện trước đám đông là tội cực lớn. Đã là xã hội nào rồi mà còn cái quy củ phong kiến như thế? Tôn Tĩnh Mông phẫn nộ nói. Cái xã hội này chỗ để nữ nhân có thể cạnh tranh với nam nhân vốn đã ít rồi, giới biểu diễn chẳng lẽ dơ bẩn. Tôi thấy cái dơ bẩn là tâm tư đám đàn ông các anh ấy. Trương Khắc lè lưỡi, Tôn Tĩnh Mông vừa đũa cả nắm làm y không dám tiếp lời, tránh rước họa vào thân. Còn nhớ Đại Nhi nói Tôn Tĩnh Mông múa dân tộc cực đẹp, có tài năng ấy lại phải học biên đạo múa, chắc áp lực gia tộc khiến cô nhượng bộ. Bị áp bức ắt có phản kháng. Chẳng trách Tôn Tĩnh Mông sở hữu vẻ đẹp tự nhiên như vậy lại cố tình trang điểm thật dữ dằn, nói không chừng là cố ý làm thế cho người nhà xem. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc, cũng không tiếp lời Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông không biết thân phận Trương Khắc, nhưng qua tiếp xúc trước kia, biết y là hạng rất rõ đời, nói thẳng luôn. Giọng Đại Nhi rất hay, nhưng muốn thành ca hội không dễ đâu, trong quá trình đó sẽ có không ít nam nhân có mưu đồ xấu với cô ấy. Trương Khắc chột dạ quay đầu đi. Mặc dù y chẳng có tâm tư méo mó gì với Giang Đại Nhi, nhưng ánh mắt của Tôn Tĩnh Mông cứ như y không có ý đồ xấu với Giang Đại Nhi là điều không bình thường. Như chạm phải tâm sự, Tôn Tĩnh Mông càng nói càng kích động. Chị, vì sao nữ nhân nhất định phải cần tới nam nhân, chẳng lẽ không cần đám nam nhân thối đó thì Đại Nhi không thể thành ca hậu? Sao chị không thử xem sao, sao chị cứ suốt ngày giúp trong cái xó này, chị không điên nhưng em thì sắp điên rồi. Chương 290 Về trường đi thi. Tôn Tĩnh Hương chỉ mỉm cười không trả lời em gái. Tôn Tĩnh Mông càng nói càng kích động, khách có người gọi thêm rượu, cô ta chỉ ném cho cái nhìn hung tợn, tiếp tục nói. Trong tay em còn có ít tiền, sinh nhật em không mua xe nữa, em sẽ cống hiến ra. Trương Khắc quan sát vẻ mặt của Diệp Kiến Bân, thấy hắn có vẻ rất cổ vũ Tôn Tĩnh Hương, nếu để Tôn Tĩnh Hương vì hắn suốt ngày đợi ở cái quán nhỏ này thì quá ích kỷ, Trương Khắc cũng không muốn. Trước kia y đã luôn coi Tôn Tĩnh Hương như người chị vậy, nói. Tôi muốn làm một ca khúc quảng cáo, ở phương diện này Phi Hồng không đủ chuyên nghiệp, có thể nhờ chị Tôn được không? Tôn Tĩnh Hương do dự không đáp, cô là mẫu phụ nữ của gia đình, cô hợp với việc làm vợ làm mẹ, ngày ngày chăm lo việc nhà, chiều chiều bế con đứng cửa chờ chồng đi làm về, chỉ thế thôi, sống một cuộc sống bình lặng, nhưng mong ước nhỏ nhoi đó không bao giờ trọn vẹn được, Diệp Kiến Bân dù sao cũng không phải chồng cô. Cô cần làm gì đó khỏa lấp khoảng trống. Tôn Tĩnh Mông tranh lời chị. Anh định đầu tư bao nhiêu tiền? Không quá 200 vạn dự toán thì vẫn có thể. Trương Khắc tính toán sơ qua khả năng tài chính hiện tại của bản thân. Nhưng công ty muốn nhìn thấy nó phải sinh ra hiệu ích tương ứng trên thị trường. Cho dù chuyện này nhờ chị Tôn thì cũng phải hợp tác với Phi Hồng. Đám nam nhân các anh đầu óc vòng vèo thế nào không tách rời được chuyện làm ăn. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nhìn Trương Khắc, xong 200 vạn để sáng tác một bài hát, tuyệt đối là khoản đầu tư lớn, bản thân nói là mánh khóe quảng cáo thu hút giới truyền thông trong nước rồi. Cứ yên tâm giao cho chúng tôi, dù sao chúng tôi có chút quan hệ với nhà họ Cát, nhìn nhiều thấy nhiều, có chút đầu óc kinh tế. Tôn Tĩnh Hương có bao lấy chuyện này cũng vô dụng, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương, cô nghĩ một lúc mới nói. Chỉ là sáng tác ca khúc thì tôi có thể miễn cưỡng thử xem. Chuyện thao tác thị trường giao cho Lão Kính làm. Diệp Kiến Bân và Trương Khắc cùng vỗ tay, chỉ cần kéo Tôn Tĩnh Hương xuống nước, có khởi đầu rồi còn sợ cô rút lui sao? Chuyện này mau chóng được quyết định, Diệp Kiến Bân còn sợ Trương Khắc đổi ý, lập tức gọi điện cho Kinh Phi Hồng để ông ta mau đưa ra phương án. Bất kể việc hát ở quán bar, hay bỏ khoản tiền lớn viết ca khúc cho Giang Đại Nhi, đều hỗ trợ cô chuyển biến hình tượng thành ca sĩ, đây là chuyện duy nhất Trương Khắc có thể trực tiếp giúp Giang Đại Nhi. May là Tôn Tĩnh Hương cũng có tâm tư này, các chuyện khác đợi việc sáng tác ca khúc xong rồi thảo luận cũng không muộn. Trương Khắc rốt cuộc là ai thế? Tôn Tĩnh Mông lấy hai ngón tay kẹp danh thiếp của Hứa Tư lắc lắc trước mặt Diệp Kiến Bân.
cô gái tên Hứa Tư này là ai? Em gặp Hứa Tư rồi à? Diệp Kiến Bân hỏi Tôn Tĩnh Hương. Ừm, Tôn Tĩnh Hương gật đầu. Theo đám bạn của Đại Nhi đi rồi. Mọi người biết hết cả mà không chịu cho em biết. Tôn Tĩnh Mông cảm thấy sắp điên rồi. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc. Nói cho em biết là hại em đấy, Trương Khắc không thích, anh chị không tuyên truyền thay y làm gì. Tôn Tĩnh Mông cực kỳ tối tối nhìn Diệp Kiến Bân chằm chằm, Diệp Kiến Bân lảng sang chuyện khác, căn bản không để ý đến cô ta. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, những bông tuyết trắng muốt bao phủ khắp nơi, làm ngõ học phủ bình thường có chút u ám trở nên rực sáng. Có lẽ vì đêm tuyết đẹp, cũng có lẽ vì sắp nghỉ lễ, cho nên dù là đêm đã khuya, trong ngõ vẫn có đôi tình lữ quên lối về. Giang Đại Nhi nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn cậu. Trương Khắc cười. Có gì mà phải cảm ơn, ai chẳng có mộng tưởng, và lại chuyện mọi người cùng có lợi này, không làm là đồ vương bát đản. Giang Đại Nhi bật cười, đúng là một nam nhân khiến các cô gái siêu lòng, nhưng luôn cảm giác y thật xa xôi, ai mới có thể thực sự hiểu được trái tim y. Cô rất muốn hiểu, nhưng phát hiện như có một tấm màn vô hình ngăn cách, nghĩ tới đó Giang Đại Nhi có chút buồn bã. Trở về nhà khách. Bạn trai của Chu Tiểu Quân và Lâm Băng đều đã về, chỉ còn bốn cô gái ngà ngà say má đỏ phừng phừng, nằm ngồi nghiêng ngả, thấy Trương Khắc và Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến cười khanh khách. Còn tưởng cậu lừa mất Đại Nhi đi rồi chứ? Kéo Giang Đại Nhi vào phòng. Trương Khắc định vào theo nhưng bị Lệnh Tiểu Yến chặn ngoài cửa. Quý bà cuồng hoan, quý ông miễn vào, con trai cũng không được. Trương Khắc cười, quay về phòng, ở một mình trong phòng với năm mỹ nhân say rượu. Nếu y không làm gì cả sáng mai lên chùa cạo đầu đi tu luôn cho xong. Còn nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng. Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy cửa sổ phủ một lớp tuyết dày, chẳng biết tuyết trên đường cao tốc đã kịp dọn dẹp chưa. Trương Khắc tới gõ cửa phòng Hứa Tư, thì đầu vào trong, thấy bốn cô gái nằm ngổn ngang trên một cái giường, không còn chút hình tượng thục nữ nào nữa. Trương Khắc bật cười. Hôm qua mọi người thác loạn tới mấy giờ? Chẳng nhớ nữa. Đầu tới giờ vẫn còn đau đây, ít khi uống nhiều rượu như thế này lắm. Hứa Tư ra hành lang nhẹ nhàng khép cửa lại. Bây giờ về Hải Châu à? Trương Khắc đưa tay ra day huyệt thái dương cho cô, hôn nhẹ lên môi. Vẫn còn hơi rượu này. Hứa Tư cười xấu hổ. Đợi một chút nhé, tôi vào rửa mặt. Rồi đẩy cửa đi vào, đám Hứa Duy bị tiếng gõ cửa của Trương Khắc đánh thức, giọng còn ngái ngủ hỏi. Mọi người đi sớm thế. Các em cứ ngủ tiếp đi. Hứa Tư xin lỗi. Tiểu Duy em định bao giờ về nhà? Chuyện Đại Nhi đi hát sao rồi? Hứa Duy nhìn qua khe cửa thấy Trương Khắc đứng ở hành lang, hỏi. Thế nào cũng phải đợi năm sau quay về trường mới được, Đại Nhi khả năng còn có chuyện khác, hay chị theo em và chị Hứa Tư về cũng được. Chỉ cần thi hết xong thì có về trước trường học cũng không hỏi tới, cho nên các trường đại học thường kéo dài thời gian thi ôn cuối cùng vào ngày cuối cùng. Để sinh viên không thể bỏ trốn sớm được. Có điều cũng có ngoại lệ, giống như giảng viên khoa ngoại thương không theo an bài của ban giáo vụ, đám Hứa Duy đã thi xong 3-4 ngày rồi. Hứa Duy đưa tay lay tỉnh Giang Đại Nhi. Còn việc gì cần mình ở lại không? Giang Đại Nhi mắt còn lim dim, tóc bù xù, nhưng lại rất kiều mị, cô ngớ ra một lúc chẳng hiểu Hứa Duy đang hỏi cái gì, hỏi Trương Khắc. Chuyện ca khúc quảng cáo thì sao? Thời gian đầu không liên quan tới chị nhiều lắm. Bên Phi Hồng có an bài lịch trình không? Giang Đại Nhi vỗ đầu, cô trở về một cái liền bị đám Lệnh Tiểu Yến chuốc cho rất nhiều rượu, nên trừ quan hệ giữa Diệp Kiến Bân ra thì khai hết rồi, lúc này đầu óc chưa tỉnh hẳn, điệu bộ ngốc nghếch trông cực kỳ đáng yêu, cô nghẹo đầu nghĩ một hồi nói có vẻ không chắc chắn lắm. Hình như không, tôi hỏi mẹ tôi xem. Rồi chui từ trong chăn ra, không ngờ chỉ mặc mỗi áo chui bó sát người, phía dưới mỗi chiếc quần lót, mặc dù không khỏa thân như lần trước. Nhưng trông càng kích thích, làm Trương Khắc nhìn ngây người nuốt nước bọt, thế này mai sau làm ca sĩ đi theo con đường gợi cảm luôn cho xong. Hứa Tư che mắt Trương Khắc, không cho y nhìn. Trương Khắc kéo chặt cánh cửa, không cho người bên trong có cơ hội đi ra, ấn Hứa Tư lên cửa hôn cuồng nhiệt, dáng vẻ kinh hoàng của Hứa Tư làm người ta đau lòng, càng làm nam nhân kích thích. Hứa Tư vùng vẫy không có tác dụng, lại không dám phát ra tiếng động để bên trong phát hiện. Đành khẽ cắn lấy cái lưỡi ma quái đang tiền vào, ép y phải rút lui. Nhìn đôi mắt Trương Khắc lộ vẻ cầu khẩn, Hứa Tư mỉm cười liếm lưỡi một cái rồi đẩy ra. Muốn chết à, Tiểu Duy nhìn thấy thì sao? Trương Khắc đương nhiên hy vọng Giang Đại Nhi còn có chuyện giữ Hứa Duy ở lại tỉnh thành, y có thể cùng Hứa Tư ở riêng với nhau trên đường về Hải Châu.
Thế nhưng trước Tết vốn là mùa ảm đạm của thị trường điện gia dụng, dù có hoạt động quảng cáo gì cũng phải đợi sau Tết mới bố trí lại. Giang Đại Nhi gọi điện thoại xong nói Hứa Duy có thể theo bọn họ về. Hứa Duy mặc dù vừa buồn ngủ vừa đau đầu nhưng vẫn thu dọn hành lý, đành cưỡng ép bản thân rời giường. Trương Khắc gọi điện cho kênh giao thông, biết tuyết trên đường cao tốc phải đợi tới 9 giờ mới dọn hết, thời gian không gấp lắm. Buổi trưa ăn qua loa ở khu phục vụ, buổi chiều 1 giờ mới về tới Hải Châu, rời đường cao tốc Trương Khắc thả Hứa Tư, Hứa Duy xuống xe nói. Em phải về trường học thi cuối kỳ đây. Hả? Hứa Tư, Hứa Duy trố mắt kinh ngạc. Gạch dưới, 15 phát, đáng nhẽ hết rồi, nhưng thể theo yêu cầu của bác Hansako sẽ thêm 5 chương nữa. Chương 291, ta đây không chấp tiểu cô nương. Trương Khắc lái xe tới trường học, 1 giờ 30 mới chính thức thi, cho dù đến muộn một chút cũng không sao, hôm nay thi 2 môn, mai thi 3 môn, ngày kia chính thức nghỉ học, với Trương Khắc mà nói, chẳng có gì đáng để hưng phấn cả. Tiếng chuông chuẩn bị thi vang lên, Thôi Úc Mạn ôm đống để thi theo các giáo viên khác rời văn phòng giáo viên, mặc dù cô ta điều tới bộ phận sơ trung, nhưng hôm nay tới bên cao trung làm giám thị, vừa mới đi xuống sân thì thấy chiếc VS40 xám bạc đi vào trường học. Đầu học kỳ này chiếc Mitsubishi đỏ để lại cho các giáo viên nhất trung ấn tượng cực kỳ sâu sắc, sau lần đó trở đi, nhất trung trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, vấn đề học sinh tựa hồ được giải quyết triệt để. Lúc này, tất cả giáo viên đều dừng bước. À, còn chưa bắt đầu thi à, cứ tưởng muộn rồi chứ. Trương Khắc hết sức vô tư thò đầu ra cửa xe, chào hỏi các giáo viên. Thôi Úc Mạn quay ngắt đầu sang một bên, tuyệt đại đa số các giáo viên mặt tối sầm như trời sắp mưa, có hai giáo viên mới giống Thôi Úc Mạn vừa mới vào nhất trung, không nhận ra Trương Khắc, nói. Ai thế, lưu manh người xã hội dám lái xe vào trường à? Vừa định đi tới đuổi Trương Khắc ra khỏi trường, thì bị hai giáo viên trung niên giữ lại. Bọn họ không biết phải giải thích cho hai giáo viên trẻ này thế nào, cực chẳng đã lắc đầu nói. Kệ nó đi, chỉ cần nó không sinh sự ở trường là được. Lý Chi Phương lúc này ôm chồng đề thi đi xuống, thấy các giáo viên đứng tụm một chỗ, tò mò thò đầu ra, thấy Trương Khắc lái xe đi vào, vẫy tay ngăn lại, vừa đi vừa nói. Trương Khắc, trường thay đổi nội quy rồi, học sinh không được lái xe có động cơ vào trường học, làm phiền em đỗ xe ở cổng trường. Trương Khắc gãi đầu. Cô giáo Lý, em ra ngoài đỗ xe, nhưng mà cô không được cấm thì em vì em đến muộn đâu nhé. Lý Chi Phương cười, phất tay bảo y đi đỗ xe. Nhìn Trương Khắc ngoan ngoãn lái xe quay đầu đi ra khỏi cổng trường, một giáo viên thở phào. Đúng là chỉ mỗi cô giáo Lý mới đối phó được với đám hoàn khố này, may mà Trương Khắc và Đỗ Phi ở trong lớp cô, nếu đổi lại là lớp khác, nếu không nhất trung bị bọn chúng làm náo loạn tung trời rồi. Có giáo viên khác nói. Nghe nói mấy ngày trước Đỗ Phi còn lên tỉnh thi diễn giảng, còn giành được giải thưởng, cô giáo Lý mà cũng có thể khiến cả Trương Khắc cũng quay về đường chính như thế thì tôi thực sự phục cô, trường học tổ chức tuyển hiệu trưởng một cách dân chủ, tôi bỏ phiếu cho cô đầu tiên. Lý Chi Phương chỉ cười bảo các giáo viên khác về lớp trước, cô đứng lại đợi Trương Khắc, những người khác không hiểu thiếu niên này, cô biết y chưa bao giờ có tâm tư làm chuyện xấu, chẳng qua y quá xuất sắc khác biệt, nên làm người thường không thể hiểu nổi. Cả học kỳ một Trương Khắc rất ít xuất hiện ở trường học, nhưng đề thi môn sử không làm khó được Trương Khắc, đáp án có thể rời khỏi đáp án tiêu chuẩn một chút, thế nhưng viết ba hoa chích chòe cho kín giấy thi thì không thành vấn đề gì. Nền tảng môn văn của y cực chắc, trả lời câu hỏi xong, Trương Khắc còn viết chưa tận hứng, nếu bài thi này còn chưa đủ hợp cách thì giáo viên chấm bài y nhất định phải có thành kiến rất sâu. Tiếp theo là thi chính trị, Trương Khắc cầm lấy đề thi mới biết học kỳ vừa rồi học triết học cơ sở. Triết học chủ nghĩa Marx không chỉ sơ trung học một chút, lên cao trung học tiếp mà tới đại học cũng phải học lại một lượt, thì nghiên cứu sinh càng là trọng điểm. Trương Khắc cuối cùng bỏ nghiên cứu sinh, nhưng năm thứ tư ôn thi nghiên cứu sinh rất nghiêm túc, cho nên cái môn học này làm người ta rất căm ghét, nhưng nhồi nhét vào đầu bao năm như thế đủ để lại ấn tượng sâu sắc, huống hồ một dạo thất tình Trương Khắc sinh ra hứng thú nghiên cứu triết học, thế nên làm bài không thành vấn đề, chỉ là chẳng hiểu có đi quá xa đáp án của trình độ trung học không. Nhưng Trương Khắc vẫn phát huy trình độ ba hoa, viết kín giấy thi. Cả buổi chiều đều do Lý Chi Phương làm giám thị, cô rất tự nhiên cầm bài thi của Trương Khắc lên xem, mặc dù đem so với đáp án gần như chuẩn mực của Đường Thanh thì bài thi của Trương Khắc xa rời trọng tâm câu hỏi, nhưng Lý Chi Phương nghĩ nếu mình làm bài thi này cũng không thể viết hay hơn Trương Khắc được. Ngày mai thi ba môn, văn và tiếng Anh là sở trường của Trương Khắc, số học có hơi kém, nhưng không tới mức quá kém.
Lý Chi Phương trước khi cầm bài thi môn chính trị ra khỏi lớp, nói với Trương Khác. Tối nay về bảo Đường Thanh giúp em bổ túc thêm môn số học, nói không chừng lần thi này sẽ không đội sổ. Không đội sổ, đó là yêu cầu của một giáo viên với học sinh sao? Trương Khác ngạc nhiên nhìn Lý Chi Phương. À, Lý Chi Phương thấy nói như thế không nên, má hơi hồng, nhưng cũng không lấy ra tôn nghiêm của giáo viên trước mặt Trương Khác. Bạn cho rằng mục tiêu của bạn có thể đặt cao hơn à? Đường Thanh đứng bên cạnh, cuộn bài nhắc lại, đánh vào đầu Trương Khác. Hôm qua định dạy cho bạn một buổi, bạn lại trốn lên tỉnh thành, Hải Ình cứ lo bạn có kịp về thi hay không, tối nay có chuẩn bị làm việc xấu gì không đấy. Trương Khác hôm qua đi đón Hứa Tư, nên đối diện với Đường Thanh ít nhiều có chút chột dạ, nên không dám cãi lại câu nào, vội nói. Tối nay mình không có việc gì, đang chuẩn bị nhờ bạn dạy kèm môn số học thôi. Lý Chi Phương phì cười, ôm bài thi rời khỏi lớp học, nói tới thực sự trấn áp được Trương Khác thì phải là Đường Thanh chứ không ai khác. Đỗ Phi lúc này mới lấm lét thò đầu qua. Nghe nói mày lại đổi xe à? Mặc dù Đỗ Phi chưa tròn 18 tuổi, nhưng giống như Trương Khác nhờ vào quan hệ nên có bằng lái rồi, Trương Khác ném chìa khóa cho hắn. Chiếc Volvo xám bác đỗ ở cổng trường ấy, ngày mai nếu xe tao chỉ có một vết xước nhỏ thì mày đặt chỗ ở bệnh viện trước đi. Đỗ Phi tất nhiên không coi lời cảnh cáo của Trương Khác vào đâu, lấy được chìa khóa một cái là muốn chuồn luôn, Trương Khác vội chặn hắn lại. Mày phải đưa tao và Đường Thanh về trước chứ. Đỗ Phi đành làm phu xe cho Trương Khác, khi xuống lầu thấy Trần Phi Dung đang cùng bạn học đứng ở hành lang đối chiếu đáp án, Đường Thanh chạy tới chào hỏi, Trương Khác quay mặt đi, tránh khỏi bị người ta lạnh nhạt. Không ngờ Trần Phi Dung nói chuyện với Đường Thanh một lúc rồi nắn hai tay, đi tới rất thiếu tự nhiên, Trương Khác ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen nhau Trần Phi Dung chủ động tìm y nói chuyện, làm y lúng túng cứ ngây ra nhìn. Trần Phi Dung cũng mấp máy môi một lúc chẳng thấy phát ra tiếng. Cái gì? Trương Khác không nghe được lời như mũi kêu của Trần Phi Dung, ghé ta kề gần tai cô mới nghe rõ. Nhà bạn muốn mời tôi ăn cơm, vì sao muốn mời tôi ăn cơm? Trần Phi Dung mặt đỏ dừ, ngay cả tai cũng đỏ như máu, cô đã quen lãnh đạm với Trương Khác, nên khó mở miệng mời y. Trần Kỳ đầu năm nghe ý kiến của Trương Khác, không ngờ thành công ngoài dự liệu. Chỉ trong một năm trong nhà đã có chút tích góp, quán cũ quá nhỏ, định chuyển sang nơi rộng hơn, suy nghĩ rất lâu, nhưng khi thực sự bắt tay vào việc thì hai vợ chồng lại trở nên do dự. Dù sao với nhà bình thường mà nói, muốn làm chút sự nghiệp chẳng khác gì đi trên băng mỏng, vì gia sản không nhiều, thất bại là không thể làm lại được. Trần Kỳ và Lưu Phân Tính mời Trương Khác ăn cơm, vừa để cảm ơn đồng thời nhờ y góp ý. Vợ chồng Trần Kỳ không có cách nào liên hệ với Trương Khác. Hứa Tư lại không ở Hải Châu, nên bảo con gái nếu gặp Trương Khác ở trường thì mời y. Suốt thời gian dài Trần Phi Dung không gặp được Trương Khác, đột nhiên y xuất hiện trước mặt, đổi lại là người khác cũng không sao thản nhiên được. Giải thích mỗi chuyện mới cơm thôi mà Trần Phi Dung tốn không ít công sức, nói xong cảm thấy muốn bật khóc, trong lòng đột nhiên không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, ngày mai bạn cứ bảo mình thời gian là được, mai mình cũng tới trường để thi. Trương Khác không nhẫn tâm làm khó Trần Phi Dung, quan trọng là Đường Thanh đang ở bên nhìn gườm gườm kia kìa, cô nàng hiện rất thân thiết với Trần Phi Dung, cảm giác mình mà có xung đột với Trần Phi Dung, đảm bảo cô nàng không giúp mình, hừ, ta đây không thèm chấp tiểu cô nương. Chương 292, Lolita Chu hiểu lộ. Trương Khác và Đỗ Phi phải đứng bên cạnh mòn mỏi chờ Đường Thanh và Trần Phi Dung ghé tai thì thầm với nhau một lúc lâu, lúc ra khỏi trường học thấy Lý Chi Phương đi xe đạp chở Chu hiểu lộ về. Chu Hiểu Lộ từ rất xa đã vẫy tay với bọn họ, Chu Hiểu Lộ hết năm nay mới tròn 13 tuổi, vậy mà nhìn cái biến ngay thuộc hàng mầm họa rồi, khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp, cặp môi dày, đôi mắt đen lay láy, trắng trẻo non nớt, cực kỳ đáng yêu, chỉ là còn chưa có vẻ diễm lệ sau khi trưởng thành. Lý Chi Phương thấy Đỗ Phi sắp ngồi vào ghế lái, không nhịn được, dặn một tiếng. Đường đông người, em lái xe cẩn thận đấy. Đỗ Phi vội ném ngay chìa khóa cho Trương Khác, cười ngượng. Em chỉ sợ vô lăng thôi, Trương Khác nó mới lái xe. Mẹ, thằng này vẫn còn đóng giả học sinh ngoan trước mặt Lý Chi Phương, mỗi tội thằng học sinh ngoan toàn mơ đưa cô giáo lên giường, Trương Khác tức tối vô cùng cầm lấy chìa khóa. Hiểu Lộ, để bọn chị đưa em về. Đường Thanh rủ Chu Hiểu Lộ lên xe. Chu Hiểu Lộ lắc đầu. Em còn phải đi chợ mua rau với mẹ nữa. Đỗ Phi cũng nói. Cô giáo Lý, còn có một ngày cuối nữa thôi, trừ Trương Khác ra thì chẳng ai phải học thêm cả,
để Hiểu Lộ đi chơi với bọn em đi, trước 8 giờ bọn em sẽ đưa Hiểu Lộ về. Trương Khắc không ngờ Đỗ Phi giả học sinh ngoan nửa năm quan hệ với Lý Chi Phương đã bình thường lại, còn danh chính ngôn thuận rủ dê con gái nhà người ta đi chơi, nhìn đôi mắt tiểu nha đầu có vẻ rất mong mỏi, xem ra khá thân thiết với Đỗ Phi và Đường Thanh. Đỗ Phi là đứa bé ngoan, bất kể là các giáo viên và học sinh khác trong trường có nghĩ thế nào về hắn thì Lý Chi Phương không bị ảnh hưởng, chút xấu hổ giữa hai bên bị thời gian xóa nhòa, khôi phục lại quan hệ bình thường giữa giáo viên và học sinh, hẳn là còn thân thiết hơn giáo viên và học sinh bình thường một chút. Lý Chi Phương đồng ý, việc học tập của Chu Hiểu Lệ hoàn toàn không cần cô lo, vỗ má con gái dặn. Đừng nghịch quá đấy. Chu Hiểu Lộ vừa thấy mẹ đồng ý, chạy tót lên xe, vào xe rồi rất lễ phép chào. Chào anh Trương Khắc, chào anh Đỗ Phi. Trương Khắc quay đầu lại, nói với Chu Hiểu Lộ rất nghiêm trang. Hiểu Lộ, em nhớ ký nhé, anh Đỗ Phi là con chó sói đội lốt người. Nói xong đắc ý cười phá lên, có lẽ lúc này Đỗ Phi còn chưa có cảm giác, nói không chừng thời gian trôi đi theo sự trưởng thành của Chu Hiểu Lộ, hắn dần chuyển tình cảm với Lý Chi Phương lên người cô bé. Đỗ Phi cười mắng Trương Khắc nói lung tung bôi nhọ hắn, hắn giống tất cả thiếu niên, thế giới tình cảm rất thuần khiết, hiện Đỗ Phi đang cặp đôi với Thịnh Hạ, tình cảm kia với Lý Chi Phương cũng nhạt đi, với Chu Hiểu Lộ chỉ có sự thân thiết khó nói lên lời. Tình cảm của thiếu niên thực sự đâu có phức tạp như kẻ trải qua hai kiếp người như Trương Khắc. Đợi xe đi một quãng, không còn nhìn thấy Lý Chi Phương nữa, vỗ vai Trương Khắc dục. Cho lái cái nào nào. Trương Khắc lườm mắt nhìn hắn một cái. Vừa rồi ai bảo mày vờ vịt, vờ mày nghĩ có khả năng được sờ vào tay lái nữa không? Thấy hắn trông rất tội nghiệp, Trương Khắc lái xe tới chỗ đường vắng liền đổi cho Đỗ Phi lái xe. Trương Khắc gọi điện về nhà, không có ai nghe máy, gọi tới nhà mới, quả nhiên mẹ ở đó, nói tối Tạ Vãn tỉnh tối tới ăn cơm, Trương Khắc không chần chừ lệnh Đỗ Phi lái ngay tới Tân Cẩm Viên, rồi bảo Đường Thanh gọi cả mẹ sang ăn cơm cho thêm phần náo nhiệt. Gần Tết, Đường Học Khiêm và cha y thì gần như không có khả năng ăn tối ở nhà. Đột nhiên tăng lên nhiều người như vậy làm ở nhà trở tay không kịp, Lương Cách Chân vội vàng đi mua thêm thức ăn, Tạ Vãn Tình làm việc ở công ty, đợi một lát nữa mới về. Trương Khắc và Đường Thanh, Đỗ Phi, Chu Hiểu Lộ học số học trong nhà mới. Môn số học này phải làm rất nhiều bài tập thì mới nâng cao trình độ được, buổi tối chỉ có thể học thuộc các công thức, định lý một lượt là giỏi lắm rồi, nhưng nền tảng số học của Trương Khắc không tệ. Đừng quên nhờ món này mà y được đề bạt ở tập đoàn Long Dụ, nghe Đường Thanh giải giảng đơn giản là giải được dễ dàng để luyện tập, không cần tốn công. Nhưng đối phó với kỳ thi ngày mai vẫn còn lỗ hổng kiến thức rất lớn, chỉ hy vọng không quá tệ, lấy lời Lý Chi Phương mà nói thì tranh thủ đừng để bị đội sổ. Tạ Vãn Tình đi làm về, sang nhà Trương Khắc, bị y lấy sách số học ra hỏi. Chị Vãn Tình biết bài này giải ra sao không? Tạ Vãn Tình cầm lấy sách. Cắn môi nghĩ một hồi hoàn toàn không có đầu mối, vài công thức toán học xoay chuyển trong đầu nhưng không xác định lắm, cuối cùng từ bỏ, tức giận nói. Ngày mai em thi mà, liên quan gì tới chị? Trương Khắc cầm lấy sách loáng cái đã giải xong, cười rất đắc ý, bị Đường Thanh cầm sách đập vào đầu. Mới học chưa được 1/4, đắc ý cái gì? Chu Hiểu Lộ ở bên cạnh lắc đầu, cũng cảm thấy Trương Khắc chẳng có gì đáng đắc ý cả. Ăn cơm xong. Đỗ Phi lái xe bảo đi đón Thịnh Hạ, thực ra là hắn muốn lái xe cho đã thèm, Thịnh Hạ và Trần Phi Dung học năm cuối rồi, áp lực học tập hơn bọn họ nhiều, tối nay chưa chắc thèm để ý tới hắn. Nhưng Trương Khắc mặc xác, chỉ dặn nhớ phải quay lại đưa Chu Hiểu Lộ về trước 8 giờ. Trương Khắc và Đường Thanh, Chu Hiểu Lộ vào thư phòng học bài, Đường Thanh giảng bài, Chu Hiểu Lộ chống má ngồi bên nghe, cô bé có vẻ cũng hiểu được lời Đường Thanh giảng, điều này làm Trương Khắc xấu hổ hết sức. Thi thoảng có chỗ nghe không hiểu, cũng ngượng không bảo Đường Thanh giảng lại. Gần tới 8 giờ, cơ bản đã ôn tập được một nửa công thức, Đỗ Phi cũng về đúng giờ, cùng đưa Chu Hiểu Lộ về nhà. Xuống tầng dưới, ba phụ nữ đang ngồi quanh ghế sofa trò chuyện, thấy con, Lương Cách Chân dặn thêm một câu. Tối này đừng có ra ngoài chơi đấy nhé. Cứ như tối nào Trương Khắc cũng ra ngoài chơi vậy. Lý Chi Phương đã chuyển về khu tập thể giáo viên nhất trung, trước đó cô điều tới sơ trung Tượng Sơn. Từng bị đuổi khỏi nơi này. Đêm đông gió thổi ù ù, vừa đi lên cầu thang đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nam nhân quát chửi, Trương Khắc lúc đầu không để ý lắm, tới khi thấy Chu Hiểu Lộ đứng lại không chịu đi lên mới ý thức được là tiếng động phát ra từ nhà Lý Chi Phương. Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng kiên cường của Chu Hiểu Lộ, hẳn cô bé không muốn để chuyện trong nhà lộ ra ngoài. Đám Trương Khắc quay xuống,
nhưng giỏng tai lên nghe, nhận ra tiếng quát tháo lẻ nhè của người say, tựa hồ hàng xóm xung quanh đã quen với chuyện này rồi, nên không có phản ứng gì. Chu Hiểu Lộ tỏ ra bình tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, dùng giọng nói mà ai nghe cũng phải xót xa trong lòng. Ba em bị thôi việc lâu rồi, suốt ngày chỉ biết uống rượu, mẹ em tìm việc giúp ba em lại bị ba em đánh cho, nói là làm mất mặt ông ấy. Em lớn lên rồi nhất định đưa mẹ rời khỏi cái nhà này. Đỗ Phi cũng đã trưởng thành hơn, ít nhất không nổi khủng xông vào làm cho Lý Chi Phương thêm khó xử. Trương Khắc lái xe vào chỗ tối, nhặt một viên gạch vỡ bên bồn hoa, đưa cho Chu Hiểu Lộ. Ném vỡ cửa kính nhà em đi, thích lắm. Đường Thanh lên tiếng trách. Sao bạn dạy Hiểu Lộ làm chuyện này? Chu Hiểu Lộ lại tỏ ra rất kiên quyết, cầm viên gạch ném thẳng vào cửa sổ nhà mình, choang kính vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng nam nhân la hoảng. Trương Khắc kéo vội Chu Hiểu Lộ đang định nhặt gạch ném thêm vào trong xe. Một nam nhân tóc tai bù xù từ cái cửa sổ vỡ kích thò đầu ra, nhìn biết ngay là hạng ná rượu, đang lờ đờ say làm người ta cho rằng hắn ta sắp ngã ngay khỏi cửa sổ. Trương Khắc còn tưởng hắn ta sẽ chửi bới vài tiếng, ai ngờ hắn ngó nghiêng một hồi rồi rụt đầu về, trong nhà im ắng hẳn. Trương Khắc nhếch mép cười, hóa ra là thằng hèn chỉ biết bắt nạt vợ, liền vỗ vai Chu Hiểu Lộ. Nếu lần sau còn ầm ĩ như thế, em cứ lén ném vỡ cửa kính nhà em, nếu em không tiện làm thì gọi Đỗ Phi tới, nhớ đừng để ba mẹ em biết, đập vài lần là nhà em được yên tĩnh. Chương 293, Tiểu Yêu Tinh. Có ai dạy trẻ con như bạn không hả? Đường Thanh lườm y một cái. Trương Khắc cười khì, chồng Lý Chi Phương là loại không dám có chút phản kháng nào với uy hiếp bên ngoài, nên mới dọa hắn như thế, ít nhất có thể giúp cuộc sống gia đình này có thể tiếp tục được. Lý Chi Phương có lẽ có chỗ không phải với hắn, trong cảnh này rồi mà vẫn không bỏ hắn đi, có lẽ vì muốn Chu Hiểu Lộ có một gia đình hoàn chỉnh, có lẽ vì nguyên nhân khác, đều đáng được thông cảm. Lý Chi Phương xuất hiện ở cửa sổ, nhặt kính vỡ trong ngoài nhà, cho vào thùng rác. Đợi thêm một lúc lâu trong nhà không có tiếng cãi nhau nữa, ngược lại truyền ra tiếng TV, Trương Khắc mới để cho Chu Hiểu Lộ về. Còn phải học tập, không thể ở ngoài quá lâu, Trương Khắc và Đường Thanh về thẳng Tân Cẩm Viên, xe thì để Đỗ Phi lái đi. Ba người phụ nữ vẫn đang tán gẫu trong phòng khách, Trương Khắc và Đường Thanh lên lầu trên, lúc này Đường Thanh mới hỏi. Sao bạn biết chiêu đó có tác dụng? Hả? Câu hỏi không đầu không cuối của cô nàng làm Trương Khắc không hiểu. Thì đập cửa kính ấy. À, nam nhân chia ra làm rất nhiều loại, nếu bạn đập cửa nhà Phó Tuấn, nói không chừng anh ta đuổi theo Tần Ột trận. Đối phó với nam nhân khác nhau thì phải dùng thủ đoạn khác nhau. Trương Khắc tất nhiên muốn khoe khoang thủ đoạn đối phó với nữ nhân của mình còn nhiều hơn, nhưng mà trước mặt Đường Thanh, đành thôi vậy. Ồ, Đường Thanh tự hiểu tự không, gật gù. Mình thấy thủ đoạn đối phó các cô gái của bạn càng nhiều hơn phải không? Trương Khắc choáng váng, đưa tay nâng chiếc nhỏ của cô lên, chăm chú nhìn đôi mắt dài vừa quyến rũ, cặp lông mày cong vút như lưỡi liềm sẵn cứa nát bất kể trái tim cứng rắn độ nào, thật không hiểu cô nàng làm sao lại luôn đoán được ý nghĩ của mình. Mẹ mình ở phía dưới đấy. Thế nhưng đôi mắt lại khép hờ, răng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng ra vẻ hết sức kiều mị, cám dỗ tột độ, rõ ràng hành động và lời nói của Đường Thanh không ăn khớp nhau. Trương Khắc vỗ đầu. Hôm nay phải tỉnh táo học bài, không để Tiểu Yêu Tinh dụ dỗ làm chuyện khác. Đường Thanh cười nhéo tai y. Ai muốn dụ dỗ bạn, là do bạn tự không chuyên tâm biết không hả? Cố Kiến Bình đi lên, mùa đông qua 9 giờ cảm giác muộn lắm rồi. Dặn sẽ cùng Lương Cách Chân về trước, Đường Thanh có thể ở lại nhà Tạ Vãn Tình. Trước kia mọi người còn lo Trương Khắc và Đường Thanh ở bên nhau làm ra chuyện khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng lâu dần cũng hiểu ăn trộm cả ngày thì được chứ phòng trộm cả ngày là không nổi, nên chẳng buồn nhắc nhở hai đứa trẻ nữa. Một lúc sau Tạ Vãn Tình lên nói với Đường Thanh. Khi nào em muốn ngủ thì cứ qua nhé. Đường Thanh thẹn thùng nói. Bọn em có thể sẽ học rất khuya. Mặt cô nàng hơi hồng. Rõ ràng không muốn tới chỗ Tạ Vãn Tình ngủ. Trương Khắc mừng thầm, nhưng y mừng quá sớm rồi, Đường Thanh đúng là muốn ngủ với y, nhưng thuần túy chỉ là muốn ngủ chung mà thôi. Trương Khắc đột nhiên cảm thấy quay về thập niên 90 có một điều cực kỳ không hay, các thiếu nữ như Đường Thanh quan niệm tình dục còn quá bảo thủ. Trương Khắc trải qua một đêm mà y không muốn nhớ lại. Mặt trời thẹn thò chui lên sau dạng núi xa xa, ánh nắng ban mai dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ đẩy lùi màn đêm từng chút một. Nắng ấm chưa chiều vào tới cửa sổ nhưng bên ngoài đã có mấy con chim chăm chỉ đã ra ngoài kiếm ăn, kêu lích xích đánh thức Trương Khắc,
nhìn Đường Thanh mái tóc cô được ánh ban mai chiếu sáng ánh lên sắc hung lộng lẫy, khuôn mặt điềm tĩnh như đứa trẻ con, cuộn mình trong lòng y, nhưng có đứa trẻ con có nào có khuôn ngực tròn đầy đặn, cái mông vểnh cao chết người như thế, Trương Khác chẳng thấy mình điềm tĩnh chút nào. Hôn lên cánh môi hồng mọng nước của Đường Thanh. Đêm qua cả hai thức quá khuya, Trương Khác không nỡ đánh thức cô, đành chấp nhận số phận, nhẹ nhàng gỡ bàn tay trắng ngần của Đường Thanh đang ôm lấy cổ xuống, tiếp đó gỡ cái chân gác lên người y. Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, chỉ thấy vầng sáng bạc sữa ở phương đông, Trương Khác ngồi vào bàn giải mấy bài tập, cảm thấy rất thuận tay, phù vậy là không để phụ lòng Đường Thanh, ngẩng đầu lên thấy Tạ Vãn Tình đứng ở cửa, cô có chìa khóa nơi này, tự mở cửa vào. Sao em dậy sớm thế? Trương Khác vẫy tay bảo Tạ Vãn Tình ghé đầu tới, nói nhỏ. Nhịn không nổi phải dậy, làm toán có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Tạ Vãn Tình phì cười ra tiếng, lườm Trương Khác một cái, quyến rũ vô hạn. Trương Khác bất giác tim đập nhanh hơn, rất muốn ôm lấy cô vào lòng âu yếm một chút giải tỏa cả đêm nhẫn nhịn, tất nhiên chỉ dám nghĩ thôi, Thách Y chẳng dám làm, kêu trời, ông trời ơi tôi làm gì nên tội mà ông giày vò tôi như thế. Kiếm chuyện hỏi phân tán sự chú ý. Sao chị dậy sớm vậy? Thấy bên em đèn sáng, cũng không ngủ được nữa. Tạ Vãn Tình cười. Có uống cà phê không chị mang sang cho? Nhà mới còn chưa có đồ pha cà phê, Trương Khác gật đầu, Tạ Vãn Tình về nhà pha cà phê mang sang, ngồi xuống bàn uống cùng Trương Khác. Á, chị Vãn Tình dậy sớm thế. Đường Thanh nghe thấy bên dưới có tiếng nói chuyện, khoác áo ngủ xuống lầu, thấy trước mặt Trương Khác là bài luyện thi, tự hào nói. Hiếm khi thấy Trương Khác chịu bỏ công như vậy. Đưa tay lấy cốc cà phê của Trương Khá uống. Trương Khác cau mày. Này, còn chưa đánh răng. Vậy ai lén hôn người ta hả? Đường Thanh chun mũi, làm ra vẻ hung dữ nhìn Trương Khác. Trương Khác không những chỉ hôn cô còn dùng thứ xấu xa kia chọc vào mông cô, làm cô sợ không dám tỉnh lại. Lúc này có thêm Tạ Vãn Tình, cô nàng lấy được dũng khí. Đường Thanh chạy đi rửa mặt, Tạ Vãn Tình hỏi. Lần này em lên tỉnh thành lại có chuyện hả? Dạ. Chắc Hứa Từ đem chuyện xảy ra trên đường cao tốc kể cho Tạ Vãn Tình rồi, Trương Khác ra chiều đau khổ. Xem mới vừa ra đường, bị cô ta phóng với tốc độ hơn 200 km/h, tim em làm bằng thịt mà, đau lắm. Tử gia là đứa không chịu thua ai đâu, em cẩn thận đừng để nó phát hiện ra, nếu không em khổ đấy. Tạ Vãn Tình nghiêm túc cảnh báo. Chưa bị phát hiện đã lĩnh giáo rồi. Trương Khác vuốt tai, ý chỉ chuyện kia. Chị đã thấy chiếc hoa tai kim cương đó chưa, vì chơi xấu một người tàn tật mà tiểu thư nhà họ Tạ xa xỉ tới vậy sao? Tạ Vãn Tình chỉ biết lắc đầu. Tử gia là đứa khó nhìn thấu hơn cả Tiểu Lục, nói làm chuyện gì cũng theo ý thích, chị khổ không ít lần vì nó, mấy năm qua xa lánh một chút, không ngờ tính nó không thay đổi gì, xem ra chị phải cách nó xa một chút. Mọi người đang nói chuyện gì đấy? Đường Thanh vừa đánh răng vừa hỏi, một tay đỡ dưới cằm, để phòng kem đánh răng rơi xuống đất. Đánh răng một mình thật là buồn. Trương Khác không còn gì để nói, cũng không dám trêu Đường Thanh, nếu không sẽ bị cô nàng lấy kem đánh răng bôi lên mặt ngay, nói. Đang nói chuyện về cô em họ của chị Vãn Tình, tính cách cực kỳ nóng nảy, trông thì xấu xí. Tạ Tử Gia tuy không thể nói là cực đẹp, nhưng tuyệt đối không thể dùng xấu xí hình dung, nhưng nói tới cô gái khác với Đường Thanh, tốt nhất cứ chê bai một chút. Xì, mình không tin. Đường Thanh tuy biết là Trương Khác đang nói lung tung, nhưng vẫn cười tin mắt, chạy vào phòng vệ sinh nhổ bọt kem đánh răng đi. Đồ rừng tắm rửa đều từ chỗ Tạ Vãn Tình đưa sang từ đêm qua, Đường Thanh không muốn để người khác biết đêm qua cô ngủ cùng Trương Khác, tắm rửa xong vội đem mọi thứ trở về chỗ cũ, dọn dẹp phòng rất cẩn thận, trông qua giống như Trương Khác ở đây một mình vậy. 7 giờ 30, Đỗ Phi lái chiếc VS40 tới đón Trương Khác và Đường Thanh đi học, Thịnh Hạ cũng ngồi trong đó. Trương Khác đi vòng quanh xe, thấy đuôi xe có thêm vài vết xước, chưa kịp lên tiếng Đỗ Phi đã cướp lời. Tao đi đón Tiểu Hạ, ở Tiền Nhi gặp một mỹ nữ chặn xe, đợi khi tao đỗ lại cô ta bảo nhận nhầm người, mày nói có bực không, đúng là cô gái rất được. Chương 294, rắc rối của Trương Khác.